Chương 21 Chương 21 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngã một lần không hơn một chút, bởi vì cái kia gặp quỷ rồi hương thái đường, tuân nhạc nhạc vài ngày không có phản ứng xà tinh bệnh hệ thống, nó nói cái gì nàng đều giả bộ không nghe thấy. Dù sao nó cũng cầm nàng không có gì biện pháp. Ngược lại là lớp bên cạnh người bị nàng chọc cho cười to về sau, lại nhìn thấy nàng cùng đèn xanh đèn đỏ ba cái tiểu đồng bọn lúc hiền lành rất nhiều. Đèn xanh đèn đỏ tổ ba người vốn tại trong phòng học ngồi không có chú ý, đi ra xem náo nhiệt lúc chính vượt qua tuân nhạc nhạc vây quanh Lý Minh một người vừa múa vừa hát tình cảnh. Lúc ấy màu gà đầu nhỏ tóc đỏ liền sợ ngây người, quay đầu lại hỏi riêng tuân nhạc nhạc đến cùng tại làm cái gì. Nàng đều không có theo chân bọn họ thương lượng qua A, mời đến đều không có đánh một tiếng liền làm một cái lớn như vậy. Cậu vui vẻ ngươi làm cái gì? Tiểu hoàng mau đối với cái này cũng vô cùng bất mãn. Cậu vui vẻ ngươi có phải hay không muốn rời đi bốn chị em chúng ta đoàn thể bay một mình. Ngươi ghét bỏ chúng ta. Ghét bỏ chúng ta ngươi đã nói, ta kỳ thật đã nhìn ra, ngươi gần nhất đều mặc đồng phục không thế nào mặc áo trắng ăn xong. Tuân nhạc nhạc vốn còn muốn thay đổi một cách vô tri vô giác nhuận vật im ắng địa tiến hành cải biến đâu, không nghĩ tới lại bị phát hiện. Tiểu hoàng mau mang cái cầm, trừng mắt nói, lúc trước chúng ta đốt giấy vàng thành anh em kết bái lúc đều nói tốt rồi, kết bái vì khác phái tỷ muội từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Cho dù ngươi ghét bỏ chúng ta cũng vô dụng, chúng ta vẫn là hảo tỷ muội, ngươi vẫn phải là mặt hồng hồng nhạt. Tuân nhạc nhạc, tiểu cô nương này cái gì thẩm mỹ? Rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành đó a à thương thiên? Chính nàng ăn mặc không phải cũng rất phù hợp thường lạnh lùng đấy sao? vì cái gì liền cho nàng định đã chết chết con rùa so phấn còn có cái này cái gì lời thề không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh chẳng lẽ không phải nhưng cầu a à, cái gì cũng không cầu ngươi kết bái làm gì a à, cái này mấy cái không may hài tử nàng đành phải than thở nói ta không có ta đã sớm như vậy tuân nhạc nhạc biết rõ nguyên chủ tại trong mắt mọi người hình tượng là dạng gì như đấy nàng nếu như ý định tại nơi đây hảo hảo sống được không có ý định chính mình hủy đi chính mình đài hết thảy cũng phải có một cái ít nhất nói đi qua giải thích dĩ vãng chơi cười quá độ thành hiện tại bộ dạng trước mắt xem ra mọi người độ chấp nhận cũng còn có thể nàng đã sớm tại suy nghĩ đã qua khiêu vũ lúc nàng cũng đúng mọi người nghi vấn sớm có chuẩn bị chuyện này bị người hỏi lúc nàng chuẩn bị một cái cơ trí lại kéo hảo cảm đáp án cái này gọi là gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Ngươi xem, Lý Minh trước kia cùng ta có cừu oán đúng không? Hắn lúc ấy tại trên hành lang cười trận rồi, còn đi theo mọi người cùng nhau nở nụ cười, về sau sẽ thấy cũng không có thể nhầm vào ta đúng hay không? Chém chém giết giết hùng hùng hổ hổ, động một chút lại xé bức nhiều không cô đồng A, chúng ta vẫn là đệ tử đâu, loại phương thức này thật tốt. Đèn xanh đèn đỏ tổ ba người nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy từ khi đã trải qua hành lang nhiệt vũ lý minh trông thấy tuân nhạc nhạc cái kia trương mặt liền phản xạ có điều kiện bắt đầu toàn bộ mặt run rẩy sau đó nín cười cuối cùng không nín được cười lên ha hả cái gì ác ý đều cho cười không có còn có thể không hiểu thấu mang được chung quanh đồng học đều đi theo nhớ lại lúc ấy tên tình cảnh sau đó cùng lấy cùng một chỗ nhanh vui vẻ ha 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 đèn xanh đèn đỏ tổ ba người nghe xong tuân nhạc nhạc thuyết pháp sau cũng không khỏi không phục cũng là ngươi lợi hại loại này hóa giải ân oán phương pháp cũng không phải ai cũng có thể dự đoán được làm ra được ai ta là tiểu quả phụ ngũ phía trên không ai cho nên đành phải lá cây qua sông toàn bộ nhờ một cổ sống nhiệt tình tiểu hoàng mau nghe được sững sờ sững sờ nếu như tuân nhạc nhạc không có bay một mình ý tứ đèn xanh đèn đỏ tổ ba người sẽ không có lo lắng lại bắt đầu thật dễ nói chuyện nếu như mọi người vẫn là hảo tỉ muội vậy ngươi không thể lão mặc đồng phục a à, hay là muốn mặc ngươi trước kia quần áo đi vậy thật là tốt xem nhiều mắt sáng a à, đi đến chỗ nào đều là trong đám người sáng nhất viên kia sao tuân nhạc nhạc như thế nào còn không có quên cái này mảnh vụn gốc nhi được 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 ta sẽ nhìn xem xử lý liên tiếp vài ngày tuân nhạc nhạc ra vào phòng học đều có thể khiến cho lớp chúng ta cùng lớp bên cạnh tiếng cười to nàng không sai biệt lắm muốn thói quen loại ảnh hưởng này mới dần dần giảm đi. Tuân nhạc nhạc cuối cùng có thể bình tĩnh điệu thấp. Mới tốt tốt hơn khóa. Phong khí lớp 10 với tư cách một chỗ bị các học sinh diễn xưng là khí sửa trường kỹ thuật tư nhân trường cấp 3, từng lớp đối lập nhau không có nhiều như vậy đệ tử. Tuân nhạc nhạc lớp đại khái hơn 50 cá nhân, hai người một loạt, chia làm bốn cái tiểu tổ, nàng tại tổ hai đếm ngược vị trí, ngồi cùng bàn là một cái tên là tiền tô tố tiểu béo muội khuôn mặt viên viên con mắt viên viên, thanh âm đặc biệt mềm nhu, tính cách cũng mềm. Nàng nhiệt tình yêu ăn cái gì, bàn học ở bên trong lúc lúc khắc khắc đều đút lấy đủ loại đồ ăn vặt quà vặt và vân vân. Trước kia cô bé này cùng người khác làm ngồi cùng bàn, lão có người ghét bỏ ngồi tại nàng bên cạnh thường xuyên bị các loại đồ ăn hương vị câu chịu không được ăn quá nhiều béo phì, nếu không chính là sẽ bởi vì trên người bị nhiễm lên đồ ăn mùi vị mà hùng hùng hổ hổ. Tuân nhạc nhạc vẫn còn tốt nàng cảm thấy nghe đồ ăn mùi vị thật vui vẻ. Tiền tô tố cũng là có tiền người ta tiểu hài nhi, ăn cái gì không phải tuyệt không chọn, nàng đồ ăn vặt hương vị đều rất không tệ. Đồng dạng, tiền tô tố cũng thật thích cái này ngồi cùng bàn, trước kia còn không có cảm giác gì, gần nhất nàng đột nhiên trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương, ví dụ như lúc này giờ phút này. Tiền tô tố một tay chống cầm, chuyên chú nhìn xem tuân nhạc nhạc mặt, trong nội tâm càng không ngừng phát ra sợ hãi thán phục qua cái này nhan nghệ thật sự lợi hại. Nàng chưa bao giờ biết rõ người trên mặt có thể làm ra nhiều như vậy phong phú biểu lộ. Không biết nàng muốn cùng ngồi cùng bàn bái sư mà nói, có thể hay không học được nàng năm thành nhan nghệ đâu. Đình, nhiệm vụ mới tuyên bố, 5 phút trong vòng, xử, khiến cho toàn lớp thầy trò cười ha ha vượt qua một phút, nhiệm vụ hoàn thành sẽ đạt được đặc thù phần thưởng A chính tại đi học tuân nhạc nhạc, ha ha. Mơ tưởng gạt ta. Đặc thù phần thưởng. Cậu cũng không ăn hương thái đường A, vẫn là hành tây. Đường. Thực lực cự tuyệt. Tuân nhạc nhạc giả bộ như không nghe thấy, không động tại trung. Phần thưởng là ngài vô cùng muốn thứ đồ vật, bổn hệ thống dùng các tho tinh cầu danh nghĩa thề. Nàng vô cùng muốn thứ đồ vật. Tuân nhạc nhạc có chút động tâm rồi cam đoan ngài sẽ phi thường hài lòng hệ thống lần nữa cường điệu tuân nhạc nhạc rõ ràng theo hắn máy móc điện tử âm ở bên trong nghe được một điểm vội vàng đến nàng cảnh giác hỏi là cái gì ban thưởng trước tiên là nói về tới nghe một chút bằng không thì ta mặc kệ ngươi đừng lại ban thưởng cái gì kia hương thái đường a đó là phản nhân loại ta đây nói cho ngươi địa cầu chúng ta thượng không ai ưa thích vật kia cậu cũng không ăn sự thật chứng minh những thứ này ngoài hành tinh cầu đến giống, đầu óc cùng các nàng người địa cầu căn bản không giống với. Các nàng sống điện não đều là bất đồng. Hương thái đường vết xe đổ còn tại chỗ đó, nàng là tuyệt sẽ không đơn giản mắc lừa. Hệ thống lúc cách vài ngày lần nữa nghe được nàng đáp lại cũng có một tia khó có thể che giấu hưng phấn, phần thưởng là khương mộ bạch thích nhất đồ lót một cái, ngài tuyệt đối thỏa mãn. Tuân nhạc nhạc. Ngài khỏe. Thân, bên này không cách nào đọc đến ngài sóng điện não. Tuân nhạc nhạc làm cái hít sâu, tại trong đầu gào thét, ngươi cái này trộn đồ lót biến, thái sắc, tình điên cuồng. Cho ta chỗ nào làm được quay về đến nơi đâu. Đi được càng xa càng tốt không bao giờ. Nửa muốn trở về. Hệ thống máy móc âm ở bên trong lộ ra một tia không liệu là cùng khoảng, không phải trộn đến. Tuân nhạc nhạc tâm tình hòa hoãn một điểm, ta đây cũng không đáp ứng ta mới không muốn người khác đồ lót, chính ngươi cầm lấy đi bọc quần tam giác ở ngoài biến siêu nhân A, nói xong câu đó về sau mặt kệ hệ thống nói cái gì, tuân nhạc nhạc cũng không phản ứng nó, bắt đầu giống như mấy ngày hôm trước giống nhau trực tiếp trong đầu che đậy nó, bắt đầu chăm chú nghe giảng. Đây là một tiết âm vui vẻ khóa. Phong khí lớp 10 chưa từng có bói thẻ thuyết pháp, trái lại, âm vui vẻ mỹ thuật tạo hình khóa thể dục trường học đều vô cùng coi trọng, trong trường học thường xuyên sẽ sản khai mở các loại hoạt động cùng trận đấu như là ca sướng trận đấu, triển lãm tranh, tài nghệ biểu hiện ra và vân vân còn nhiều rất nhiều. dù sao nơi đây hài tử cái gì đều có thể thiếu chính là không thiếu tiền. đại đa số đệ tử đều là từ nhỏ đi học tập vài loại năng khiếu. Tuân nhạt nhạt như vậy cái gì cũng không biết đương nhiên là số rất ít tất cả nàng mới bị cười nhạo nhà giàu mới nổi đồ nhà quê đi dạy toàn bộ cấp hai niên cấp âm vui vẻ đều là vị này không đến 30 tuổi chu lão sư hắn là trường sư phạm âm vui vẻ chuyên nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp cao tài sinh lớn lên cũng là hình dáng đường đường nói chuyện khôi hài ẩn dấu, cùng tất cả đệ tử đều cùng bằng hữu giống nhau ở chung khóa ngoại hoạt động còn có thể cùng các học sinh cùng đi chơi bóng thai mở hát và vân vân các học sinh cũng đều vô cùng cho hắn mặt mũi hắn đi học ngẫu nhiên sẽ lưu bài tập mọi người cũng đều sẽ đi tỉ mỉ làm tốt đưa trước đi. Còn có một nguyên nhân là trường học bá giống như ý hàng là chu lão sư trung thực phấn ti tiểu mê muội các lão sư khác nàng mặc kệ, ai dám không giao chu lão sư bài tập tự đợi đến nàng trả thù A. Hôm nay sắp tan học lúc, chu lão sư lại lưu lại bài tập. Chúng ta liên tục mấy đoạn âm vui vẻ khóa học tập như thế nào hô hấp, như thế nào phát ra tiếng, như thế nào tiến hành ca sướng sớm mấy đoạn khóa cùng một chỗ một lần nữa nhận thức học tập chúng ta trường học ca. Lão sư cũng biết, các học sinh bên trong có rất nhiều cao thủ, từ nhỏ đều học các loại vui vẻ khí. Cái này đoạn khóa cho các ngươi lưu một phần bài tập, bốn người một ít tổ, nếm thử cho trường học ca một lần nữa tiến hành một lần biên uống khúc, hạ đoạn khóa chúng ta đi âm vui vẻ phòng học diễn tấu. Không hạn chế biên loại nhạc khúc cách, vui vẻ khí cùng âm sắc phối hợp, mọi người tự do phát huy. Lão sư đến lúc sẽ dẫn đầu cho các ngươi làm làm mẫu, cố gắng lên. Chu lão sư nói xong cũng rời phòng học, Tuân Nhạc Nhạc căn bản không có kịp phản ứng, biên uống khúc. Đây là học sinh cấp 3 tài giỏi sự tình a. Đèn xanh đèn đỏ tổ ba người liền vọt lên. Cậu vui vẻ chúng ta làm sao bây giờ? Tuân Nhạc Nhạc còn không có làm hiểu. Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta bốn người cũng không có học qua. Đối âm vui vẻ dốt đặt cán mai A, à, tuân nhạt nhạt. Như vậy chân thật chiến năm tra A, à, bất quá nàng vẫn là không hiểu. Chúng ta đây lớp những người khác đều sẽ. Tiểu hồng rắm dùng lực gật đầu. Bốn người một tổ, như thế nào cũng có thể tìm được một cái sẽ nhớ, những người khác nghe lời là được rồi. Vấn đề của chúng ta là chúng ta bốn cái cũng sẽ không A, à. chúng ta đây tách ra riêng phần mình đi tìm một cái sẽ biên uống khúc tiểu tổ cọ thoáng một phát không được sao đèn xanh đèn đỏ tổ ba người đồng loạt mà tỏ vẻ cự tuyệt. Như vậy sao được? Sáu con con mắt khiển trách địa trừng mắt tuân nhạt nhạt, chúng ta thế nhưng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia hảo tỉ muội. Bốn người chúng ta làm gì đều muốn cùng nhau, tách ra vẫn là tỉ muội A, lẫn vào tại tỉ muội chính giữa tóc đỏ nam sinh triệu tiểu vũ trống lớn nhất âm thanh. Mà các nàng cũng không nói ra miệng sự thật là, lớp học liền các nàng bốn cái là nhà giàu mới nổi kia mà, theo cao nhất bắt đầu sẽ cùng tiếng đồng xuất, những người khác cũng sớm đã thành thói quen. Trong trường học thường xuyên làm cùng loại hoạt động muốn phân 4 người tiểu tổ, lão sư mặc dù nói mọi người tùy ý tự do phối hợp, nhưng tất cả mọi người sẽ trực tiếp đi tìm chính mình bạn nối khố. Tuân nhạc nhạc lâm lúc tách ra cắm vào người khác trong tổ, cơ bản rất khó làm được. Chúng ta đây trước kia gặp được loại này bài tập đều là như thế nào tới? Tiểu hồng mau ủ rũ lần lượt mấy bỗng nhiên đánh, hoặc là vận khí tốt chu lão sư lưu bài tập không có khó như vậy. Tiểu Long Xanh cùng Tiểu Hoàng Mao rủ cục lấy đầu. Tuân nhạt nhạt. Bị đánh cũng đừng có nói được như vậy thuận miệng đi à nha. Ba chiều ba dê đồng học các ngươi chuyện gì xảy ra. Tạo hình một cái sau so một cái khốc huyễn, so hắc, xã hội còn giống như hắc, xã hội, kết quả rõ ràng lẫn vào được sẽ bị trường học bá khi dễ. Tiểu Hoàng Mao bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng không sai a à, lần này chúng ta có thể tìm ngoại viện ít lần lượt một trận đánh ai dựa vào không đáng tin cậy a à, sau đó tuân nhạc nhạc chỉ nghe thấy tiểu hoàng mao lớn tiếng nói khương mộ bạch a à, lần trước tại nhà ăn cùng cậu vui vẻ cùng một chỗ biến tù trường chính là cái kia hắn không phải cùng cậu vui vẻ nhận thức đi tiểu hoàng mao cùng tiểu long xanh hai mắt tỏa sáng khương mộ bạch thế nhưng là chúng ta khí viện đàn dương cầm tiểu vương tử trong nhà hắn nghe nói chuyên môn có một gian phòng để cúp. Trong nhà đầu còn có khai quá cấp thế giới diễn tấu hội âm vui vẻ ra. Hắn dám chắc được. Đáng tin cậy. Sau đó tuân nhạc nhạc sẽ thấy một lần bị sáu con con mắt đồng loạt địa chầm chầm vào không thả. Nàng. Bất quá, khục khục, kỳ thật nàng cũng có chút nguyện ý được côn vớt bằng TTV trên Slack. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22 Chương 22 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sau khi tan học, về tới, đinh đinh đinh, hơi tính tin tức nhắc nhở vang lên. Tuân nhạc nhạc mở ra vừa nhìn, không ngừng nhắc đến bày ra mới tin tức là một cái hơi tính bày, bày tên đỏ vàng lục phấn. Triệu tiểu vũ, tuân nhạc nhạc cố gắng lên, ba người chúng ta toàn bộ nhờ ngươi rồi. Tuân nhạc nhạc suy nghĩ một chút, Phát một cái tin tức đi ra ngoài, Triệu Tiểu Vũ là ai? Triệu Tiểu Vũ, ai oán? Diệp gờ Triệu Tiểu Vũ là ta, là tóc đỏ Á, chuyên môn tại cái này bày ở bên trong ghi chú tính danh chính là sợ bị di vong, tuân nhạc nhạc còn quên. Người ta thật sự thật đau lòng tuân nhạt nhạt. Nguyên lai like tóc đỏ không gọi Tiểu Hồng A, à. bất quá hắn cái này nói chuyện phím phong cách là chuyện gì xảy ra. Nàng tranh thủ thời gian lại nhìn một chút bày ở bên trong hai người khác ghi chú, Kim Vạn Lục lý linh lan tuân nhạc nhạc nguyên một đám ấn mở bằng hữu vòng xác nhận thoáng một phát tranh thủ thời gian cố gắng nhớ kỹ tiểu hoàng mau gọi kim vạn lục tiểu long xanh gọi lý linh lan triệu tiểu vũ tuân nhạc nhạc cùng khương mộ bạch nói a à, khương mộ bạch là cái gì phản ứng đã đáp ứng a à, ta kỳ thật cùng hắn cũng không phải rất thuộc a à, loại sự tình này còn rất phiền toái ta có chút không có ý tứ triệu tiểu vũ khiếp sợ dê tuân nhạc nhạc vậy mà cũng sẽ không có ý tứ Ngươi đem bánh mì vung người ta trên đầu, lại từ khương mộ bạch trên đầu lấy xuống che tại trên đầu mình lúc cũng không phải là như vậy. Tuân nhạc nhạc, ngài hảo hữu tuân nhạc nhạc đã lui ra bày trò chuyện lý linh lan, ngọa tào, khó vào đời. Câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, các ngươi vì cái gì chỉ mặc gọi tên nói chuyện phím. Giống như các so. Triệu tiểu vũ, bởi vì ta là một cái không ai được cảm tình máy móc. Tuân nhạc nhạc, bởi vì hắn theo chúng ta tầm đó không có một tia ràng buộc, hắn là một cái không ai được cảm tình AI. Kim vạn lục, ha 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 tuân nhạc nhạc ngươi có độc, lây bệnh tóc đỏ cũng càng đến càng các điêu. Các ngươi tỉnh, cho ta bình thường một chút a à, tuân nhạc nhạc, quan nàng chuyện gì? Tiểu hồng mau ngay từ đầu cứ như vậy nói chuyện phím không phải sao. Đạp mã đều do cái kia xà tinh bệnh hệ thống phá ban thưởng, nàng rất muốn nhất phần thưởng. Khương mộ bạch đồ lót. Khiến cho nàng giống như đầy trong đầu mang nhan sắc phế liệu, tuyệt không đứng đắn tựa như trời đất chứng giám nàng thật là cái người đứng đắn a à. chẳng qua là đối khương mộ bạch tiểu ca ca có chút hảo cảm mà thôi nàng cái gì cũng không muốn cái gì cũng không có làm a à. may mắn không ai biết rõ nàng đến hiện tại còn không có trì hoãn quá mức nhi đến buổi tối nhìn xem hảo hữu liệt biểu lít ở bên trong khương mộ bạch không hiểu chột dạ nói chuyện phím khung nhiều lần ấn mở tắt đi chính là tìm không thấy phù hợp mở miệng phương thức trực tiếp mở miệng xin giúp đỡ nhất định sẽ bị cự tuyệt. Nhạc Nhạc. Còn tại học tập. Khổ cực như vậy a, à, Phan A Di cho ngươi chuẩn bị bữa ăn khuya, đến ăn chút gì. Tuân Nhạc Nhạc ngồi thẳng thân thể nhìn lại, Phan A Di bưng khay đứng tại cửa ra vào. Làm sao vậy? Phan A Di nhìn xem sắc mặt của nàng hỏi. Tuân Nhạc Nhạc lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói. Học tập bố trí bài tập có chút khó, ta sẽ không làm. Phan A Di nghe xong sẽ tới sức lực, cầm một viên bóc lột tốt nguyên vẹn ốc chó nhân cho nàng ăn, sau đó nói. Nhạc nhạc ngươi cái này không đúng, A Di còn tưởng rằng ngươi là lo lắng tóc, khục khục, chính là lo lắng ba ba của ngươi cùng ca ca ngươi sự tình, nguyên lai like là bởi vì bài tập. Ba ba của ngươi cùng ca ca ngươi đã nói rồi, ngươi đến trường không cần quá cố sức, chỉ cần mỗi ngày vô cùng cao hứng là được. Bọn hắn nếu biết rõ ngươi vì bài tập khiến cho mệt mỏi như vậy, nhất định sẽ đau lòng. Vậy sao? Vậy cũng không. A Di nói cho ngươi trong nội tâm lời nói a, à, tất cả mọi người phải học tập thật giỏi là vì cái gì? Vì khảo thi tốt đại học, đi ra có phần công việc tốt, lợi nhuận nhiều hơn tiền có thể vượt qua ngày tốt lành đúng hay không? Thế nhưng là nhạt nhạt ngươi xem, ngươi hiện tại không cần học tập cũng đã rất có tiền nữa à? Nếu như ngươi ưa thích học tập, có thể từ đó đạt được nhanh vui vẻ cái kia khác nói thế nhưng là nếu như ngươi học được không vui vậy tại sao nên vì khó chính mình căn bản không cần phải đi đúng hay không phan a di hào sản địa vỗ đại chân sẽ không làm cũng đừng có làm tìm một chút vui vẻ sự tình làm một chút đi đánh chơi game xoát xoát trung âm hoặc là xoát xoát hơi bác cái gì đều được a à, lão sư nếu như tìm ngươi muốn làm nghiệp chúng ta có thể cho ba của ngươi cho ngươi lão sư gọi điện thoại nói chúng ta nhạt nhạt không giao bài tập học tập không giỏi gia trưởng cũng sẽ không tìm trường học phiền toái tuân nhạc nhạc càng nghe càng cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực đầy bụng hồ nghi phan a di tế ra một chiêu phải giết kỹ nhạc nhạc nha a di nói cho ngươi động não quá nhiều dễ dàng quay đầu phát tuân nhạc nhạc đi a di ngươi không cần nói nữa nàng năm đó đến trường lúc cố gắng học tập tri thức vì khảo thi tốt đại học lẫn vào tốt văn bằng về sau có thể lợi nhuận nhiều hơn tiền căn bản không có nhàn rỗi cũng không có dư thừa tiền đi học cái gì năng khiếu. Làm cho nàng sáng tác bài hát, đó là quả phụ đã chết nhi tử, triệt để không có trông cậy vào. Tìm người hỗ trợ là nhất định. Tuân nhạc nhạc nằm tại trên giường một bên soát hơi bác một bên suy nghĩ mở miệng phương thức lúc, trên điện thoại di động lúc nãy đột nhiên bắn ra trần tử nghiêm phát tới một cái tin tức. Nàng tranh thủ thời gian ấn mở tin tức. Trần học trưởng, tiểu học mùi, nghe nói các ngươi âm vui vẻ bài tập muốn viết ca cần hỗ trợ a nơi này có chuyên nghiệp nhân sĩ có thể tiến hành bên ngoài tràng viện trợ a quả thực kịp thời vũ a ngủ gật tiễn đưa gối đầu trần học trưởng quả thực thật tốt quá cảm động trần học trưởng khục khục trần tử nghiêm dây hiểu muốn hỏi ngươi khương học trưởng đúng hay không hắn gần nhất cũng không có việc gì bất quá ngươi cũng biết hắn không tốt lắm nói chuyện tiểu học mọi ngươi muốn cho hắn hỗ trợ được nổ cố gắng a à, cố gắng lên ta xem trọng ngươi chẳng lẽ anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong trần học trưởng không chịu đáp ứng giúp ta cùng một chỗ thuyết phục hắn a à, ha ha khoa trương ta suất cũng vô dụng ngươi đem cái kia đệ nhất các điêu thiếu nữ động đồ trao quyền cho ta dùng ta đã giúp ngươi tuân nhạc nhạc dù sao mặc kệ nàng thụ không trao quyền trên mạng cũng đã truyền bay đầy trời không phải sao tuân nhạc nhạc con rận nhiều hơn không ngứa khoản nợ nhiều hơn không lo hiện tại phải nhìn nửa cái kia trương biểu lộ bao đã là vò đã mẻ lại sức trạng thái cho ngươi dùng cho ngươi dùng ok cảm ơn tiểu học muội ngày mai chú ý tin tức của ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đã xong cùng trần tử nghiêm đối thoại sau tuân nhạc nhạc đầy trong đầu đều là ngày mai mặc cái gì đi gặp khương mộ bạch như thế nào mới có thể lại để cho hắn đáp ứng hỗ trợ có thể chứng kiến hắn đánh đàn dương cầm bốn bỏ năm lên hắn đánh đàn cho nàng nghe. Cũng quá mỹ hảo đi à nha. Nàng mang theo tốt đẹp chính là ước mơ lâm vào mộng đẹp. Tối hôm đó tuân nhạc nhạc ngủ được đặc biệt sớm, trực tiếp dẫn đến buổi sáng tỉnh cũng so dĩ vãng đều muốn sớm rất nhiều. Loại này giấc ngủ sung túc tự nhiên sau khi tỉnh lại tinh thần đầu cũng đặc biệt tốt, tuân nhạc nhạc sẽ không có lại nằm y, trực tiếp đứng lên rửa mặt sau, theo phòng giữ quần áo ở bên trong tỉ mỉ phối hợp một bộ quần áo dày, ăn mặc đi xuống lầu. Bởi vì thời gian quá sớm, bên ngoài thiên cũng còn không có sáng, tuân nhạc nhạc chuẩn bị đi trong khu cư xá hoạt động một chút, hô hấp thoáng một phát không khí mới mẻ, nhìn xem có cơ hội hay không cùng lão gia gia đám bọn họ cùng một chỗ đánh đánh con quay và vân vân. Nàng sợ quấy rầy đến Phan A Di cùng đại ca nghỉ ngơi, chỉ dùng tay cơ màn hình chiếu sáng lấy nhẹ chân nhẹ tay dưới mặt đất lầu. Không nghĩ tới đi đến thang lầu góc rẽ, đột nhiên đã nghe được rất nhỏ tiếng vang ta biết rõ ta biết rõ ta không phải một mực tại làm a à. một câu cuối cùng tựa hồ có chút nóng nảy khống chế không nổi địa đề cao một điểm âm lượng tuân nhạc nhạc thoáng cái chợt nghe đi ra phan a di nàng lập tức ngừng lại rồi hô hấp ngài mục đích đã không sai biệt lắm đã đạt thành vì cái gì còn muốn phan a di thanh âm lúc cao lúc thấp tuân nhạc nhạc nghe được nội dung đức quảng là ta biết rõ ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, tranh thủ lại để cho mấy người hài tử đều. Tuân nhạc nhạc là trọng điểm, ta minh bạch. Tuân nhạc nhạc đứng tại tại chỗ một hồi lâu, xác định triệt để không âm thanh âm, nàng mới nhẹ chân nhẹ tay địa lại đường cũ quay trở về gian phòng của mình ở bên trong. Phan A Di quả nhiên có vấn đề. Nàng vừa bắt đầu hoài nghi là rất đúng. Trọng điểm là mình. Nàng muốn, nghe phan a di tự hồ là nghe người nào đó chỉ huy hành động tuân nhạc nhạc lập tức trong đầu đã hiện lên một đống lớn chiến tranh tình báo mảnh thương chiến mảnh còn có cái gì trăm năm ân oán tình cừu các loại thế nhưng là cái này tự hồ một chút cũng không phù hợp tuần gia tình huống theo nàng biết tuần ba ba tại quê quán khai thác mỏ giảng đạo lý sẽ không chọc tới cừu nhân nghỉ trăm phương ngàn kế trả thù tuần gia cả nhà trọng điểm vẫn là hài tử A, Phan A Di thế nhưng là tại tuần gia đã làm đã nhiều năm thời gian. Cái này rất đúng bao nhiêu cừu hận A. Đến tại thành phố cừu nhân thì càng là thiên phương dạ đàm, tuân đại hải hai vợ chồng trọng điểm đều tại tuyền sơn thôn, tại thành phố thời gian cơ bản đều là bồi hài tử, tại bên này cơ bản không có người nào mạch xã giao. Đại ca công ty tại thành phố, có thể hắn còn trẻ như vậy, tính toán đâu ra đấy không mấy năm, cùng Phan A Di -Gi đến gia thời gian cũng đúng không thượng. Nếu như là tuần gia không có phát đạt lúc trước cừu nhân, sinh trưởng ở địa phương nông thôn nhân, có cái gì thù cái gì oán bình thường đều trực tiếp ở trước mặt đại nhau nhau một trận hoặc là đánh đập tàn nhẫn, đã xong vài năm giúp nhau không nói lời nào, loại này so sánh thông thường. Chưa nghe nói qua nhà ai có thể nghẹn lấy đã nhiều năm chỉnh ra một cái báo thù kế hoạch. Đối phương đã có năng lực phái ra Phan A Di tại tuần gia ẩn núp đã nhiều năm, có phải hay không cũng nói đối phương không thiếu tiền lại có kiên nhẫn cùng thời gian chẳng lẽ thật là ba ba khai thác mỏ bởi vì lợi ích phân tranh trêu chọc người tuân nhạc nhạc tại trong phòng qua lại xoay quanh đau cả đầu còn không có đầu mối gì nàng biết rõ đấy tin tức thực tại không nhiều lắm có muốn hay không đem phan a di sự tình nói cho ba ba vẫn là nói cho đại ca tuân nhạc nhạc do dự mà buổi sáng tại trên bàn cơm nhìn thấy nhiệt tình như của Phan A Di lúc, tuân nhạt nhạc liền khống chế không nổi địa có một chút không tự tại, bất quá nàng cúi đầu ăn hết một ngụm thịt thái mặt, lại ngẩng đầu lúc lại khôi phục như thường. Nhạc nhạt, hôm nay thêm thức ăn là A Di dựa theo ngươi nói, đem ngũ hoa thịt cùng thịt bò cắt thành đinh bỏ thêm đại liêu lỗ một đêm lỗ đi ra, được không ăn. Có phải hay không ngươi tối hôm qua nói cái loại này hương vị? Ăn ngon mà nói A-di đem đơn thuốc nhớ kỹ, lần sau trả lại cho ngươi làm. Nếu là có ở đâu không hợp khẩu vị ngươi cũng nói cho A Di, ta tốt điều chỉnh." Nàng vừa nói, một bên thuần thuộc địa cho Tuân Nhạc Nhạc đĩa rau. Mặc dù chỉ là bữa sáng, nhưng chỉ cần Tuân Nhạc Nhạc cùng Tuân Úy Nghiên có một người tại trong nhà ăn, Phan A Di liền từ không ứng phó. Bởi vì tối hôm qua Tuân Nhạc Nhạc thuận miệng một câu, nàng liền phí lúc cố sức địa làm thịt thái, còn lại cứ vậy mà làm nhiều cái ăn sáng đi ra có nhẹ nhàng khoan khoái chua dưa leo đầu bơ đậu phộng còn có hương sắc thuốc cá con làm tuân nhạt nhạt nhìn xem trước mặt đồ ăn bên tai nghe phan a di nói liên miên cằn nhằn mỗi chữ mỗi câu đều là ôn hòa thanh âm trong lòng của nàng do dự vô cùng nếu như nói cho đại ca hoặc là ba ba mà nói phan a di khẳng định không thể tại trong nhà ở lại a à? thế nhưng là không có nói làm cho nàng như một định lúc tạc đạn giống nhau đối đãi tại trong nhà không biết cái gì lúc sẽ làm nổ không biết sẽ tạc đến người nào không. Điều này hiển nhiên cũng là không thể nào. Tuân Nhạc Nhạc không do dự quá lâu tự hạ định quyết tâm. Nàng cầm lấy điện thoại ấn mở hơi tính, phát một cái tin tức. Đi trường học trên đường Tuân Nhạc Nhạc tâm tình còn có mấy phần thất lạc, mặc dù mới nhận thức không có vài ngày, nhưng Phan A Di tại trong nội tâm nàng đã là thân thiết một trong. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 Chương 23 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tuân nhạc nhạc tâm tình xa sút một mực tiếp tục đã đến cơm trưa thời gian, Trần Tử Nghiêm hơi tính chọc lấy nàng. Mau tới Hồng Phong Lâm Bắc Sườn Núi, Trang Bức, Thạch nơi đây. Nàng dây quay về, Khương học trưởng cũng tại vậy sao? Ta lập tức đến. Quay về hết tin tức tuôn nhạc nhạc cùng đèn xanh đèn đỏ tổ ba người chào hỏi, sẽ cực kỳ nhanh xông vào siêu thị mua một đống lớn thứ đồ vật chạy tới Trần Tử Nghiêm nói địa phương. Hồng Phong Lâm nghe nói là phong khí trường học chủ tịch hoa giá tiền rất lớn như vậy ngoại quốc giống, mỗi lần một gốc cây cây phong đều rất đắt, mùa thu lúc đặc biệt đẹp mắt, là cả thành phố nổi danh cảnh quan một trong. Trang bức, thạch đương nhiên cũng là đệ tử ở giữa diễn xưng nhưng thật ra là một cái trầm tư người pho tượng tuân nhạc nhạc rất xa đã nhìn thấy trần tử nghiêm bàn chân ngồi tại tảng đá bên cạnh ăn cơm hôm nay thời tiết phi thường tốt bầu trời lam được gần như trong suốt không có một áng mây màu ngẫu nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua sẽ chỉ làm người càng thêm cảm thấy hôm nay thời tiết rất thoải mái dễ chịu ánh mặt trời chiếu được nghiêm chỉnh mảnh bắt sườn núi đều ấm áp tới nơi này ăn cơm đệ tử rất nhiều tuân nhạc nhạc đi qua trần học trưởng tốt Khương học trưởng không tại A, nàng đem túi nhựa để tại bên cạnh hắn, thở dốc một hơi nói, những thứ này ăn cho ngươi, ta đi nhà ăn ăn cơm đi, học trưởng gặp lại. Trần Tử Nghiêm Ngươi chờ một chút. Tôn nhạc nhạc dừng bước, trở lại. Còn có việc A, Trần Tử Nghiêm bị nàng một giây đồng hồ cũng không ý định nhiều ngừng bộ dạng như vậy dở khóc dở cười. Tiểu học mùi ngươi thứ nhất không thấy ngươi Khương học trưởng quay đầu bước đi a à, cũng không hỏi hỏi ta người khác tại chỗ nào cũng quá chân thật đi à nha cơm trưa thời gian khương học trưởng khẳng định cũng tại ăn cơm trưa không cần hỏi trần tử nghiêm đứng lên vỗ vỗ trên người thập phần khó hiểu ngươi đến cùng ưa thích cũ gừng cái gì theo thương tràng trông thấy chúng ta ngày đó liền làm khác nhau đãi ngộ hắn mỗi ngày mặt lạnh lấy không thích nói chuyện theo ta được biết hắn với ngươi cũng không có gì tiếp xúc Luận tướng mạo, ta cũng không thua hắn a, à, trong trường học phía ngoài trường học truy cô gái của ta tử có thể so sánh truy hắn hơn nhiều hơn. Tuân Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, hắn lớn lên chính là ta tương lai bạn trai bộ dạng, ta vừa nhìn thấy hắn liền chỗ nào chỗ nào đều ưa thích, không thương cười không thích nói chuyện cũng siêu cấp đáng yêu. Trần Tử Nghiêm càng là không hiểu ra sao. Đáng yêu cái từ ngữ này cùng Khương Mộ Bạch có quan hệ a, à, tiểu học muội đây là mở cái gì mê muội lọc kính. Hắn bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, cười xấu xa lấy nhìn về phía Tuân Nhạc Nhạc sau lưng. Ngươi đều nghe thấy được, sẽ không điểm tỏ vẻ a, à, Tuân Nhạc Nhạc vừa quay đầu lại. Khương Mộ Bạch liền đứng tại phía sau nàng hai bước xa địa phương, một tay chọc vào tại đồng phục trong túi quần một tay mang theo một cái tầng ba cà mên, lãnh lãnh đạm đạm không có gì biểu lộ nàng bỗng nhiên thì có điểm khẩn trương. Trần Tử Nghiêm lại hỏi một lần, Khương Mộ Bạch theo tuân nhạc nhạc bên người gặp thoáng qua, lãnh đạm nói ta tương lai bạn gái bộ dáng không phải nàng. Cái này tại chỗ cự tuyệt. Khương Mộ Bạch xoay người buông xuống hộp cơm, không nhanh không chậm địa mở ra chuẩn bị ăn cơm trưa. Trần Tử Nghiêm tranh thủ thời gian lo lắng nhìn về phía tiểu học muội. Tuân nhạc nhạc nghe được Khương Mộ Bạch trả lời ngược lại là chờ đến trên lầu rơi xuống thứ hai chỉ dày nàng nhẹ nhàng thở ra, chống lại Trần Tử Nghiêm ánh mắt, hướng hắn cười ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Không quan hệ, hiện tại không phải không đại biểu tương lai không phải đi. Ta nổ cố gắng, qua vài ngày hỏi lại hỏi. Chỉ cần hắn không có bạn gái, nàng liền còn có cơ hội. Khương mộ bạch phản phất căn bản không có bị thổ lộ, tuân nhạc nhạc cũng rất giống không có bị tại chỗ cự tuyệt qua giống nhau, hai người đều rất bình tĩnh địa ngồi xuống bắt đầu ăn cơm trưa. Trần Tử Nghiêm cũng ngồi xuống theo đến bưng lên cơm của hắn hộp Tuân nhạt nhạt theo trong túi móc ra hai hộp hoa quả salad Còn có năm phần liền đem cùng một đống lớn đồ uống Liền trừ độc thăng ướt đều chuẩn bị Trần Tử Nghiêm nhìn thoáng qua liền đem hộp Ngươi như thế nào mua vài phần bò lúc lắc cơm cùng heo bới ra cơm Bởi vì ăn ngon a, à, Ta nghĩ đến đám các ngươi không có chuẩn bị cơm trưa cho các ngươi cũng dẫn theo ta nghĩ còn tại vương người thể nam sinh lượng cơm ăn đều khá lớn, sợ một phần không đủ ăn liền cho các ngươi đều chuẩn bị xong phần. Trần Tử Nghiêm lắc đầu cầm lấy cơm của mình hộp cùng chiếc đũa. Lại có người ưa thích heo bới ra, thật sự là kỳ quái khẩu vị. Tuân nhạc nhạc nhìn thoáng qua hắn cà. Bên bên trong khoai tây và ly gà, cười hít mắt tiến hành phản kích. Và ly gà hương vị mới gọi trách đâu, nhan sắc cũng có chút đáng sợ, ta cảm thấy được thích ăn cái này nhân tài thật sự là, nói đến một nửa đột nhiên lời nói xoay chuyển. Thưởng thức đặc biệt lại rất dũng cảm, thẩm mỹ cũng rất tươi mát, tuyệt không lưu tại thế tục. Giống như ta vậy ưa thích bò lúc lắc cùng heo bới ra cơm nhân đô rất bình thường cực lớn chúng hóa, thuộc tại theo đại lưu không có gì độc lập suy nghĩ năng lực người. Trần Tử Nghiêm Hồ Nghi ngẩng đầu đến, chỉ thấy Khương Mộ Bạch tầng 3 cà, mên triển khai, trong đó một phần đúng là khoai tây và ly gà. Hắn. Quá mức a, à, tiểu học muội. Sau khi ăn cơm xong, Tuân Nhạc Nhạc vội vàng hỏi. Khương học trưởng, nghe nói ngươi piano đàn được đặc biệt tốt, có thể giúp một việc a? À. Khương Mộ Bạch nhìn cũng không nhìn nàng liếc, nhàn nhạc nói, không thể. Trần Tử Nghiêm đối với Tuân Nhạc Nhạc là một cái không thể làm gì biểu lộ. Khương Mộ Bạch sau khi rời đi, hắn nhịn không được nói ra. Tiểu học muội ngươi không cần gấp gáp như vậy đi như vậy mở miệng nhất định sẽ bị cự tuyệt ta vốn là muốn tìm cơ hội cho các ngươi tiếp xúc nhiều thoáng một phát có lẽ đã thành người quen hắn sẽ không không biết xấu hổ cự tuyệt tuân nhạc nhạc lắc đầu chẳng lẽ các ngươi lớp đồng học tìm khương học trưởng hỗ trợ hắn đều đồng ý sẽ không tuân nhạc nhạc nở nụ cười ngữ khí thoải mái mà nói đó không phải là có quen hay không căn bản không phải mấu chốt điểm ta thỉnh cầu hỗ trợ bị cự tuyệt kế tiếp có thể danh chính ngôn thuận địa cố gắng gấp bội tích cực biểu hiện, tranh thủ lại để cho Khương học trưởng tại thứ bảy lúc trước đáp ứng hỗ trợ rồi. Nếu như tích cực biểu hiện kéo đến hảo cảm mới cầu hỗ trợ, hắn nói không chừng sẽ cảm thấy bị ta lừa gạt hắn. Trần Tử Nghiêm trong nháy mắt cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào tích cực biểu hiện? Sao còn muốn dựa vào trần học trưởng ngươi hỗ trợ nha, Ngươi không phải nói sẽ giúp của ta sao? Tuân nhạc nhạc làm một cái thăm viếng động tác, ta xin ngươi Trần học trưởng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cái gì cần ta địa phương chỉ để ý nói. Ân. Ừ. Ta là nói phải giúp ngươi, bất quá lão người này thật sự có điểm khó làm, ta trước mắt cũng không biết như thế nào giúp đỡ. Nếu như cuối cùng hắn cũng không chịu đáp ứng lời nói, ta giúp các ngươi biên uống khúc a, ta học qua cái này không tính tinh thông nhưng giao bài tập không có vấn đề. Tuân nhạc nhạc dùng sức gật đầu. Cảm ơn Trần học trưởng. Ta đây hãy đi về trước rồi. Chúng ta theo lúc hơi tính liên hệ. Tốt. Tuân nhạc nhạc đi ra vài bước, lại quay đầu hỏi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, học trưởng muốn ta thay ngươi rửa cà, mênh A, tính tiền tháng cái loại này. Trần tử nghiêm lần nữa không biết nên khóc hay cười ta còn không có giúp đỡ nổi ngươi muốn cho ta tính tiền tháng rửa cà mên vậy ngươi khương học trưởng đâu tuân nhạc nhạc cười đến rất sáng lạng cho khương học trưởng rửa cà mên a nếu như có thể mà nói bao năm vinh hạnh đã đến suốt đời chế cái kia càng là cầu còn không được lợi hại lợi hại hắn có chút hâm mộ củ gừng trần tử nghiêm đột nhiên hỏi ta xem ngươi tới lúc giống như không mấy vui vẻ như thế nào hiện tại tâm tình lại tốt rồi bị ở trước mặt cự tuyệt về sau cao hứng đi lên là cái gì đạo lý ta nhìn thấy khương học trưởng cũng rất vui vẻ a à, nói với hắn thượng lời nói có thể cao hứng cả ngày tuân nhạc nhạc đương nhiên nói trần tử nghiêm chuyện gì xảy ra hắn thậm chí có điểm chua hắn quay đầu lại phải chú ý thoáng một phát tuy hắn nữ hài tử ở bên trong có hay không như vậy hoặc bác thú vị vừa đáng yêu Tựa như tuân nhạc nhạc tự ngươi nói như vậy, nàng quả nhiên bảo trì hảo tâm tình mãi cho đến trở về nhà nhìn thấy tuân úy nhiên, bị hắn gọi đi phòng ngủ trong phòng vệ sinh gội đầu tóc. Ấm áp nước chảy từ đầu trên da chậm rãi chảy xuống, tuân nhạc nhạc nhắm mắt lại hỏi. Đại ca ngươi thấy được ta cho ngươi phát tin tức sao? Buổi sáng hôm nay ta nghe được Phan A Di tại lấy người gọi điện thoại. Nàng đem những cái kia nội dung đại khái lập lại một lần. Tuân úy nhiên một tiếng, hai tay vẫn đang tại theo nước chảy nhẹ nhàng mát xa tuân nhạt nhạt da đầu nhạt nhạt ngươi muốn giả bộ như cái gì cũng không biết trước kia đối phan a di cái dạng gì về sau vẫn là bộ dáng gì nữa là tốt rồi vậy mà tuyệt không ngoài ý muốn bộ dạng đại ca ngươi đã sớm biết ba ba cũng biết a à, vì cái gì không nói cho ta phan a di đến cùng tại làm cái gì nhà chúng ta rụng tóc nghiêm trọng như vậy có phải hay không nàng làm cái gì nhạc nhạc ngươi không nên kích động trụng tóc cùng phan a di không quan hệ nàng tại nhà chúng ta hoàn toàn chính xác có mục đích khác nhưng rốt cuộc là cái mục đích gì chúng ta còn không có điều tra ra cũng không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh nàng là bị người sai khiến tới nhà chúng ta tùy tiện làm cái gì sẽ đánh rắn động cỏ như là đã biết rõ phan a di có vấn đề chúng ta cũng sẽ có điều cảnh giác nếu như nàng biết mình bại lộ người sau lưng khả năng còn có thể lại dùng cái khác thủ đoạn dù sao chúng ta tại minh đối phương tại ám, có một số việc khó lòng phòng bị. Ta cùng ba ba đại khái một năm trước phát hiện Phan A Di tại nhà chúng ta là dụng tâm kính đáo, thương lượng qua đi quyết định giữ lại nàng tìm hiểu nguồn gốc, bắt được phía sau màn độc thủ. Các ngươi hiện tại có cái gì hoài nghi đối tượng A, Phan A Di đều tới nhà chúng ta đã nhiều năm, sai khiến nàng hẳn không phải là chúng ta tại thành phố bên này người quen biết A, ba ba vì cái này chuyên môn đến hỏi qua gia gia. Lão nhân gia ông ta tuổi trẻ lúc bốn phía người bán hàng rong, chú ý giúp mọi người làm điều tốt hòa khí sinh tài, chưa từng có cùng người nào kết qua thù. Ba ba bọn hắn thì càng không cần phải nói, một mực tại trong thôn sinh hoạt, căn bản không có cơ hội gây cái đại sự gì. Tuân nhạc nhạc như có điều suy nghĩ. Biết được không phải là trong lúc vô tình đắc tội người nào. Tuân ý nhiên cau mày. Cái này muốn tra phạm vi quá lớn, không có đường nào vẫn là chầm chầm vào Phan A Di tìm hiểu nguồn gốc đáng tin cậy. Đối. Tẩy rửa tóc sau tuân nhạc nhạc chuẩn bị ly khai, tuân úy nhiên bỗng nhiên gọi lại nàng. Nhạc nhạc, Phan A Di mấy năm này tận tâm tận lực địa chiếu cố chúng ta huynh muội ba cái là sự thật, nàng đối với ngươi tốt cũng đều là thật sự, ngươi không cần khổ sở. Tuân nhạc nhạc dừng một chút, dùng sức gật đầu. Sau khi trở lại phòng của mình, nàng ngồi tại trước bàn sách phát trong chốc lát ngốc, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn Khương Mộ Bạch bằng hữu vòng, vẫn là sạch sẽ không có cái gì. Muốn từ bằng hữu vòng hiểu rõ hắn nhất định là không thực tế. Cái kia cái khác xã giao nhuyễn kiện đâu. Nàng xuất ra năm đó trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thức đêm khổ chiến sức mạnh đến, trước nghiên cứu trần tử nghiêm bằng hữu vòng, đem Khương Mộ Bạch tương quan tất cả đều nhớ tại nàng vốn nhỏ bổn thượng. Sau đó lại đi hỏi Trần Tử Nghiêm hơi bác tài khoản, đưa hắn hơi bác ở bên trong ngải đặt, biệt qua tất cả tài khoản nhất nhất ấn mở cẩn thận xem xét. Cuối cùng cuối cùng tại đã tìm được khương mộ bạch tài khoản. Hắn tài khoản gọi áo trắng vượt sông, không có ký tên, trang web là sạch sẽ màu xanh nhạt, không có bất kỳ đồ án cùng tân trang, hơi bác ở bên trong không có gì bừa bãi lộn xộn phát nội dung, nhưng nguyên sang bản gốc nội dung cũng không nhiều. Bất quá có thật là tốt sự tình. Tuân nhạc nhạc cuối cùng tại đã tìm được tích cực biểu hiện phương hướng nguyên lai like, khương học trưởng ưa thích tam quốc hắn hơi bonnet cho phần lớn đều cùng tam quốc có quan hệ tam quốc nàng cũng biết a à, nàng xem qua tam quốc diễn nghĩa ách kịch truyền hình bản theo hơi bonnet cho đến xem khương học trưởng giống như càng ưa thích nghiên cứu chân thật tam quốc lịch sử tuân nhạc nhạc nghĩ nghĩ sẽ cực kỳ nhanh lại mua một cái hơi bát tài khoản đổi tên đổi mật mã thiết trí trang chủ tư liệu cùng ký tên một trận thao tác mãnh liệt như hổ cuối cùng mang một cái tên là Đông Ngô Quận Chúa, biệt hiệu, tiểu hào, chú ý khương mộ bạch, táo trắng vượt sông. Nàng phát một cái tư tính đi qua. Nhĩ hảo, tu su ta gần nhất vừa mới thích tam quốc lịch sử, về sau không hề hiểu vấn đề có thể với ngươi thỉnh giáo A, đã xong về sau, tuân nhạc nhạc sờ lên trường học trong trường diễn đàn. Bởi vì đệ nhất các điêu thiếu nữ biểu lộ bao, còn có cùng loại phấn hồng dế nhũi chó đất các loại xưng hô đều là theo diễn đàn truyền ra, cho nên tuân nhạc nhạc vẫn luôn không thế nào nguyện ý mở ra trong trường diễn đàn mỗi lần đều là đèn xanh đèn đỏ tổ ba người cầm lấy điện thoại gọi nàng xem tuân nhạc nhạc lên diễn đàn liếc thấy gặp trang đầu bay thì có cây con mắt các điêu thiếu nữ chó đất các loại từ ngữ nàng tìm tòi mấu chốt chữ khương mộ bạch chuẩn bị đem tất cả tương quan thiếp mời bài viết đều nghiên cứu một lần không nghĩ tới tìm tòi ra đến cái thứ nhất tương quan thiếp mời bài viết Đề mục là, có lý có cứ không thổi không hắt Dùng từng cái góc độ suy luận ra bản trường học tất cả đại nam thần tương lai lão bà hôn sau hạnh phúc chỉ số. Tương lai lão bà hôn sau hạnh phúc chỉ số. Cái này nàng nhất định phải nhìn một chút. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24 Chương 24 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tuân Nhạc Nhạc cho rằng thiếp mời, bài viết, ở bên trong là muốn phân tích trường học tất cả đại cao nhan giá trị nam sinh tính cách phẩm vị thẩm mỹ các loại thứ đồ vật. Dù sao đây là học sinh cấp 3 diễn đàn đi. Không nghĩ tới nàng vẫn là quá ngây thơ. Chủ đề thiếp nội dung coi như bình thường, lâu chủ nhất nhất lệ dơ trường học nổi danh cao nhan giá trị nam sinh, hơn nữa lên đồ cho mọi người xem. Không có mà nói, Phong khí những thứ không nói khác, liền đọc phú nhị đại nhiều, nhan giá trị cũng là thật có thể đánh. Tuân nhạc nhạc mới đến không bao lâu, cũng là tại cái này thiếp mời, bài viết ở bên trong mở rộng tầm mắt. Ánh mặt trời, ngượng ngùng, phong lưu phóng khoáng quần áo lộ là, hào hoa phong nhã thư sinh, nhã nhặn bại hoại hình, trầm ổn đại khí hình đều có, có nhật khắp bên trong đi ra đến cái chủng loại kia hết sức nhỏ mỹ thiếu niên cũng có tiểu mạch màu da da nhiệt tình yêu tập thể hình các loại vận động kẻ cơ bắp. Khương mộ bạch tại trong đó bị phân chia vì cao lãnh cấm dục hệ. Tuân nhạc nhạc một bên sự trượt điện thoại thấy nhìn không chuyển mắt, một bên âm thầm gật đầu, cảm thấy cái này lâu chủ rất đáng tin cậy. Thưởng thức trình độ cùng nàng giống nhau giống nhau đấy, hơn nữa miêu tả cũng tương đối chính xác xác thực, có lý có cứ làm cho người tin phục. Nghĩ như vậy nàng xuống vừa trợt liền chứng kiến, 7L.GI Ốc Sương hôm nay khai mở thiếp mời, bài viết, mục đích đúng là thượng hoa quả khô. Nói cái gì tính cách phẩm vị tam quan năng lực và vân vân, cái kia đều là mây bay. Ta liền đơn giản thô bạo nói. Có thể quyết định những thứ này nam thần đám bọn họ tương lai lão bà có hay không hạnh phúc, hạnh phúc chỉ số có đủ hay không tính quyết định nhân tố chính là vợ chồng sinh hoạt có hay không cô đồng bỏ đi lưu. Chứng kiến thiếp mời, bài viết, bên trong các học sinh có bao nhiêu trong lúc khiếp sợ lòng có nhiều kích động, theo hợp với hơn 10 tầng lầu hồi phục dấu chấm than, cùng ngoạ tàu, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, cũng có thể thấy được đã đến. Tuân nhạc nhạc cũng tới hứng thú. Cái này lâu chủ như vậy ngậm trong mồm đấy sao? Nàng làm sao biết thiếp mời, bài viết, ở bên trong cái này mười mấy cái nam sinh ít năng lực. 59L.HAHA các ngươi quá ngây thơ rồi, lâu chủ đương nhiên không có khả năng toàn bộ đích thân thể nghiệm qua nhưng lâu chủ sẽ lên mạng sẽ đọc sách a nói với các ngươi một cái kinh nghiệm lời tuyên bố trên mạng mổ diễn đàn lúc trước truyền một cái lý luận thật sự muốn biết nam sinh mổ không thể nói năng lực thế nào có hay không bền bỉ xem bọn hắn râu ria là có thể nhìn ra được tiểu đinh đinh dài ngắn phẩm chất cũng có thể thông qua quan sát nam sinh ngón giữa cùng cái mũi đại khái tâm lý nắm chắc lâu chủ lời nói để tại nơi này có tin hay không là tùy các ngươi. Tầng lầu này đằng sau liên tiếp hồi phục một chuỗi im lặng tuyệt đối. Tuân nhạt nhạt. Lâu chủ cũng không có hơn nửa cái khác, rõ ràng bắt đầu lại để cho mọi người trở về xem ảnh chụp quan sát lão bà của ai về sau cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất, nàng lầu chính để những cái kia ảnh chụp vô cùng tâm cơ, cơ bản tất cả mọi người là chính diện chiếu, hơn nữa trong tấm ảnh cũng lộ ra ngón tay. Tại nhân thủ một bộ trí năng điện thoại xã hội hiện đại, học sinh cấp 3 đám bọn họ căn bản là có thể không biết rõ đấy, không thể biết rõ đấy, tất cả đều đã hiểu. Cái này lâu chủ căn bản không có muốn lấy người thảo luận nàng những cái kia lý luận có phải hay không có thể tin ý tứ, trực tiếp làm cho người ta đi quan sát ảnh chụp xem kết quả. Rất nhiều xem thiếp mời, bài viết, người liền lặng yên dựa theo nàng nói ngoan ngoãn kéo đến phía trên nhất xem ảnh chụp sau đó tại trong nội tâm ước định đi. Đằng sau rõ ràng không có người nào hồi thiếp, rép ly. Tuân nhạc nhạc cảm giác nhận lấy lừa gạt cùng chỉ số thông minh thượng vũ nhục, cái này cái gì tiêu đề đảng lâu chủ, có phải hay không quốc bộ thông tin sa thải từ bỏ. Nàng trực tiếp kéo đến cuối cùng, chuẩn bị quét mắt một vòng liền tắt đi. Không nghĩ tới thiếp mời, bài viết, phía dưới cùng nhất. Cái quỷ gì? 77L.OA, đi xem ảnh chụp phát hiện đàn dương cầm tiểu vương tử đinh đinh nhỏ nhất không, nhất bền bỉ. Lâu chủ ở đâu nghe được lý luận, như vậy xem ra còn rất có thể tin đi. Đàn dương cầm tiểu ca ca thoạt nhìn chính là loại một tháng một lần đều ngại nhiều người, rất cao lạnh quá tiên rồi, cảm giác cùng hắn cái này cái kia quả thực là không tôn trọng hắn. Loại người này đoán chừng đều không có phương diện kia nhu cầu A, lớn nhất có thể là làm cả đời tại phòng lão sử nam. Khục khục khục, không phải là làm cả đời đầu trọc hòa thượng, hoặc là đi ăn sương uống gió tu tiên và vân vân. Tuân nhạc nhạc. Nàng tập trung nhìn vào, đây là một cái gọi, tiểu băng băng, người hồi phục thiếp mời, bài viết, hồi thiếp, trép ly, thời gian là 10 phút trước, quỷ dị là, cái này thiếp mời, bài viết, quay về hết về sau đằng sau sẽ không động, không ai hồi phục. Khi hồi thiếp, trép ly, treo tại cuối cùng được có bao nhiêu người chứng kiến. Tung nhạt nhạt nếu không phát hiện coi như xong, nhưng là nàng nhìn thấy, dùng lộn xộn cái gì tung tin vịt đến vu oan tiểu nam thần đinh đinh tiểu không bền bỉ còn cái gì lão sử nam? Rất chướng mắt vẫn là cái kia đầu trọc hòa thượng. Điều này có thể nhẫn. Theo buổi sáng bước vào cấp 32 lớp phòng học bắt đầu, Khương Mộ Bạch đã cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bọn hắn tại nhìn cái gì? Hướng ở đâu xem? Hắn đón một người ánh mắt nhíu mày xem trở về, người nọ rồi lại tranh thủ thời gian dời đi ánh mắt, nhưng trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút cổ quái. Trải qua nghỉ giữa khóa, Buổi sáng bốn đoạn khóa thượng hết, nhìn lén người của hắn không giảm trái lại còn tăng, trở nên càng nhiều, nguyên một đám ánh mắt cũng đều kỳ quái. Quần của hắn có vấn đề gì không? Nghiêm chỉnh cái buổi sáng thương mộ bạch đều bị theo bốn phương tám hướng các loại nhìn lén, hơn nữa rất nhiều người nhìn hắn biểu lộ cũng đều là phi thường một lời khó nói hết. Hắn nghĩ giữa khóa cũng cầm lấy một cái liếc trộm chính mình bạn học trai hỏi, tên kia biểu lộ càng là đặc sắc vạn phần cuối cùng còn cắn răng một bộ đánh chết hắn cũng không nói bộ dạng trần tử nghiêm bỏ chạy đến tìm hắn hắn buổi sáng sinh nửa ngày nghỉ chưa có tới đi học là giữa trưa mới đến trường học nhìn hắn lấy khương mộ bạch trên mặt biểu lộ cũng đuổi kịp buổi trưa nhìn hắn những cái kia đồng học rất là cùng loại một bộ giống như đau răng vừa muốn cười lại rất thống khổ bộ dáng đến cùng làm sao vậy khương mộ bạch nhíu mày Trần Tử Nghiêm cố gắng làm cho mình biểu lộ đứng đắn một ít. Ta nói ngươi đừng sinh khí A, à, Khương Mộ Bạch hỏi lại. Ta cái gì lúc sinh khí qua? Trần Tử Nghiêm nín cười nói ra. Cũng là, ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết xem đều rất tốt đều có thể không mắng Tô Đại Cường bình tĩnh tiểu vương tử. Ta đây liền trực tiếp nói A, tiểu học mùi tối hôm qua tại trong trường diễn đàn ở bên trong lấy người đại chiến 300 hiệp, vì danh dự của ngươi mà phấn đấu, cho ngươi hỏa lực toàn bộ trong trường diễn đàn. Buổi sáng hôm nay hơn 9 điểm cái kia thiếp mời, bài viết, bị bản chủ xóa, bất quá nói lý ra thảo luận người càng nhiều. Tất cả mọi người dùng các loại ghép vần viết tắt tiếng Anh hài âm và vân vân, ngươi nhiệt độ không hàng phản tăng. Khương mộ bạch sắc bén mà hỏi thăm. Nàng lấy người tranh luận cái gì? Tranh giành, tích cực, bền bỉ. Ngươi tại nói cái gì? Khương mộ bạch cao mày nói. Trần Tử Nghiêm làm cái buông tay bất đắc dĩ động tác. Đây chính là ngươi để cho ta nói. Hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua chung quanh, một tay đáp tại trên vai của hắn chịu đựng cười nói, diễn đàn ở bên trong có một khí viện nam thần thiếp bên trong có người nói ngươi nam tính công năng phương diện không quá đi, đoán chừng muốn, khục khục, làm cả đời tại phòng lão sử nam, khục, đầu trọc hòa thượng. Tiểu học muội nhìn thấy, hồi phục nói ngươi cái kia rất đi, chính là cái gì cái kia, lấy người rùng ben về sau có một người gia nhập chiến đấu tóm lại tất cả mọi người thấy được hắn nói đến phần sau lại bắt đầu mơ hồ không rõ biểu lộ cổ quái khương mộ bạch cũ gừng ngươi không có sinh khí a tiểu học muội cũng là vì danh dự của ngươi mà chiến khương mộ bạch thật đúng là ổn được khí cái gì trần tử nghiêm ấp úng vài giây đồng hồ ngươi thật sự không tức giận tại sao phải sinh khí ngươi nói tất cả nàng là tốt với ta. Khương mộ bạch hỏi ngược lại, thật muốn sinh khí cũng là nên khí cái kia bịa đặt người. Trần tử nghiêm trợn mắt cẩu ngốc. Cũng không xấu hổ. Thiếp mời, bài viết, đều bị xóa, cái này cũng không pháp làm sáng tỏ. Ngươi cảm thấy với tư cách một người nam nhân, là bị người cam chịu, mặc định, không được tốt, vẫn là rất giúp đỡ. Trần tử nghiêm. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng ngươi không ghét tiểu học muội đúng hay không? Khương mộ bạch có chút buông xuống hạ đôi mắt, đã ẩn tàng chính mình ánh mắt, ngữ khí cũng trở về phục bình tĩnh không có sống. Tại sao phải chán ghét nàng? Trần tử nghiêm lần này thật sự nhịn không được qua một tiếng, đối với hắn tất tắc kêu kỳ lạ. Được A củ gừng. Huynh đệ lâu như vậy, ta mới phát hiện chính mình xem thường ngươi rồi, cũng là trải qua đại tình cảnh người A đã biết là chuyện gì xảy ra sau, đối mặt mọi người vô cùng kỳ quặc ánh mắt, Khương Mộ Bạch lại khôi phục bình tĩnh tự nhiên bộ dạng. Người khác nhìn hắn thản nhiên tự nhiên bộ dạng, trong lòng cô một hồi, cũng liền nên để làm chi đi. Trần Tử Nghiêm quan sát một hồi, nhìn hắn thật sự tuyệt không tại ý, không xấu hổ không tức giận, hắn nghĩ đến tối hôm qua thấy thiếp mời, bài viết, nhịn không được lần nữa vui vẻ không thể chi đứng lên. Củ gừng, tiểu học mùi sức chiến đấu thật sự mạnh mẽ, Ngươi tối hôm qua không phát hiện cái kia thiếp mời, bài viết, thật sự là đáng tiếc. Nàng một người khẩu chiến bày nho A, đổi khởi người đến một bộ một bộ, thiếp mời, bài viết, ở bên trong không có một cái nào là của nàng đối thủ. Tiểu nha đầu ở đâu học được, từ ngữ số lượng kinh người. Vậy sao? Trần Tử Nghiêm đối với điện thoại một hồi thao tác, trong chốc lát sau hứng thú cao hái liệt nói ta lấy người muốn tới Strensetso. Cho ngươi xem cái kia gọi tiểu băng băng người chính là bị đặt ngươi đinh đinh tiểu không được, vừa bắt đầu chính là nàng cùng tiểu học muội tại thiếp mời, bài viết, ở bên trong tranh luận đứng lên. Tuân nhạc nhạc tài khoản cũng là liếc có thể nhận ra, liền kêu cẩu vui vẻ, ảnh chân dung vẫn là một chi tử vong ba bỉ hồng nhạc số son môi. Nàng trực tiếp tiếp dẫn tiểu băng băng hồi thiếp, rép ly. Gọi tiểu băng băng ngươi làm sao lại không có hóa. Toàn cái áo lóc, ai đi, liền tại nơi đây con rùa chứa người không nhìn nhìn ngươi có hay không với tư cách người cơ bản phân biệt năng lực. Lâu này chủ nói lời có khoa học căn cứ A, tin tranh thủ thời gian tìm địa phương nhiều giao điểm chỉ số thông minh thuế cứu giúp thoáng một phát. Còn ngươi nữa là Khương Mộ Bạch ai? Cởi chuồng vào cửa ngươi thật không lấy chính mình làm ngoại nhân A, trương khẩu đã nói người không được, ở bên trong phùng túi trang B, đạo đức giả, đâu? Không sợ nói cho ngươi biết, Khương Mộ Bạch lớn đâu lợi hại lắm người tốt lắm hắn tương lai lão bà nhất định hạnh phúc chỉ số bạo biểu hâm mộ chết các ngươi những thứ này mảnh ngắn nhanh. Khẩu hừ. Đây là đầu một cái hồi thiếp, Trebley, ly, đằng sau còn có càng đặc sắc. Lại nhìn một lần trần tử nghiêm vẫn là cười đến toàn thân phát run. Buồn cười nhất chính là cái gì ngươi biết không? Đằng sau tiếng thiếp mời, bài viết, bên trong nhân đô không thế nào chú ý ngươi năng lực vấn đề, bắt đầu vây quanh nàng cầu ra mắng chữ người dạy trình đuổi hơn 10 tầng lầu không ngớt tại thiếp mời, bài viết, ở bên trong thỉnh giáo trình, biết rõ hoa thức mắng chửi người tiểu tay thiện nghệ là nhà mình tỉ muội sau, đèn xanh đèn đỏ tổ ba người đã nhìn chầm chầm tuân nhạc nhạc. Không nhìn ra a à, cậu vui vẻ, ngươi rõ ràng còn là một miệng mạnh mẽ vương giả. Trước kia như thế nào không gặp ngươi đổi người. Không thể giấu giếm, ngươi được giáo giáo chúng ta a à, tuân nhạc nhạc ho khục. Ta là đoạn trước thời gian lấy người cãi nhau thua về sau, trở về tìm người sư phụ luyện ra được. Nói xong nói xong lại bắt đầu nghiêm trang địa nói hưu nói vượng, các ngươi không biết, cái này cũng là cần hạ khổ công phu, có thể khó khăn. Vừa bắt đầu luyện lúc, nói chuyện trong mồm muốn ngậm lấy ốc chó yêu cầu đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hùng hậu hữu lực âm thanh chấn bát phương A, còn muốn mỗi ngày sớm muộn gì niệm 20 lượt nhiễu khẩu lệnh. Ta cũng là chăm học khổ luyện đi sớm về tối dốc hết tâm huyết mới có thể có được hiện tại như vậy công lực tiểu hồng mau trợn mắt cẩu ngốc khó khăn như thế sao bên cạnh tiểu lông xanh trên mặt tràn ngập không rõ biết lệ vậy ngươi sư phó là chỗ nào tìm giới thiệu cho ta cũng đi thử xem tiểu hoàng mau kích động trên mạng tìm ta xuất sư về sau hãy cùng sư phó lẫn nhau xóa hiện tại cũng liên lạc không được rồi các ngươi thực tại muốn học mà nói cũng đi trên mạng tìm xem xem đi thổi xong ngư tuân nhạc nhạc kỳ thật có chút chột dạ, nàng lúc trước làm chủ truyền bá vì tiền không thể không nén giận, thế nhưng là trong nội tâm khí A, những chữ trên đầu một cây đao, ngày từng ngày nhìn xuống đi sắp giận điên lên. Lỗ tấn tiên sinh đã từng nói qua, không tại trong trầm mặt tử vong liền tại trong trầm mặt biến thái, nàng về sau liền biến thái, suy nghĩ cái biện pháp, đem nói rác rưởi lời nói, buồn nôn người, gạch tinh mưa đạn nhớ kỹ, mỗi ngày quan trực tiếp về sau cầm cái vốn nhỏ bản tại phía trên tiến hành tính nhắm vào điên cùng nhục mạ hiệu quả phi thường tốt phát tiết qua đi nàng về sau trực tiếp lúc chứng kiến nhục mạ mưa đạn không chỉ có không tức giận trong lòng còn một hồi nhanh vui vẻ chờ xem cháu trai buổi tối ta phải đi vốn nhỏ bổn thượng ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi hủ cho cốt mua xong rồi không có ngươi tê tê cho cốt trộn lẫn cơm hương vị như thế nào cứ như vậy luyện được mắng chửi người dạy trình là không có có, lớp huấn luyện là không có có, sư phó phải không tồn tại. Nàng, tự học thành tài, có thể văn có thể võ, độc cô cầu bại. Len Ken hơi tính tiếng vang lên, Trần Tử Nghiêm, thứ sáu, ngươi nhanh nghĩ kỹ, là hôm nay sau khi tan học tới tìm chúng ta, vẫn là ngày mai còn muốn biện pháp. Ngày mai củ gừng không nhất định đi ra ngoài. Khương học trưởng Nghĩ đến cái kia thiếp mời, bài viết, Tuân Nhạc Nhạc vốn là một hồi chột dạ, sau đó lại ưỡn ngực. Chẳng lẽ nàng có thể trơ mắt nhìn xem học trưởng bị Vu Oan Đinh Đinh tiểu không bền bỉ cả đời lão sử nam a, không thật lời đồn bay đầy trời tất cả mọi người cười nhạo hắn a. Cái này có thể đang mang nam nhân Tôn Nghiêm. Nàng thành công thủ hộ tiểu ca ca Tôn Nghiêm, có lẽ cao hứng mới đúng. Tuân Nhạc Nhạc bỗng nhiên linh quang lóe lên, Nghĩ đến như thế nào lại để cho Khương Mộ Bạch đáp ứng hỗ trợ. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25 Chương 25 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đáng tiếc cung nhạc nhạc phương pháp không có thể dùng tới. Nàng còn chưa tới cấp 3 lầu dạy học bên kia. Trần tử nghiêm liền cho nàng phát tin tức. Làm cho nàng không cần đã tới. Khương Mộ Bạch trong nhà có việc gấp đã ly khai trường học. Tuân Nhạc Nhạc sẽ không có lại truy vấn cái gì, chỉ nói cần hỗ trợ nhất định phải mở miệng. Hôm nay lại đến Tuân Đại Hải bọn hắn về nhà thời gian, nàng cũng không có ý định tại bên ngoài nhiều chậm trễ. Đèn xanh đèn đỏ ba tỉ muội lôi kéo nàng cùng một chỗ nói muốn đi trượt băng thuận tiện đi ăn một nhà gần nhất mới mở vốn riêng quán cơm, Tuân Nhạc Nhạc cự tuyệt. Vừa mới xuyên qua đến phát hiện mình bỗng nhiên phất nhanh, theo sát lấy lại phát hiện chính mình có một cái đặc biệt ôn hòa gia, toàn bộ thế giới tốt nhất gia nhân, Tuân Nhạc Nhạc cảm giác mình nhân sinh viên mãn. Nàng không cần cố gắng, không có bất kỳ áp lực, ngoại trừ tóc cái vấn đề ngoại, thế nhưng là chỉ cần muốn lái một điểm đầu trọc cũng không coi vào đâu muốn chết sự tình. Tổng thể mà nói, mặt lời bạc sinh hoạt còn không có quá lớn khuyết điểm nhỏ nhặt. Tuân Nhạc Nhạc nhanh vui vẻ địa dùng trước kia chỉ dám ngẫu nhiên mua có chút càng là chỉ có thể nhìn xem mỹ phẩm dưỡng da, phòng giữ quần áo ở bên trong một đống mặt không hết quần áo dày, dùng không hết bao bao, nàng còn nhớ rõ chính mình còn tại dốc sức liều mạng giải dụ lấy đọc sách học tập tri thức lúc đã từng đã từng gặp một cái tống nghệ tiết mục bên trong nữ minh tinh là mỗi một bộ y phục đều muốn phối hợp một cái kiểu dáng dày cùng bao bao, đó là đầu nàng một lần biết rõ nguyên lai like trên thế giới còn có một chút người là như thế này sinh hoạt cùng cuộc sống của nàng cùng nàng trong nhận thức biết thế giới hoàn toàn bất đồng. Cái kia lúc tuân nhạc nhạc còn ngốc nút nít nghĩ đến, đoán chừng nàng đời này là không thể nào vượt qua cái loại này sinh hoạt rồi. Thật không ngờ mộng tưởng trở thành sự thật là chuyên đơn giản như vậy. Bất quá như vậy không hề áp lực địa sinh sống nửa tháng về sau, tuân nhạc nhạc bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Giống như là một cái vẫn bận lục người, bỗng nhiên nhàn rỗi sẽ có một ít mờ mịt cùng hoảng hốt. Nàng hiện tại chính là, có chút không có cố gắng phương hướng, đã mất đi sinh hoạt mục tiêu. Học giỏi giống như không có ý nghĩa gì. Bởi vì nàng trước kia cố gắng học tập khảo thi ra ưu tú thành tích là vì tìm công việc tốt lợi nhuận nhiều hơn tiền làm cho mình sinh hoạt thật tốt một điểm. Thế nhưng là hiện tại cuộc sống của nàng đã không thể tốt hơn. Mỗi ngày đều tại đến trường, ăn dùng thậm chí là đùa trong nhà tất cả đều có, cho dù không có nàng nói một tiếng cũng đều sẽ cho nàng chuẩn bị cho tốt, căn bản không cần tuân nhạt nhạc họa, vẽ, cái gì tiền. Nàng cũng có mấy lần cùng đèn xanh đèn đỏ ba cái tiểu đồng bọn cùng đi đại trong thương trường tự nghiệm thấy chỉ cần hơi có chút thích liền trực tiếp quét thẻ tự nghiệm thấy. Hiện tại lại lại để cho tuân nhạc nhạc nói lời, nàng cảm thấy vậy cũng cũng không có nhiều nhanh vui vẻ, không có gì ý tứ. Còn không bằng đại ca cho mình gội đầu tóc lúc, các nàng hai huynh muội nói chuyện phím lúc vui vẻ thậm chí là tại hơi bác thượng phát rút thưởng, nàng cũng cảm giác không thấy lần thứ nhất lúc cái loại này khoe khoan tâm tình, thêm nữa. Là muốn mang cho người khác một điểm nhanh vui vẻ. Tuân nhạc nhạc hai ngày này bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chính mình sau này muốn như thế nào qua, cho dù chỉ còn lại đã hơn một năm thời gian. Hôm nay đại ca có việc, tuân nhạc nhạc là mình về nhà. Mới vừa đi ra thang máy nàng chợt nghe đến trong phòng truyền đến rất náo nhiệt thanh âm. Tuân nhạc nhạc tiến vào phòng khách vừa nhìn, ba nàng mẹ quả nhiên đã trở về, bất quá còn giống như dẫn theo những người khác trở về. Phòng khách trên ghế salon ngồi một cái đầu hoa mắt bạch tiểu lão thái thái, nàng mặc lấy màu xám quần áo, cả người gầy khọm, bởi vì quá gầy, nếp nhăn trên mặt đặc biệt khắc sâu, người lộ ra có chút nghiêm khắc. Bên cạnh thì là đã ngồi một cái có chút khục khục khục, nam hài. Đứa bé trai kia cao cao cường tráng tráng, thoạt nhìn 18-19 tuổi, lớn lên mày rậm mắt to ngủ quan đoan chính vấn đề duy nhất chính là hắn kiểu tóc rất là quái dị tuân nhạc nhạc xem qua ba ba cùng đại ca nhị ca chính thức bộ dạng nam hài này theo chân bọn họ cũng không giống nhau tóc của hắn đi là từ nông thôn vây quanh thành thị lộ tuyến hiện tại bên ngoài cơ bản mất tráo chỉ để lại đỉnh đầu một tòa trưởng thành lớn chừng quả đấm đảo hoang cẩn thận lại nhìn mà nói là đào hình trái tim hình dáng có điểm giống cái loại này tuổi tròn đại hài tử lưu kiểu tóc, bạch bạch non nớt ăn mặc hồng cái yếm, đào trong lòng, rất đáng yêu. Bất quá 18-19 tuổi trưởng thành nam hài tử nói như vậy liền. Tuân nhạc nhạc ho khục. Tuân đại hải lập tức chú ý tới. Nhạc nhạc ngươi đã trở về. Đến trường có mệt hay không? Hắn đi tới muốn tiếp nhận tuân nhạc nhạc sách trong tay bao. Ngụy Thục Phân ôn nhu nói. Nhạc nhạc, nãy nãy của ngươi cùng đường ca cũng đã tới, mau đánh mời đến nha. Ngày đó khai mở gia đình hội nghị lúc Tuân Nhạc Nhạc đã đã biết, Gia Gia có ba cái con cái, Tuân Đại Hải là lão đại, Tuân Nhạc Nhạc còn có một nhị cô cùng một cái tam thúc, tam thúc Gia Nhi tử gọi Tuần Siêu Nhiên. Nàng đi qua cười chào hỏi. Bà nội khỏe, Siêu Nhiên ca tốt. Tuần Siêu Nhiên cũng cùng nàng gật đầu. Nhạc nhạc ngươi tan học rồi. Như thế nào muộn như vậy? Tuần nãy nãy ngồi tại trên ghế salon ánh mắt xéo qua cũng không nhìn tuân nhạc nhạc thoáng một phát, nghe được tuần siêu nhiên mà nói cứng rắn nói. Lại đi chỗ nào quỷ hỗn a à, cái này trong đại thành thị đầu ăn uống chơi vui vẻ địa phương có thể khá nhiều loại. Tiểu nha đầu thành tích học tập kém như vậy, cũng gọi các ngươi cho làm hư. Tuân đại hải tại một bên tranh thủ thời gian cho tuân nhạc nhạc nháy mắt. Ngụy Thục Phân cũng khẩn trương mà nhìn nàng. Tuân nhạc nhạc tuyệt không sinh khí, chỉ cười nói. Biết rõ hôm nay nãy nãy cùng ba mẹ muốn trở về, ta vừa để xuống học liền trực tiếp về nhà, chỗ nào cũng không có đi. Nãy nãy có phải hay không đói bụng? Chúng ta đi ăn cơm đi. Phan A Di đã sớm đem thức ăn đều đầu đến trên bàn cơm, bác đũa cũng đã bái phỏng tốt rồi. Tuần nãy nãy chậm quá địa đứng lên, vừa đi một bên dùng tất cả mọi người nghe thấy thanh âm nói thầm. Vì cái tiểu nha đầu, Cả nhà đợi đến lúc cái này lúc mới ăn cơm, như cái gì bộ dáng. Nhà ai có quy củ như vậy? Ta tại trong nhà đầu 4 năm điểm liền ăn cơm tối. Tuân Nhạc Nhạc đã biết rõ, cái này bà nội khỏe giống như đối với chính mình không nhỏ ý kiến. Không biết là bởi vì trọng nam khinh nữ đâu, vẫn là đơn thuần không quen nhìn trong nhà quá sủng chính mình. Đáp án một bữa cơm công phu nàng sẽ biết. Bởi vì tuần nãy nãy không ngừng cho tuần siêu nhiên cùng tuần đại hải đĩa rau, kẹp đều là chân giò lợn, thịt bò nạm, trứng tôm như vậy món ăn mặn. Tuân nhạc nhạc chính mình có tay có chân, cũng không phải không nên người khác cho mình đĩa rau, bất quá chính nàng kẹp cũng không được. Khi nàng chiếc đổ vương hướng trứng tôm lúc, nhạc nhạc, siêu nhiên với người giống nhau cũng là trường cấp 3, hắn trước đó không lâu nguyệt thi cử niên kỷ thứ 6, người khảo thi nhiều ít phân. Tại trong lớp sắp xếp đệ mấy tuân nhạc nhạc. Nàng nghĩ tới chính mình xuyên qua đến lúc thấy bài thi thượng huyết hồng con số, còn có những cái kia mới tinh sách giáo khoa. Nếu như nói đó là đi qua tuân nhạc nhạc mà nói, nàng mặc tới đây những ngày này thế nhưng chưa từng có nghĩ tới phải học tập thật giỏi, thậm chí đi học chưa từng có chăm chú nghe qua giảng, nàng tối đa chẳng qua là tại thượng một ít thủ công khóa mỹ thuật tạo hình khóa âm vui vẻ khóa lúc dụng tâm một ít. Bởi vậy hiện tại bị đã hỏi tới trên mặt, Tuân nhạc nhạc liền dừng một chút. Tuân đại hải tranh thủ thời gian hòa giải, cười ha hả nói. Học tập quá phí đầu óc quá mệt mỏi, nhà chúng ta nhạt nhạc trôi qua vui vẻ là được rồi, phí cái kia khí lực làm gì, lại không cần nàng nuôi sống gia đình đúng hay không. Mẹ chúng ta ăn cơm ăn cơm, nhiều món ăn như vậy đâu, ngươi ăn nhiều một chút, cơm thừa hương vị sẽ không tốt. Em đẹp địa ngồi tại trong phòng học đầu học tập mệt mỏi ngươi mỗi ngày tại mỏ thượng phong thổi nhật phơi nắng sẽ không mệt mỏi vợ của ngươi nhi tại trong nhà đầu nấu cơm cho ngươi rửa chén sẽ không mệt mỏi ba của ngươi tại trong đất đầu loại hoa màu thu hoa màu không phiền lụy ai còn sống không phiền lụy nàng tuổi còn trẻ có tay có chân ngươi là ý định khiến cho nàng ăn hết ngủ ngủ ăn chuyện gì không làm gì sự tình không muốn làm gì đây là nuôi dưỡng hài tử A, chúng ta trong thôn đầu chỉ có chăn heo là như vậy nuôi dưỡng, ăn hết ngủ ngủ ăn, đây là vì lễ mừng năm mới lúc giết ăn thịt. Trên bàn cơm một lúc cơm như hến. Tuân Đại Hải cao mày. Mẹ ngươi nói cái gì đâu? Ta chỗ nào nói không đúng? Ngươi đối với lão nương ngươi hô to gọi nhỏ cái gì thái độ? Như thế nào? Cánh cứng cáp rồi chê ta lão thái bà ngại nhãn. Ăn không được nhà của ngươi cơm chỗ nào sự tình. Mẹ ngươi nói như thế nào loại lời này, ta đã sớm bảo ngươi cùng cha đến nội thành ở, ngươi không đáp ứng, ngươi đến lúc này sẽ không cao hứng. Tuần nãy nãy mí mắt khẽ đảo. Ta không có mất hứng, chính là không quen nhìn hai người các ngươi khẩu tử như vậy nuôi dưỡng hài tử. Đừng nói nàng vốn là không được tốt lắm, cho dù có đốt tiếng tâm, các ngươi như vậy nuôi cũng đem con cấp dưỡng được một chút tác dụng đã không có nàng oán hận nhìn nhi tử cùng con dâu liếc. Ta xem lão đại cùng lão nhị các ngươi đều dạy rất khá, nguyên một đám nói ra trong thôn ai không dựng thẳng ngón tay cái, chúng ta siêu nhiên cũng chỉ có cho hắn cha mẹ làm vẻ vang phần, chỉ có cái này nhỏ nhất nhạt nhạt, các ngươi nhìn xem đem nàng thói quen thành hình dáng ra sao. Học tập không giỏi không đánh không mắng coi như xong, trả lại cho nàng tìm lý do che chở, có các ngươi như vậy làm cha mẹ đấy sao? Đây là ý định học của lúc những người kia, đem nàng dưỡng thành cái mối họa lớn, về sau tốt, giá họa. Tuân Đại Hải Mẹ Ngụy Thục Phân tranh thủ thời gian đứng lên cúi đầu nói xin lỗi. Mẹ, đều là ta không tốt, ta không có dạy tốt nhạc nhạc. Nhạc nhạc là một nữ hài nhi, ta đã nghĩ ngợi lấy nàng cao hứng là được rồi, đừng có lại ăn tiểu lúc đợi nếm qua những khổ kia đầu, muốn làm cho nàng mỗi ngày đều thư thư phục trang phục đích. Nàng tiểu lúc đợi ăn cái gì đau khổ đi theo trong thôn gây sự quỷ đi trên núi hái bà bà nương tử nhi đủ tiền trả nhã hạ chảy nước thiếu chút nữa không có cứu trở về tới sao. Đó cũng là chính nàng thèm ăn, đại nhân các ngươi không có dạy tốt. Hơn nữa trong thôn nhà ai hài tử chưa từng có. Làm sao lại như vậy một hồi, liền dọa phá hai người các ngươi gan nhi rồi. Một bên trầm mặt địa nghe được hiện tại tuân nhạc nhạc. Ăn cái gì quả dại thiếu chút nữa cho độc chết. Sau đó tuân nhạc nhạc liền nghĩ đến chính mình ăn duy duy đậu sữa bột cho sạch chết sự tình. Nói như vậy, nàng cùng nguyên lai like tuân nhạc nhạc giống như không sai biệt lắm. Hơn nữa nguyên chủ đó là tiểu lúc đợi không hiểu chuyện, nàng liền. Khục khục. Được rồi vẫn là không cần so sánh, đều là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn phát sinh ngoài ý muốn. Tuần nãy nãy bỗng nhiên thật dài thở dài. Được rồi được rồi, ta cũng biết ta nói những thứ này chính là thảo nhân ngại ta còn không biết ngươi dạng gì, nam nhân của ngươi nói cái gì ngươi đều nghe, hắn muốn đi Tây ngươi hận không thể trước tiên đem cái kia phía Tây lộ đều cho hắn rửa một lần. Hắn không nên đem mình khuê nữ nuôi dưỡng được không có nửa điểm tiền đồ, người khác có thể làm sao. Nàng quay đầu nhìn về phía tuân nhạc nhạc, nhạc nhạc, ngươi đừng trách nãy nãy nói chuyện khó nghe, nếu không chính ngươi cùng nãy nãy nói một chút, chính ngươi từ nhỏ đến lớn, đã làm gì lấy được xuất thủ sự tình. Đi, ngươi là còn tại trong trường học đầu tiểu hài tử, cái đứa bé kia nhiệm vụ chính là học tập, ngươi thành tích học tập có một dạng lấy được ra tay a, à. nải nãy của ngươi theo nuôi dưỡng ba của ngươi ba người bọn hắn bắt đầu, liền chú ý cái thưởng phạt phân minh, đối với các ngươi những thứ này tôn bối cũng giống như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi hoa tiền là ba của ngươi dạy, kiếm được, với ngươi không có quan hệ gì, cái này không sai a, à. Tuân nhạt nhạt ngoan ngoãn gật đầu. Ba của ngươi tại quê quán một ngày thượng mỏ ba chuyến cái kia quặng mỏ đều tại chúng ta trong thôn cao nhất đỉnh núi, ngươi cũng biết, hắn làm việc vất vả a, à, trong nhà đầu ăn uống dùng, chúng ta ở phòng ở, đều là hắn dãy, kiếm được, đến, hắn ăn gà vịt thịt cá ăn tốt nhất đó là nên phải đấy, có phải hay không? Tuân nhạc nhạc lại gật đầu. Tiểu Phan tại chúng ta làm việc kiếm tiền, mẹ của ngươi mỗi ngày đi theo ba của ngươi vất vả, ngươi siêu nhiên ca còn tại học bài, hồi hồi cuộc thi đều là niên cấp cốt 10 trước 20, ngươi cùng với có thể so sánh ngươi ăn bàn này tử thượng tôm cá thịt bò tao không tao được sợ tuân đại hải vội vàng nói mẹ ngươi làm gì vậy quay đầu vừa nhìn về phía tuân nhạc 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 ngươi đừng sợ cha đối với ngươi không có tuân nhạc nhạc lắc đầu lần đầu cắt ngang hắn mà nói ba ba ta về sau sẽ học tập tốt cho ngươi làm vẻ vang tuân đại hải gấp đến độ đổ, đổ mồ hôi đều muốn đi ra trương miệng vừa muốn khích lệ Ngụy Thục Phân cùng Phan A Di biểu lộ đều rất không an vừa lo lắng, tuần con bà nó biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Sau đó bọn hắn chợt nghe đến tuân nhạc nhạc trịnh trọng chuyện lạ nói, nãy nãy, ta sẽ học tập tốt, cho chúng ta dãy, kiếm được, mặt mũi, bất quá, vạn nhất ta bởi vì quá phí đầu óc tóc rơi sạch, người cũng không thể chê cười ta cũng không có thể ghét bỏ ta à, tuần nãy nãy. Phốc Trên bàn cơm mọi người đồng loạt địa quay đầu nhìn lại, cười ra tiếng đúng là tuần siêu nhiên hắn chợt nghe xong nhịn không được hiện tại đã dùng sức nhi đem vui vẻ cho nghẹn đi trở về đến mức mặt đỏ rần trông thấy mọi người xem chính mình vội vàng điên cùng dao động hai tay tuân nhạc nhạt cười híp mắt khoa trương hắn siêu nhiên ca ngươi tâm tính thật tốt cái này đã thành đào trong lòng quách đức cương đang cười đấy cẩn thận về sau biến nam cực tiên ông a khục 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 đeo tóc giả tuân đại hải cùng tỉ mỹ làm ra đào trong lòng đích tuần siêu nhiên cùng một chỗ sạc ở liền sụ mặt tuần nãy nãy biểu lộ đều thiếu chút nữa sụp đổ, nàng hoành hành tuân nhạc nhạc liếc, miễn cưỡng nghiêm nghị nói. Đừng nói mò. Khói đầu đều là truyền nam không truyền nữ. Ngươi mò mẫm quan tâm cái gì? Tuân nhạc nhạt tò mò hỏi một câu. Cái này có cái gì căn cứ a? Cách ngôn nói tất cả, mẹ trơ trọi một cái, cha trơ trọi một ổ, quay đầu nhìn lại nhi tử cùng cháu trai biểu lộ, tuần nãy nãy cuối cùng tại kéo căng không thể, tranh thủ thời gian trấn an một câu, chưa nói các ngươi chưa nói các ngươi. Tuân nhạc nhạc trước cười rộ lên. Vài người khác cũng nhịn không được nữa. Trên bàn cơm bầu không khí bỗng nhiên lúc đã khá nhiều. Tuần nãy nãy ăn vài miếng lại nhắc tới tuân nhạc nhạc. Nhạc nhạc ngươi nhưng muốn nói đến làm được a à, có học hay không thật tốt là một chuyện, ngươi có hay không hạ công phu học là một chuyện khác, biết không? Tuân nhạc nhạc tuyệt không sinh khí, một mực ngoan ngoãn gật đầu tuần nãy nãy sẽ không có lại tức giận, phá thiên hoang địa khen nàng một câu, quay đầu ghét bỏ con mình. Ngươi xem một chút ngươi, quan biết rõ bảo bối khuê nữ, một điểm đầu óc cũng không có. Còn không bằng ngươi khuê nữ đâu. Khoa trương hắn khuê nữ, tuân đại hải bị giáng chức cũng vui vẻ ha ha. Dạ dạ dạ, mẹ ngươi nói đối với. Buổi tối trở về phòng ngủ mình ở bên trong chuẩn bị ngủ lúc, tuân đại hải còn cảm khái nói ta nhạt nhạt thật sự hiểu chuyện, hơn nữa ngươi xem đi ra không có, nàng lá gan ghê gớm thật, không sợ mẹ ta. Nằm tại bên phải ngụy thục phân nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a, à, mẹ khởi sướng tỳ khí đến cha đều muốn tránh, nhạt nhạt một chút cũng không sợ, còn đem nàng nải nải làm vui vẻ nữa nha. Dạ dạ dạ, ta khuê nữ thật là có bản lĩnh. Thục phân, ngươi đừng trách ta không thiên vị ngươi a, à, ta biết rõ mẹ ta có lúc là lợi hại điểm, nhưng chúng ta huynh muội ba cái tiểu lúc đợi, cha đi bên ngoài chạy thương quanh năm suốt tháng không có vài ngày tại trong nhà, nhà của chúng ta trong trong ngoài ngoài đều là mẹ lo liệu, nàng một nữ nhân nếu không lợi hại sẽ bị người trong thôn cho khi dễ đã chết. Vì nuôi dưỡng ba người chúng ta, nàng chịu không ít đau khổ, hiện tại nàng già rồi, nói cái gì không trúng nghe chúng ta nhịn một chút đã trôi qua rồi, chớ cùng nàng tranh giành đem nàng chọc tức. Nói xong nói xong lại cười hắc hắc đứng lên vẫn là ta khuê nữ lợi hại, không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, a, à, trước kia mẹ phát giận chúng ta đều là không nói lời nào làm cho nàng nói, không khí lấy nàng là được rồi, nhạc nhạc cái này tùy tiện nói hai câu sẽ đem mẹ dỗ dành tốt rồi, ta xem nàng thiếu chút nữa đều muốn bật cười rồi. Tuần gia vẫn luôn là tuần nãi nãi lớn nhất, tuần nhạt nhạc tam huynh muội đến thành lúc, chủ yếu cũng là tuần nãi nãi không muốn đến. Tuần đại hải nghĩ đến lão nương khổ cực hơn nửa đời người và rồi đương nhiên muốn cho nàng trôi qua thư thái một ít cũng không muốn nàng thay mình chiếu cố ba cái hài tử quá mệt nhọc nhà bọn họ vẫn luôn là như vậy qua tuần gia gia cũng là bởi vì cảm thấy mắc nợ lão thê cho nên khắp nơi nhường cho nàng ngụy thục phân đến tuần gia cũng rất nhiều năm những chuyện này nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua ngày hôm sau phải đi cùng tuân nhạc nhạc nói làm cho nàng không cần tại trong nội tâm sinh con bà nó khí tuân nhạc nhạc rất kinh ngạc Xin tức giận cái gì? Nãy nãy hy vọng ta có tiền đồ vừa rồi không có sai. Nàng gật gật đầu, ta về sau muốn học tập tốt mỗi ngày hướng lên. Mụ mụ ngươi cùng ba ba nói, lễ mừng năm mới lúc chờ ta cho các ngươi cầm cái giấy khen trở về. Ngụy Thục Phân muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Mụ mụ ngươi có lời gì cứ nói. Cái kia, nhạt nhạt, ngươi hữu tâm học tập tốt là được giấy khen hay là thôi đi. A, à, làm sao vậy? Ngươi đã quên. Năm trước lễ mừng năm mới chúng ta về với ông bà, ngươi cũng cầm cái giấy khen trở về. Lúc ấy chúng ta đều cao hứng hư mất, mở ra vừa nhìn phát hiện thượng cấp ghi chính là lớp ưu tú vệ sinh ủy viên thưởng, nếu không phải ba ba của ngươi dùng sức nghi ngăn đón, nãi nãy của ngươi muốn đánh ngươi rồi. Tuân nhạt nhạt. Vệ sinh ủy viên cái quỷ gì? Ngẫm lại thật là có khả năng, các nàng một cái lớp không có nhiều người bình dưới quán đến đoán chừng mỗi cái đều là lớp cán bộ. Nhưng là cho vệ sinh ủy viên phát thưởng hình dáng là có ý gì? Tuân nhạc nhạc đi đèn xanh đèn đỏ bày ở bên trong hỏi thoáng một phát. Tiểu hoàng mau. Làm sao vậy? Cậu vui vẻ ngươi năm nay sớm như vậy muốn bắt đầu chuẩn bị giấy khen. Cũng là, năm nay ngươi vệ sinh ủy viên không có, là phải hảo hảo ngẫm lại năm nay làm cho cái gì danh mục năm trước cái kia mấy trương giấy khen ai mua kia mà. Cũng quá lớn hơn, cùng trong trường học không giống với A, ta lấy trở về cha ta liếc liền nhận ra không phải trường học phát, cho ta một trận măng xào thịt. Lông xanh. Tóc đỏ đi oan, mắt mua A, hắn quá không đáng tin cậy, năm nay chúng ta lại để cho cậu vui vẻ đi mua, nàng gần nhất biến thông minh biến lợi hại. Đáng tin cậy. Về sau ngươi chính là chúng ta trong bốn tỷ muội người nhiều mưu trí. Hì hì. À đúng rồi, ta âm vui vẻ bài tập ngươi không có vấn đề à. Tuân nhạc nhạt. Bởi vì hôm nay nãy nãy cùng tuần siêu nhiên cũng tại trong nhà, nàng vốn là không có ý định đi ra ngoài. Thế nhưng là Trần Tử Nghiêm tại hơi trên thư phát tin tức, nói Khương Mộ Bạch hôm nay cùng hắn đi ra cửa, còn dẫn theo một cái tiểu bằng hữu, khả năng cần hỗ trợ của nàng. Nàng giúp đỡ nổi về sau, lại cùng Khương Mộ Bạch tìm kiếm trợ giúp, hắn khả năng tự cũng không cự tuyệt tuân nhạc nhạc nghe xong đương nhiên muốn lập tức đuổi đi qua kỳ thật nàng cũng không phải là nhất định phải bắt buộc khương mộ bạch hỗ trợ chỉ là muốn tìm lấy cớ tiếp cận hắn mà thôi trần tử nghiêm nguyện ý giúp bề bộn các nàng bốn cái bài tập đoán chừng sẽ không có vấn đề thế nhưng là nếu như là giúp đỡ khương mộ bạch chiếu cố nàng kia liền nhất định phải đi nàng cầu hắn hỗ trợ cũng là nàng thiếu hắn thế nhưng là trái lại sẽ không giống nhau rồi nàng đón thêm gần hắn liền thuận lý thành chương danh chính ngôn thuận. Cũng sẽ không gây hắn phiền chán. Tuân nhạc nhạc hôm nay mặc cái quần yếm thêm hồng hồng nhạc phía trước mang phim hoạt hình đồ án tê tuất, bên ngoài bỏ thêm một kiện đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, cổng cái bao bao, đi ra ngoài lúc chuyên môn đi theo tuần nãy nãy nói mình muốn đi tìm đồng học cùng một chỗ làm bốn người tiểu tổ bài tập. Tuần nãy nãy, nãy lập tức đối với nàng lại ôn hòa vài phần. Đi đi nàng căn cứ Trần Tử Nghiêm nói, trực tiếp thuê xe đã đến thành phố Hoang Nhạc Cốc chỗ bán vé bên ngoài, rất xa liền chứng kiến cao cao gầy teo Khương Mộ Bạch bên cạnh ngồi tại trên ghế dài, đối mặt với một cái. Thấp cục ịt béo bạch bạch non nớt tiểu nắm. Đúng dịp, tiểu bằng hữu cũng ăn mặc giống nhau cao bồi quần yếm hồng nhạc quất, hoặc nhìn đáng yêu cực kỳ. Khương mộ bạch cầm trong tay một cái bình sữa, đối với mập cục cục tiểu nắm cười đến ôn nhu, tràn đầy kiên nhẫn. Tiểu bằng hữu uống qua uống lại không chịu hợp tác, không biết quyết lấy miệng nói một câu cái gì. Khương mộ bạch cầm lấy trong tay bình sữa uống một ngụm. Trần tử nghiêm tại một bên cười. Tuân nhạc nhạt một trận gió giống nhau tiến lên. Này học trưởng tốt. Trần tử nghiêm tranh thủ thời gian giải thích nói. Hai chúng ta chưa từng có đã tới loại địa phương này, hơn nữa ngươi lại không am hiểu chơi những thứ này, tiểu học muội nói nàng chính. Tuân nhạc nhạc điên cuồng gật đầu đúng đúng đúng, ta chính ta rất chính, hoa nhạc cốc nữ vương chính là ta. Hơn nữa ta am hiểu nhất dỗ dành tiểu bằng hữu chơi rồi. Nói xong nàng tại chỗ ngồi sổng xuống, đến gần xem tiểu nắm càng đáng yêu. Thoạt nhìn chỉ có ba bốn tuổi bộ dạng, trắng nõn non béo ụt ụt khuôn mặt, đỏ ao miệng nhỏ cũng là cong lên đến, ngập nước mắt to hắc bạch phân minh, vẻ mặt vĩ khuất ba ba bộ dáng xem người quả thực có thể đem người xem hóa. Tuân nhạc nhạc cười hiếp mắt duỗi ra một tay đến. Này, bảo bảo ngươi như thế nào không vui a, à, tỷ tỷ cho ngươi biến cái ma thuật được không? Lòng bàn tay của nàng ở bên trong không có cái gì, nắm tay, lại khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái kim quang lóng lánh kim tệ. Qua. Wow. Tiểu Nắm mở to hai mắt. Tuân Nhạc Nhạc lại một nắm tay, lại trương khai mở lòng bàn tay, kim tệ lại không có. Chán. Tiểu hài nhi hướng Tuân Nhạc Nhạc dò xét lấy thân thể nho nhỏ, tò mò nói một chữ. Giống như nghĩ tới điều gì, Thoáng một phát lại ngồi trở lại đi, tức giận nhìn Thoáng qua Khương Mộ Bạch, quyết lấy miệng không nói lời nào. Tuân nhạc nhạc đắc ý nhìn Thoáng qua bên cạnh hai tên nam sinh, sau đó ít xanh giống nhau nhảy đến Tiểu Nắm chính diện, duỗi ra ngón tay cái đỉnh lấy chóp mũi, biến thành một cái mũi heo tử, tái mở miệng lúc thanh âm cũng biến thành bé heo bội kỳ giống nhau như đúc thanh âm. Ta là bé heo bội kỳ, đây là của ta heo đệ đệ giấc giờ, chỉ hướng Tiểu Nắm Tiểu hài nhi uống éo uống éo tiểu thân thể. Tuân Nhạc Nhạc trung đùi đắc ý, tay trái chỉ hướng Khương Mộ Bạch. Đây là của ta mụ mụ, mụ mụ heo. Phát ra giống như đúc heo tiếng hừ hừ, lại chỉ hướng Trần Tử Nghiêm, đây là của ta ba ba, ba ba heo, hừ hừ. Qua, wow. Giỏi quá. Tiểu hài nhi cuối cùng tại đã quên cáo kỉnh, vui vẻ mà nhìn Tuân Nhạc Nhạc vỗ tay. Trần Tử Nghiêm run rẩy mà nhìn Khương Mộ Bạch mẹ, mụ mụ heo ngươi xem. Nhà của ngươi heo đệ đệ cuối cùng nhiều mây vòng tinh. Được côn vớt bằng TTV trên Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 Chương 26 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khương mộ bạch nhúng tay, đem tiểu hài nhi ôm rơi xuống cái ghế, để tại địa thường, nhìn thẳng hắn mắt to nói. Nhất nhất, không nháo tỳ khí, cầm lấy sữa của ngươi bình, chúng ta đi vào được không? Hắn quay đầu ôn hòa địa đối tuân nhạc nhạc nói. Đây là ta đệ đệ Khương Nhất Bạch, năm nay ba tuổi nữa. Hắn còn chưa hiểu nhiều việc, cảm ơn. Tuân nhạc nhạc mặt mày công công địa khoát tay áo. Không có việc gì, hắn lớn lên thật xinh đẹp. Đối tại tuân nhạc nhạc loại này nhan cẩu mà nói, chỉ cần là lớn lên nhìn rất đẹp tiểu manh qua khóc lóc ông sòng khóc trống cũng là có thể chịu được, huống chi vị này tên là Khương Nhất Bạch Tiểu Bằng Hữu còn không có khóc trống, đặc biệt dễ dụ. Tuân nhạc nhạc tốt nghiệp cấp 3 làm kim chức lúc, vì tiền đã từng một tháng đánh vài phần làm công nhật, trong đó có mắt đô nang bên trong tiểu bơi vui vẻ vườn mang theo các tiểu bằng hữu ca hát khiêu vũ làm trò chơi, ăn mặc ngây ngốc con rối áo khoác cho các tiểu bằng hữu phát món đồ chơi. Đại nhất nghỉ hè, người khác vỗ nàng làm công lúc coi thường truyền đi đến trên mạng phát ra số lượng vô cùng kinh người, có dàn giáo tìm tới tận cửa rồi, tuân nhạc nhạc mới bắt đầu bước vào trực tiếp ngành sản xuất. Tại cái kia lúc trước nàng cái gì cũng làm qua. Tuân nhạc nhạc ngồi xổm người xuống, hai mắt nhìn thẳng lấy béo ụt ụt tiểu nắm, sâu sắc trương khai mở hai tay, dùng bội kỳ âm vui sướng nói, giót giờ dót giờ, tỷ tỷ ôm ngươi một cái được không? Khương nhất bạch tiểu bằng hữu lệch ra nghiêng đầu, ngẩng lên mặt chứng kiến ca ca gật đầu, hắn lại xem quay về tuân nhạc nhạc, hướng nàng lộ ra một chút cười, gật đầu. A a a, tốt nghe lời a, à, thật sự muốn manh hóa. Tuân Nhạc Nhạc xông đi lên, một tay lấy hắn ôm lấy đến. Tiểu hài nhi mềm thân thể tràn đầy mùi sữa thơm nhi, bị người ôm lấy đến về sau hắn có chút sợ hãi, vội vàng trương khai mở hai tay ôm Tuân Nhạc Nhạc cổ. Rất nhanh mấy người liền tiến vào hoang nhạc cốc bên trong. Đoạn ngày nghỉ hoang nhạc cốc ở bên trong luôn rất náo nhiệt, dù cho hiện tại mới lên buổi trưa, người ta lui tới cũng rất nhiều. Hoang nhạc cốc ở bên trong khắp nơi trắc vấn đủ mọi màu sắc, sắc thái tươi đẹp, lui tới du khách còn có thể tại trên mặt làm cho một ít hoa văn màu màu dáng và vân vân, tuân nhạc nhạc màu trắng quần dinh cùng hồng nhạc tuất tại bên trong không đáng kể chút nào. Nàng ông tiểu bằng hữu bay thẳng một cái màu dáng sạp hàng. Lão bản ta muốn tại khóe mắt phía dưới dáng một ngôi sao sao. Bốn phía năm màu rực rỡ khắp nơi có thể thấy được phim hoạt hình nhân vật hoang nhạc cốc đối tại tiểu bằng hữu lực hấp dẫn thực tại quá lớn, theo tiếng vào kiểm phiếu vé khẩu bắt đầu, khương nhất bạch tiểu bằng hữu con mắt sẽ không đủ, khắp nơi chứng kiến chỗ nhìn. Nghe thấy bội Kỳ nói muốn dán những vì sao, hắn vội vàng học theo. "Ổ cũng muốn, những vì sao." Tuân Nhạc Nhạc lập tức nói, "Ta đây muốn hai quả." Lại thêm một viên màu đỏ. "Ổ cũng muốn, ổ cũng muốn." Trần Tử Nghiêm cùng Khương Mộ Bạch đi đến bên cạnh hai người lúc, tuân nhạc nhạc tả hữu trên mặt đã gọp đủ cầu vòng nhan sắc. Khương Nhất Bạch cũng dán hai ba khối, trong miệng còn tại càng không ngừng nói, cũng muốn cũng muốn, đã đem phát giận sự tình quên trống trơn. Trần Tử Nghiêm đụng phải thoáng một phát bên người Khương Mộ Bạch bả vai. Ngươi xem, ta không có gọi sai người A, tiểu học muội quả thực là vui vẻ quả, tiểu hài tử cũng dỗ dành được. Ân. Ừ ngươi không cảm ơn ta đấy sao? Ân là có ý gì? Kỳ thật Khương Nhất Bạch còn quá nhỏ, hoang nhạc cốc ở bên trong rất nhiều hạng mục hắn đều là không có cách nào đùa, bất quá chút điểm này cũng không ngại hắn nhanh vui vẻ. Dán hết màu dáng tuân nhạc nhạc liền ôm hắn đi nhi đồng khu xoay tròn ngựa gỗ. Khương Nhất Bạch con mắt mở tròn vo. Mã mã, voi, bí đỏ xe. Hắn không kịp nhìn mà nhìn liên tục xoay tròn ngựa gỗ, gọi, quắc quắc, quắc quắc. Ngồi. Tuân nhạc nhạc đối với Khương Mộ Bạch cười hiếp mắt vẫy tay. Quắc quắc mau tới đây bồi hắn cùng một chỗ ngồi nha. Khương Mộ Bạch cũng không có sinh khí, chỉ chọn một chút đầu ôm qua Khương Nhất Bạch đi xếp hàng. Tuân nhạc nhạc cùng Trần Tử Nghiêm ngồi tại phía ngoài trên ghế dài nhìn bọn họ. Tối hôm qua nhất nhất nóng trần lên, Khương gia chỉ có quản gia cùng một ít người hầu tại, cho nên cũ gừng vội vã chạy trở về bồi hắn trần tử nghiêm nói cũng là bởi vì hắn ngã bệnh không thoải mái hôm nay không phải nháo muốn đi ra ngoài củ gừng mới có thể dẫn hắn đi ra ba mẹ của bọn hắn đâu một cái khắp thế giới phi một chuyện lấy nói chuyện làm ăn thường xuyên đi công tác hai ba tháng không trở về nhà đều là chuyện thường tuân nhạc nhạc như có điều suy nghĩ nàng đại khái minh bạch vì cái gì khương mộ bạch tính cách là như thế này nàng cúi đầu nhảy rác thành phố hoang nhạc cốc hướng dẫn du lịch tập cùng hạng mục giới thiệu trần tử nghiêm cũng gom góp tới đây ngươi cái gì lúc cầm ta như thế nào không có chú ý kiểm phiếu vé khẩu chỗ đó có nha tiểu học mọi ngươi sẽ làm ảo thuật a còn có thể phối âm vẫn là khẩu kỹ bé heo bội kỳ cũng quá lợi hại a tuân nhạc nhạc lắc đầu dỗ tiểu hài tử đùa ánh mắt của nàng một chuyến có chút đắc ý may mắn ta sẽ dỗ tiểu hài tử cái này chẳng phải phái thượng công dụng đến sao trần tử nghiêm nhịn không được cười lên dạ 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 nhìn hắn đến tập thượng giới thiệu kích thích trình độ năm khối sao mây xanh chạy như bay chúng ta có thể chơi cái này a à, ngươi có sợ không học trưởng tiểu bằng hữu không thể chơi cái này những thứ này đều là trưởng thành hạng mục trần tử nghiêm nhún nhún vai vừa chỉ cái kia kinh âm thanh thét lên quỷ ốc kia đâu, không nên không nên đều không được. Tuân nhạc nhạc dứt khoát đem tập cho hắn, chính người xem đi, trưởng thành hạng mục hôm nay chúng ta cũng không thể chơi, rất nhiều nhi đồng hạng mục nhất nhất đều quá nhỏ, cũng muốn do đại nhân cùng mới có thể đùa. Nàng không có khoác lát, quả nhiên đối hoa nhạc cốc vô cùng quen thuộc, mang theo trần tử nghiêm cùng khương mộ bạch hai huynh đệ tại hoa nhạc cốc ở bên trong đổi tới đổi lui. Bọn hắn đi an tòa thành, đi âm vui vẻ suối phung đi đánh chuột đất, lung lay vui vẻ. Đi tại trên đường lúc, tuân nhạc nhạc phát hiện Khương Nhất Bạch nhìn xem đi ngang qua người thổi bọt xà phòng ngâm, nàng lập tức cũng đi mua hai bình. Khương Mộ Bạch muốn nắm Khương Nhất Bạch, nàng cùng Trần Tử nghi một người một lọ. Hai người một trái một phải thổi bóng ngâm. Khương Nhất Bạch cao hứng địa thét lên. Tỷ tỷ thổi, tỷ tỷ lợi hại. Đó là tỷ tỷ khẳng định so quắc quắc thổi bong bóng nhiều. Tuân Nhạc Nhạc cùng Trần Tử Nghiêm cùng một chỗ dùng sức. Một trận gió thổi tới. Trần Tử Nghiêm thổi ra lần lượt cầu vòng bong bóng hướng sau lưng thổi đi, Tuân Nhạc Nhạc thổi ra bong bóng, ba ba ba, nghiền nát tại nàng trên mặt. Khương Mộ Bạch. Trần Tử Nghiêm cùng Khương Nhất Bạch cười ha ha, Khương Nhất Bạch còn dùng sức nghi vỗ tay, hưng phấn được sủng ái đều đỏ. Tuân Nhạc Nhạc móc ra khăn ướt lau đem mặt. Ta cũng không tin. Lại đến xem ta cho các ngươi biểu diễn một cái tuyệt kỹ. Ta có thể thổi ra một cái toàn bộ hoang nhạc cốc lớn nhất bong bóng. Nàng hít sâu một hơi, hai bên quai hàm khô lên đến như một cá nóc, đối với màu xanh da trời từng vòng chậm rãi chậm rãi thổi hơi. Chỉ thấy một cái siêu đại bong bóng dần dần hướng ra phía ngoài lồi ra. thương nhất bạch sợ hãi tháng phục. Hoa A. À. Tuân nhạc nhạc vừa mới đắc ý một giây, bong bóng còn không có bay lên liền ba địa thoáng một phát lại nát. Trần Tử Nghiêm lần nữa cười ha ha. Tỷ tỷ. Tuân nhạc nhạc đem mua được xà phòng nước hướng trong thùng rác quăng ra. Cái này không có gì kỹ thuật hàm lượng, cho ngươi trần quắc quắc cho ngươi thổi, xem ta dùng khí cầu cho ngươi rác cái con thỏ lỗ tai đi ra. Hoang nhạc cốc ở bên trong tùy ý có thể thấy được các loại nhan sắc vỡ hài kịch là do nhân viên công tác trang điểm vai trò, không ngừng đi đi lại lại cùng các du khách chụp ảnh chung làm trò chơi và vân vân. Tuân nhạc nhạc tiện tay kéo lại trên đường cái một cái màu vàng bắp trang vỡ hài kịch, sẽ cực kỳ nhanh cướp đi trên tay hắn thổi tốt hai cái dài mảnh hình dáng khí cầu. Chính ngửa đầu thổi hơi cầu vỡ hài kịch ngẩn ngơ. Bình thường đều là hoa nhạc cốc bên trong vỡ hài kịch chủ động đối các du khách kéo thoáng một phát bao, tóm thoáng một phát tóc, hoặc là dùng khí cầu gõ thoáng một phát đầu và vân vân, có rất ít du khách sẽ chủ động treo cực bọn hắn. Chớ đừng nói chi là bị người đoạt đi khí cầu hắn cúi đầu xuống thấy là cái cô nương xinh đẹp, hướng về phía nàng cười cười, hóa qua đậm đặc trang trên mặt lộ ra miệng lớn dính máu. Trả lại cho ta. Tuân nhạc nhạc cười hiếp mắt đem khí cầu trả lại cho hắn. Cho ta trát cái con thỏ lỗ tai được không? Khí cầu trát thành con thỏ lỗ tai bị nàng trực tiếp mang tại Khương Nhất Bạch trên đầu. Hắn có chút ngượng ngùng lại không che giấu được cao hứng. Ổ, của ta. Giơ tay lên muốn sờ sờ đầu, lại sợ sờ hư mất tuân nhạc nhạc ngồi chồng hổng xuống cùng hắn cao nhất nhất cũng giúp ta cùng người ca ca này muốn một cái giống nhau con thỏ lỗ tai được không rất nhanh nàng liền mang lên trên cùng khương nhất bạch giống nhau con thỏ lỗ tai vừa quay đầu nhìn về phía khương mộ bạch cùng trần tử nghiêm nàng cười hắc hắc đứng lên ngồi xổm tại chỗ đó giật giật vỡ hài kịch góc áo học khương nhất bạch âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói quắc quắc cho ta một cái chuột mít cây lỗ tai được không Trần Tử Nghiêm cùng Khương Mộ Bạch. Một lần nữa đi tại trên đường lúc, hai người bọn họ một cái đầu thượng đeo cái màu đỏ chót chuột mít cây lỗ tai, cái khác đeo hồng màu đỏ. Mấy người đi ngang qua một cái quảng trường lúc chứng kiến chỗ đó dựng thẳng lấy bài tử, chính tại cử hành hát nước đoạn, địa thượng cách 3 mét tự phóng lấy một cái cực lớn cao cỡ nửa người vạt nước, trong chung nước trang đều là nước ấm, bên cạnh một chồng chất đủ mọi màu sắc bầu nước cùng chậu nhựa tử người ra mặt đều tại thét lên cười lớn ngươi truy ta đuổi, vung vẫy lấy bầu nước cùng chậu, tiếng nước rầm rầm vang. Khương Nhất Bạch phát sốt mới tốt, hơn nữa tiểu hài tử thể chất nhược, hiện tại đã là mùa thu, trên người làm cho ước dễ dàng xảy ra vấn đề. Tuân nhạc nhạc mấy cái cũng không đánh tính toán đi tham dự, thầm nghĩ tại bên cạnh nhìn xem. Bởi vì đi đến nơi đây Khương Nhất Bạch tiểu bằng hữu lôi kéo tuân nhạc nhạc cùng Khương Mộ Bạch tay bất động. Khương Mộ Bạch ôm lấy đệ đệ, xa xa địa ngồi tại địa phương an toàn nhìn xem. Hắn lúc không lúc địa thét lên vài tiếng, tuân nhạc nhạc đem ba lô cho Trần Tử Nghiêm, đứng được tương đối gần, sau đó nàng liền biến thành bị tai họa cá trong chậu. Quần áo đều bị dội ướt, nàng tự nhiên cũng liền không cách nào không đếm xỉa đến. Quay đầu hiên ngang lẫm liệt địa đối Khương Nhất Bạch nói. Xem tỷ tỷ đi cho ngươi đại sát tứ phương. Nàng lên sân khấu sau một tay một cái bầu nước, đứng tại vạt nước bên cạnh, đỉnh đầu vô cùng chuẩn, mỗi lần một bầu nước cũng không thất bại. Khương Nhất Bạch thấy nhìn không chuyển mắt, càng không ngừng phát ra chuột chuỗi đất thét lên. A a a a a a, Tuân Nhạc Nhạc rất nhanh liền kéo căng, mục tiêu, quán hận, bị người vây công đứng lên, nàng nhúng tay rất linh hoạt, trái chợt hiện phải tránh vô cùng ít bị dội đến. Có một tiểu học nam sinh trực tiếp bưng một chậu tử nước trôi đến trước mặt nàng điểm lấy chân theo trước ngực dội xuống đi. Tuân Nhạc Nhạc Tiểu hài tử ha ha cười muốn chạy trốn, nàng đem bầu nước hướng trước mặt trong vạt quăng ra, hai bước ôm lấy đứa bé kia, tại trong tiếng thét chói tai đưa hắn bỏ vào trong chung nước lại vớt lên. Ha 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 ha. Trong sân người vây xem đều cười điên rồi, liền cái kia tiểu nam hài đều một bên lau mặt thượng nước một bên cùng tiếu. Cái này xem như mở ra tân thế giới đại môn, tất cả mọi người bắt đầu chơi như vậy. Tuân nhạc nhạc căn bản không có nhìn rõ ràng là ai làm, thân thể chợt nhẹ liền trực tiếp bị ném vào trong chung nước. Nàng thét chói tai vang lên đứng lên, chạy ra khỏi tràn tử. Vây xem Khương Nhất Bạch mặc dù mình không có thể tham dự, nhưng nhìn tuân nhạc nhạc hình như là hắn cũng đại chiến một hồi giống nhau, khuôn mặt hồng phát phát, làm cho đều muốn toát mồ hôi. Tuân nhạc nhạc chạy vào một bên hông khô trong phòng nhỏ toàn thân hông khô, một bên dùng khăn mặt sát tóc. Hắn liền tại đứng ở phía ngoài nhìn xem nàng vui vẻ được không được, một mực tỉ tỉ, tỷ tỷ địa gọi không ngừng. Trần Tử Nghiêm ăn hót dốc nói. Tiểu học muội, ngươi kiềm chế điểm A, tuôn nhạc nhạc không khô quần áo lao tới, lần nữa đầy máu phục sinh. Chúng ta đi xem cực hạn sơn địa xe A, sau đó đi mã trận xem đua ngựa. Muộn một chút hai cái này hạng một sẽ không lại biểu diễn rồi. Không nghĩ tới Khương Nhất Bạch nhìn rồi cực hạn sơn địa xe, tiểu luân, phiên, xe, leo lên sau xe, theo dõi nàng. Tỷ tỷ, ngươi sẽ a à, ngươi sẽ a à, ngươi sẽ a à, bất đồng tuân nhạc nhạc nói chuyện hắn liền nhìn thoáng qua hai cái ca ca tiểu sữa âm có chút kết bỏ quắc quắc sẽ không trần tử nghi một giây đồng hồ nhận thức kinh sợ ta sẽ không ta sẽ không tuân nhạc nhạc nàng cũng sẽ không a à, nàng nghĩ tới ngày đó phía ngoài trường học bay vào xanh hóa mang bên trong chính mình cánh tay cùng cái tráng mơ hồ làm đau thế nhưng là vừa nhìn thấy Khương Nhất Bạch tiểu bằng hữu chờ mong ánh mắt, còn muốn chính mình hôm nay thế nhưng là tại Khương Mộ Bạch trước mặt khoa trương rơi xuống hải khẩu. Khẽ cắn môi. Tuân nhạc nhạc lớn tiếng nói. Ta cũng sẽ không. Khương Nhất Bạch ta. À. Một tiếng, còn chưa kịp thất vọng, chợt nghe đến tiểu tỷ tỷ nói. Thế nhưng là ta sẽ chơi ván trượt A. À. Kỹ thuật siêu bổng, cũng có thể bay tới bay lui giống như vừa mới xe xe giống nhau phi. Hoa A. À. Tuân nhạc nhạc vốn muốn nói đi trước xem đua ngựa, về sau có cơ hội một lần nữa cho bọn hắn biểu diễn nàng một chút hoa thức ván trượt kỹ thuật. Không nghĩ tới Khương Nhất Bạch hiện tại đối với bay tới bay lui cảm thấy hứng thú. Cưỡi ngựa, không dễ chơi. Trần Tử Nghiêm cũng đi theo gật đầu. Nhà của ta tại dặm có một tư nhân mã trận, lần sau mang bọn ngươi nhìn thi đấu cấp huyết thống mã cái loại này trận đấu mới tốt xem. Tiểu học mọi ngươi muốn là ưa thích mà nói đến lúc có thể chọn một con ngựa ta tiễn đưa ngươi A, theo lúc có thể đi qua học cởi ngựa kỹ thuật. Tuân nhạc nhạt Trần Tử Nghiêm rõ ràng cũng là phú nhị đại. Tùy tùy tiện tiện tại tất đất tất vàng ép thành phố khai mở tư nhân mã trận cái chủng loại kia. Tỷ tỷ, tỷ tỷ phi. Tuân nhạc nhạc mở trừng hai mắt. Chúng ta đây đi tìm tìm xem nơi đó có bán ván trượt một bên tìm cửa hàng thuận tiện mua ít đồ ăn. Vừa mới dứt lời, thì có một cái dẫm phải ván trượt xe màu đỏ vỡ hài kịch ngừng tại bốn người bên cạnh voi điêu khắc chỗ đó bắt đầu thổi hơi cầu. Tuân nhạc nhạc. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Phi nha. Khương Nhất Bạch chầm chầm vào vỡ hài kịch dưới chân cái kia màu lửa đỏ xong vểnh lên ván trượt xe. Tuân nhạc nhạc ho khục. Ân, xem tỷ tỷ cho ngươi phi một cái nàng trước kia kim chức lúc công tác cần học qua kỹ thuật thật sự rất không tệ vấn đề là từ khi làm chủ bá sau nàng quanh năm đối đãi tại trong phòng sẽ không có gặp mặt qua ván trượt xe chắc có lẽ không xảy ra vấn đề a khương mộ bạch nói ngươi không cần miễn cưỡng sẽ không chơi coi như xong không cần nuông chiều nhất nhất hảo hảo cùng hắn nói hắn có thể minh bạch cúi đầu nhìn xem khương nhất bạch có phải hay không nhất nhất khương nhất bạch do dự một chút nhìn xem ca ca, nhìn lại một chút lợi hại tỷ tỷ, ân, không có việc gì, ta thật sự sẽ nàng đi qua, trong nội tâm nói thầm cự tuyệt ta cự tuyệt ta cự tuyệt ta, sau đó mới vừa đi tới vỡ hài kịch bên người, hắn liền gọn gàng địa nhảy xuống ván trượt nhà ga tại một bên, muốn chơi của ta ván trượt xe vậy sao? cố gắng lên a à đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, coi trọng ngươi. Tuân nhạc nhạc đơn chân đạp tại ván trượt trên xe, tùy ý địa trượt hai cái tìm cảm giác, còn giống như không sai. Khương mộ bạch vốn đang có chút lo lắng, xem nàng động tác rất thuộc luyện, biểu lộ cũng rất bình tĩnh, liền ôm Khương nhất bạch ngồi tại trên ghế dài xem nàng biểu diễn. Trần Tử Nghiêm còn móc ra điện thoại đến chuẩn bị đập video. Tuân nhạc nhạc cố gắng lên, tuân nhạc nhạc cố gắng lên. Khương nhất bạch học theo. Tỷ tỷ, cố gắng lên, tỷ tỷ, cố gắng lên. Hoang nhạc cốc bên trong người theo thời gian chuyển dời càng đến càng nhiều, bên này đứng cái gây chú ý ánh mắt của người ngoài vỡ hài kịch, càng là hấp dẫn đã đến một đống lớn hài tử, có hài tử tự nhiên cũng có đại nhân đi theo. Mọi người nghe được động tĩnh, tất cả đều nhìn xem tuân nhạc nhạc. Cô gái trẻ tuổi nhi gương mặt dài thật tốt xem, y phục trên người dày còn vừa nhìn sẽ không tiện nghi, mọi người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra đến đối với đập video tề thanh hò hét trợ uy. Tuân nhạc nhạc lại thử thử, hai chân dẫm tại sông vĩnh lên ván trượt trên xe, trương khai mở hai tay bảo trì thân thể cân đối tùy ý địa trượt mấy cái phương hướng, thắng gấp, cảm giác không sai biệt lắm tìm về trước kia công tác lúc trạng thái, tuy rằng độ khó cao động tác không làm được, bất quá nàng có thể từ chối nói là sân bãi vấn đề, nơi đây cũng không phải thi đấu trận, tùy tiện làm mấy cái đại động tác hồ lộng qua. Sau đó lại mang theo tiểu bằng hữu nhìn cái khác chuyển di lực chú ý lại để cho hắn đã quên chuyện này thì tốt rồi. Đây là tại ngựa lớn trên đường, phía bên phải là thiên lam sắc anim tòa thành, bên trái là một cái nho nhỏ mặt đất suối phun, trên mặt đất sẽ theo từng cái phương hướng phun nước, dưới ánh mặt trời bọc nước liên thành tuyến hiện ra quang mang màu vàng. Có nghịch ngợm gây sự hài tử tại trong đó qua lại xuyên thẳng qua. Suối phun nơi đó là cửa hàng đất son sắc bóng loáng sàn nhà. Tuân nhạc nhạc tại trên đường cái trượt hai cái, gia tốc, Đột nhiên thắng gấp. Lại sự trượt, thân thể dùng sức, dưới chân ván trượt hơi nghiêng cao cao nhất lên tại không trung sẽ cực kỳ nhanh vòng vo 180 độ, phanh lại. Tốt. Lợi hại lợi hại. Một mảnh âm thanh ủng hộ cùng vỗ tay trong tiếng, tuân nhạc nhạc còn nghe được hương nhất Bạch Khang cả giọng địa gọi, tỷ tỷ. Nàng quay đầu nhìn lại, cái kia song hắc bồ đào giống nhau mắt to chiếu lấp lánh, hưng phấn được khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ còn tại dùng sức vỗ tay. A nha, nàng đối với được rất tốt tiểu bằng hữu trợ uy âm thanh A, tuân nhạc nhạc quyết định lại đến một lần, nàng ánh mắt xéo qua chứng kiến đường cái đối diện voi điêu khắc phía dưới, cái kia điêu khắc voi mũi dài vung tại không trung, trước chân quỳ tại địa thường, tư thế lười biến, toàn bộ điêu khắc bị để đặt tại một cái bông tuyết sắc hai ken ti, mét tiểu trên sân thượng. Nàng dưới chân dùng sức, ván trượt xe lần nữa chạy như bay đứng lên. Mọi người lại bắt đầu trầm trồ khen ngợi. Tuân Nhạc Nhạc dẫm phải ván trượt sẽ cực kỳ nhanh vọt tới tiểu giàn giáo chỗ đó, ván trượt bánh trước đụng phải tiểu bậc thang, thân thể nàng cùng chân cùng lúc dùng sức. Liền người mang xe thành công phi tại không trung. Lúc này mặt trời tây nghiêng, Tuân Nhạc Nhạc cao cao đuôi ngựa tại không trung kéo lê màu vàng độ cong, nàng cả người hợp với ván trượt xe cùng một chỗ tại không trung xoay tròn lấy, rơi tại mặt đất suối phun bóng loáng trên sàn nhà. A à, a a a quá bổng rồi. Sau khi hạ xuống tuân nhạc nhạc chỉ cảm thấy dưới chân vừa trật, cả người cùng ván trượt xe cùng một chỗ đã mất đi khống chế. Nàng đóng chặt miệng, hai tay cùng loạn địa tại trên không trung múa động ý đồ ổn định thân thể. Ngồi tại trên ghế dài trần tử nghiêm cùng khương mộ bạch hai huynh đệ, một đoàn vây xem du khách, cứ như vậy nhìn xem nữ hài dẫm phải ván trượt xe vọt vào mặt đất suối phun ở bên trong, tên rời cung giống nhau bay về phía trước trì mà đi, bóng lưng ở bên trong lộ ra một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Trần tử nghiêm trương lớn hơn miệng, nhìn xem nhân hòa ván trượt cùng một chỗ biến mất tại điện thoại di động của hắn trong tấm hình. Hắn lẩm bẩm nói. Ngoạ tàu, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, hoang nhạc cốc nữ vương, thật sự ngưu bức. Một cái tiểu lúc sau, ba người bọn hắn tại trong bệnh viện gặp được hoang nhạc cốc nữ vương tuân nhạc nhạc nàng chân trái mắt cá chân vết thương một mảng lớn, tay trái cũng ngã đã thành rất nhỏ nước xương, đã tất cả đều băng bó đứng lên. Tuân nhạc nhạc đối với Khương Mộ Bạch cùng Trần Tử Nghiêm nháy mắt ra hiệu. Ngoài ý muốn, tiểu ngoài ý muốn. Sau đó một giây đồng hồ mặt không biểu tình, học người máy giống nhau, trong miệng phối âm răng rắc răng rắc, máy móc mà đi đến Khương Nhất Bạch trước mặt. Nhĩ hảo Khương Nhất Bạch, tỷ tỷ dẫm phải ván trượt bay lên không trung, gặp như vậy đi đường người ngoài hành tinh. Tiểu Bằng hữu mở to hai mắt. Qua. Wow. người ngoài hành tinh. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Hắn nghiêng đầu, con mắt nhìn xem Tuân Nhạc Nhạc chiếu lấp lánh. Người ngoài hành tinh, cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại a, à, Tuân Nhạc Nhạc. Khương Mộ Bạch một chút ôm lấy Khương Nhất Bạch. Nhất Nhất, tỷ tỷ bị thương, rất đau, là vì cho ngươi xem phi phi, ngươi phải nên làm như thế nào? Tuân nhạc nhạc lập tức có chút chột dạ. thương Nhất Bạch gom góp đi qua. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, cho ngươi vù vù, vù vù sẽ không đau nhất, bị thương muốn nghe bác sĩ thúc thúc mà nói, cùng nhất nhất giống nhau. Tiểu bằng hữu để sát vào còn mang theo mùi sữa thơm nhi, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú xin lỗi vù vù, nói xong đáng yêu đồng ngôn đồng lời nói, tuân nhạc nhạc cảm thấy tâm đều muốn bị manh hóa, hoàn toàn cảm giác không thấy đau. Nàng sờ lên tiểu nắm mềm mại tóc. Không có việc gì, không phải lỗi của ngươi, là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ không nên đồ mặt dày. Tiểu nắm nghi ngờ nháy mắt. Cái gì là đồ mặt dày? Tuân nhạc nhạc nhìn xem Trần nhà. Cổ thượng an quạt. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27. Chương 27 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ly khai bệnh viện lúc tuân nhạc nhạc còn lại cho khương nhất bạch tiểu bằng hữu thay đổi hai cái tiểu ma thuật đem hắn dỗ dành được sững sờ sững sờ nghe khương mộ bạch nói hắn sinh bệnh lúc không thích uống sữa tuân nhạc nhạc còn chuyên môn chơi một cái bình sữa biến biến biến, biến ma thuật nói cho hắn biết bình sữa ở bên trong trang đều là lợi hại tỷ tỷ tiễn đưa kinh hỉ nói không chừng có thể uống được cái khác đồ uống đâu Khương Nhất Bạch lúc ấy ôm sữa của mình bình giống như bảo bối giống nhau, dùng sức đốt cái đầu nhỏ cam đoan về sau đều hảo hảo xem lấy bình sữa. Vốn tuân nhạc nhạc là muốn thuê xe về nhà đấy, bất quá Trần Tử Nghiêm cùng Khương Mộ Bạch cũng không đồng ý, Trần Gia đã đến hai chiếc xe ngừng tại bệnh viện bãi đổ xe chờ, trong đó một cổ tiễn đưa nàng đi về nhà. Ngồi tại trên xe lúc, tuân nhạc nhạc nhận được Khương Mộ Bạch điều thứ nhất hơi tính tin tức. Hôm nay vô cùng cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi dỗ dành nhất nhất vui vẻ hắn thật lâu không có cao hứng như vậy hộp nghiêm nói ngươi muốn cho ta giúp làm âm vui vẻ bài tập tuân nhạc nhạc ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau nhìn lên đến tin tức của hắn hưng phấn mà giật giật thân thể không cẩn thận đụng phải mắt cá chân đau đến khí khà zét zét, một tiếng nghỉ nghỉ nàng vẫn là trở về một cái không cần cảm ơn nhất nhất thật biết điều rất đáng yêu ta hôm nay cũng rất vui vẻ âm vui vẻ bài tập nếu như ngươi dễ dàng đã giúp hỗ trợ bất tiện mà nói coi như xong cùng lắm thì chính là một trận đánh nha ta cũng không nhất định thất bại nàng cho rằng nói như vậy đối phương nhất định sẽ đáp ứng không nghĩ tới đối thoại không phía trên đối phương chính tại đưa vào rằng co ba giây về sau phát tới đây như vậy một cái tin tức a à, thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi là độc cô cầu bại vậy ngươi đi đánh đi cố gắng lên chúc ngươi một trận chiến thành danh Tuân nhạt nhạt. Nàng vèo thoáng một phát đưa điện thoại di động móc ngược tại trên chỗ ngồi. Ai ai ai? Ai nói cho hắn biết? Ngoại trừ cùng đèn xanh đèn đỏ tiểu đồng bọn đã từng nói qua, nàng giống như liền tại cái kia thiếp mời, bài viết ở bên trong đề cập qua độc cô cầu bại. A a a, tiểu ca ca biết rõ luận đàn thiếp tử sự tình. Đây chẳng phải là xem qua nàng mắng chửi người. Nếu là hắn hỏi nàng làm sao mà biết được làm sao bây giờ? Sau một lúc lâu, nàng mới bình phục tốt rồi tâm tình, lặng yên mở ra đối thoại khung nhìn trong chốc lát sau, phát hiện hắn không có hỏi tới ý tứ, nàng nhẹ nhàng thở ra, lúc này quyết định yên tĩnh như gà một đoạn thời gian. Tạm lúc biến mất tại thế giới của hắn ở bên trong, ít nhất phải chờ hắn đã quên quan tại đinh đinh sự tình hơn nữa. Trong xe an tĩnh lại, hệ thống kiên nhẫn địa lại xuất hiện. Này, muốn làm nhiệm vụ a, à, làm nhiệm vụ có thần bí giải thưởng lớn rất nhiều hào lễ chờ ngài. tuân nhạt nhạt liếc mắt, ngươi hào lễ chính mình giữ lại chơi a, à, ta không cần. ngươi đừng phiền ta rồi, ta sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. gặp lại. đừng a, à, địa cầu các ngươi không phải rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính đều là mang hệ thống, ngươi có phải hay không chưa có xem? hệ thống rất lợi hại rất vạn năng, cái gì cũng có thể làm đến, ngươi thật sự không muốn thử xem a, à, nói không chừng ta có thể ban thưởng ngươi rất muốn nhất đồ vật. Tuân nhạc nhạc tại trong nội tâm không khách khí chút nào cười nhạo nó, cáp, 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 hệ khắc thống có lẽ rất lợi hại, nhưng ta xem đi ra, ngươi là không đáng tin cậy các điêu, cho nên ngươi đừng có hy vọng a, à, tìm người khác đi cũng được. Hệ thống chưa từ bỏ ý định địa tiếp tục xì xào căng nhằn. Tuân nhạc nhạc trực tiếp che đậy nó, nàng mở ra điện thoại leo lên hơi bắt biệt hiệu, tiểu hào, đông ngô quận chúa, nhìn thoáng qua, áo trắng vượt sông còn không có hồi phục nàng nàng thập khiển địa về tới trong nhà lúc vừa mới tuân đại hải cùng ngụy thuộc phân vai kề vai sát cánh ngồi tại phòng khách trên ghế salon những người khác đều không tại bọn hắn tự hồ chính tại xem một cái cái gì điện ảnh phòng khách tv xứng đặc biệt tốt âm hưởng còn có chuyên môn một bột ca thiết bị bất quá tuân nhạc nhạc chưa từng có gặp người dùng qua nghe được cửa động tỉnh hai vợ chồng vừa quay đầu thấy được tuân nhạc nhạc bộ dạng hai người mạnh mà đứng lên nhạc nhạc ngươi đây là làm sao làm xảy ra chuyện gì làm sao làm thành như vậy có đau hay không đi bệnh viện sao như thế nào không cùng ba ba nói tuân nhạc nhạc còn chưa đi đi qua đã bị ba ba mụ mụ một trái một phải đỡ hai người vô cùng ăn ý địa cùng một chỗ dùng sức nàng cơ hồ là bị dựng lên đến một chút khí lực đều không cần địa ngồi tại trên ghế salon ta không sao ba mẹ chính là tại bên ngoài không cẩn thận ngã thoáng một phát, đã không thế nào đau, bác sĩ nói nuôi dưỡng một nuôi dưỡng thì tốt rồi, không có vấn đề lớn. Đều bao thành như vậy không có việc gì. Tại bệnh viện nào xem? Tại sao không gọi ba ba cùng ngươi đi đâu? Chảy máu không có. Có hay không làm bị thương xương cốt? Tuân Đại Hải gấp đến độ đoàn đoàn vòng, hai tay muốn đi sờ thoáng một phát, lại sợ làm đau con gái, quả thực có chút không liệu hắn hôm nay lại là tỉ mỉ thu thập qua chính mình, mặc một thân đặc biệt anh Tuấn thành thục nam sĩ quần áo, đeo đỉnh đầu đen nhánh nồng đậm thiên phần giả phát. Tuân nhạc nhạc ngồi tại trên ghế sa lo nhìn xem ba ba mụ mụ một cái ngồi cạnh lặng yên lau nước mắt, một cái vây quanh chính mình đoàn đoàn vòng, lòng của nàng mềm được rối tinh rối mù. Làm sao vậy? Các ngươi tại lăng tăng cái gì? Cửa phòng mở ra, tuần nãy nãy đi ra. Cơ hồ là cùng nàng cùng lúc, tuần siêu nhiên cũng đi ra, hắn tại lầu hai lan can chỗ thăm dò xuống vừa nhìn, liền hét to một tiếng. Ai nha nhạt nhạt ngươi gãy xương. Tuân đại hải lập tức ngẩng đầu rống lên một tiếng. Siêu nhiên ngươi sẽ không nói chuyện liền tâm miệng. Cái gì gãy xương, mùi mùi của ngươi chính là ngã một phát. Tuần siêu nhiên tranh thủ thời gian tâm miệng. Tuần nãy nãy sẽ không cao hứng. Không phải nói đi ra ngoài làm tác nghiệp, làm bài tập làm sao lại biến thành như vậy còn có đại hải, ngươi đối với siêu nhiên la to làm gì, nàng cái này bao bọc một tầng một tầng nhìn xem cũng rất nghiêm trọng, siêu nhiên quan tâm nàng hỏi một câu cũng không đúng. Hắn sẽ không nói chuyện ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết rõ. Tuân đại hải cao mày. Mẹ! Hài tử bị thương thành như vậy ta sốt ruột, lòng ta đau đến không được, các ngươi không giúp quan tâm cũng đừng nói khó nghe lời nói a, à, ta nói cái gì khó nghe bảo. Tuần nãy nãy lông mi dựng lên, Quét tuân nhạc nhạc liếc, nhạc nhạc ngươi thương thế kia làm sao làm. Đi ra ngoài lúc không phải nói đi làm bài tập A, bất đồng tuân nhạc nhạc nói chuyện, tuân đại hải đã nói. Nhạc nhạc, trường học các ngươi bố trí bài tập nguy hiểm như vậy. Đừng làm, ba ba lập tức cho các ngươi lão sư gọi điện thoại, là cái gì khoa một bài tập. Ta cho lão sư gọi điện thoại nói chúng ta không làm cái này bài tập. Nếu không ta trực tiếp cho các ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại xin phép nghỉ. Thương thế của ngươi thành khẳng định như vậy được tại gia tĩnh dưỡng một đoạn thời gian không thể đến trường, đối, ta đây phải đi gọi điện thoại." Hắn nói xong liền thật sự muốn đi tìm điện thoại. Nhạc Nhạc. Tuần nãy nãy cũng không ngăn cản lấy hắn, trực tiếp hoài nghi lên Tuân Nhạc Nhạc, "Ngươi thương thế kia sẽ không phải là vì trốn học chính mình làm cho a, à, ngươi là chính mình đi mua băng gạc tùy tiện quấn, hay là thật đi bệnh viện?" "Mẹ ngươi nói cái gì đâu?" nhạc nhạc đều bị thương ngươi đừng quá phận a à, tuân đại hải giận thật à nói chuyện ngữ khí cũng rất nặng ngụy thục phân ngồi sổng tại chỗ đó lôi kéo tuân nhạc nhạc tay tranh thủ thời gian an ủi nàng nhạc nhạc ngươi đừng khổ sở đừng đem con bà nó lời nói để tại trong lòng ba ba mụ mụ đau lòng ngươi a à, tuân nhạc nhạc nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng nhỏ giọng nói ta biết rõ không có việc gì nàng là xuyên qua đến nhà này người đối với nàng mà nói thiệt tình yêu thương nàng mới là người nhà của nàng, nàng cũng sẽ đồng dạng trả giá thiệt tình. Đêm qua mới lần thứ nhất gặp mặt tuần nãy nãy đối với nàng mà nói chính là một cái người xa lạ mà thôi, ai sẽ bị không tại ý người xa lạ nói lời làm bị thương. Tuần nãy nãy vừa nhìn thấy tuân đại hải thái độ, cũng tức giận lên, hơn nữa tuân nhạt nhạt một mực không trả lời vấn đề của nàng, nàng càng thêm hoài nghi cháu gái này là vì trốn học trang bị thương. Vốn chính là, cháu gái này như bị làm hư, lúc trước ai nói cũng không có dùng lần đó lễ mừng năm mới ăn tết quá tiếc về với ông bà nàng không mắng nàng vài câu đều là gió thoảng bên tai giống nhau một điểm dùng cũng không có lần này làm sao sẽ không đau không ngứa nói hai câu nàng muốn học tập tốt mỗi ngày hướng lên quả nhiên liền lại bắt đầu loại này chiêu số đáng tiếc nhi tử một nhà đều cầm nàng coi chừng lá gan bảo bối giống nhau muốn những vì sao không để cho ánh trăng nàng nhiều lời vài câu nhi tử còn muốn cùng nàng nóng nảy Tuần nãy nãy trong cơn tức giận nói. Được được được. Ngươi liền bảo bối lấy a, à, ta xem ngươi bảo bối ra cái thứ gì đến, hiện tại vì trốn học đều là bắt đầu giả bộ bệnh gạt người, về sau nàng cái gì làm không được. Ta xem sớm muộn muốn đi trong lao thăm tù. Mẹ. Nhạc nhạc nàng là ta khuê nữ là ngươi cháu gái ruột. Ngươi muốn là nói lời như vậy nữa về sau tự đừng tới trong nhà ngươi muốn nghĩ đến thành phố ở ta đi cấp ngươi mặt khác mua phòng nhỏ. Tuần nãy nãy quay đầu bước đi. Được được được, chê ta chướng mắt đúng không, không cần về sau, ta hiện tại liền đi, không tại ở đây thảo nhân ngại. Xong vào phòng khách cầm bọc đồ của mình muốn đi. Ngụy Thục Phân cùng nghe được động tĩnh đi ra Phan A Di trái xem phải xem, Ngụy Thục Phân cuối cùng vẫn là đau lòng khuê nữ, lôi kéo tay của nàng không nhúc nhích, phan a di trong miệng hô hào chớ đi a à, ngài chớ đi a à, người một nhà có chuyện hảo hảo nói dưới chân chính là bất động người một nhà cùng một chỗ nhìn xem tuần nải nải đi ra tuần gia đại môn trong chốc lát sau tuần siêu nhiên cũng đeo bọc sách vọt ra khách khí mà đối với tuần đại hải không người chào đại bá ta đi truy nải nải ngươi yên tâm tuy rằng ngươi cùng nải nải cãi nhau quyết liệt ta vẫn là nhận thức ngươi là đại bá cha ta khẳng định vẫn là nhận thức ngươi là hắn ca. Chúng ta trở về sẽ cùng một chỗ khích lệ con bà nó, nàng chắc chắn sẽ không với ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Phan A Di, này xui xẻo hài tử đến cùng có thể hay không nói chuyện. Ngụy Thục Phân tranh thủ thời gian đứng dậy đi cho hắn cầm một chồng tiền mặt nhét vào trong túi sách. Tiền cầm lấy, chú ý an toàn, hảo hảo chiếu cố nải nải của ngươi, đánh cho xe taxi trực tiếp lái về trong thôn đi. Nhạc nhạc bị thương, chúng ta khả năng thứ hai không thể quay về nàng nói một câu tuần siêu nhiên gật đầu một cái biểu lộ rất chân thành đi đến cửa lớn lại quay đầu hướng tiễn đưa hắn ngụy thuộc phân an ủi tựa như nói một câu bác gái ngươi yên tâm nãy nãy nếu để cho các ngươi ly hôn chúng ta đều khích lệ nàng phan a di đứa nhỏ này thật không là cố tình có phải hay không học tập học choáng váng bị thương tuân nhạc nhạc trực tiếp đã thành trong nhà bảo hộ động vật Phan A Di cùng Ngụy Thục phân hận không thể đi nhà nhỏ về đúc xe đều viện nàng đi một lần nữa cho đỡ đi ra. Cầm tối lúc trước Phan A Di cũng đã liệt ra một đống lớn chịu ngoại thương, gãy xương người không thể ăn thứ đồ vật, cùng với mới có lợi đích thực vật chuẩn bị đứng lên. Tuân nhạt nhạt như thế nào ngăn đón cũng không có dùng, bệnh lịch bản đều lấy ra cho Tuân Đại Hải nhìn, hắn vẫn kiên trì muốn mời vài ngày nghỉ làm cho nàng tại gia nghỉ ngơi thật tốt buổi tối ngụy thuộc phân giúp đỡ nàng rửa mặt đem nàng đỡ lên giường về sau quay người còn đi thu thập tốt rồi chính mình mặc đồ ngủ nói muốn đi qua bồi nàng ngủ tuân nhạc nhạt. nàng đã không phải là ba tuổi tiểu hài tử khuyên can mãi liên tục cam đoan chính mình thật sự không cần người bồi cuối cùng đem mụ mụ cho khích lệ rời đi trong phòng ngủ an tĩnh lại tuân nhạc nhạc dựa vào tại đầu giường nàng đã nhiều năm không có sớm như vậy rửa mặt hết nằm tại trên giường người hiện đại đều thói quen ngủ trễ. 9. 10 điểm đối rất nhiều người trẻ tuổi mà nói ban đêm giờ mới bắt đầu. Thế nhưng là ba mẹ kiên trì bị thương muốn ăn dễ uống tốt nghỉ ngơi tốt, miệng vết thương mới có thể rất nhanh, không muốn cho nàng sớm rửa mặt lên giường. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cây vật thủ cam cùng lavender thảo mùi thơm. Đó là ngụy Thục Phân cố ý lấy ra, nói nàng bị thương miệng vết thương đau, có thể sẽ ngủ không ngon, chuyên môn chọn lấy trấn tỉnh an thần trợ ngủ một cái hương không khí tuân nhạc nhạc lẳng lặng yên nghe thấy trong chốc lát không biết làm sao lại nhớ tới tại ký túc trường học lúc ba ba của nàng lúc ấy vì bớt việc cho chọn lấy một nhà đặc biệt nghiêm khắc trường học bên trong quản được đặc biệt nghiêm trường học nghịch ngợm gây sự hoặc là không có hoàn thành lão sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ bố trí bài tập đều bị đánh nàng có một lần tại trong sân bị đánh lão sư đứng tại trong sân cầm lấy một ngón tay phẩm chất gậy gộc đánh người nàng cũng dốc sức liều mạng chạy trốn, thế nhưng là gậy gộc rất dài, lão sư liền đứng tại trong sân đang lúc, mặc kệ nàng chạy đến đâu ở bên trong đều có thể bị đánh đến. Cuối cùng gậy gộc bị cắt đứt lão sư mới dừng tay. Nàng tiểu chân bụng cùng bờ mông đều bị đánh cho không thể nhìn, vài ngày đều chỉ có thể bắt lấy ngủ. Lúc ấy chính mình tại ký túc xá khung sát tử trên giường cẩn thận từng ly từng tí địa bôi dầu hồng hoa, hung ác lấy tâm dùng sức đem tụ huyết văn vê khai mở, đau đến nghe răng trợn mắt. Bên cạnh không có những người khác, thế nhưng là nàng một giọt nước mắt đều không có lưu. Không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại ngồi tại hương hương mềm trên mặt giường lớn, nghe cây Phật thủ cam cùng lavender thảo thanh nhã mùi thơm, nàng vậy mà cảm thấy cái mũi từng đợt cây mũi, trong hốc mắt giống như có cái gì hâm nóng chất lỏng nếu không chịu khống chế địa tràn ra tới. Tuân nhạc nhạc tranh thủ thời gian nằm xuống, chăng, mình nhấc lên đến phủ ở chính mình hơn phân nửa trương mặt, Nàng tại trong chăn dùng sức hút vài hơi khí. Nàng vừa mới bắt đầu làm kim chức lúc không lớn thuần thục, cùng lúc làm sống lại nhiều, cũng từng lộng thương qua, đại thương vết thương nhỏ đều có, không đều một người đã tới sao. Hôm nay điểm ấy tổn thương tuân nhạt nhạt thật sự không tại ý, một chút cũng không có để tại trong lòng. Căn bản không có nghĩ tới cấp cho ba mẹ gọi điện thoại và vân vân. Nàng đã sớm sẽ không theo người xin giúp đỡ càng sẽ không lấy người nũng nịu. Thế nhưng là sạt sạc sạt tiếng đập cửa vang lên. Nhạc Nhạc, ngủ rồi a, à, Tuân Nhạc Nhạc lại ngồi xuống. Đại ca, ta không ngủ, ngươi vào đi. Tuân ý nhiên tuần này một mực bề bộn nhiều việc, buổi tối đều rất ít có thể tại gia ăn cơm đi, cuối tuần cũng tại tăng ca, đoán chừng vừa mới về đến nhà. Nghe được Tuân Nhạc Nhạc đáp lại sau hắn đẩy cửa tiến đến. Cầm trong tay một cái trưởng thành cánh tay dài xanh nhạt sắc sâu róm con rối. Ba ba nói ngươi bị thương, nghiêm trọng a, à, có đau hay không? Tuân Nhạc Nhạc lắc đầu. Không nghiêm trọng, cũng không thế nào đau, ba mẹ không nói ta đều đã quên. Tuân Úy Nhiên đứng tại bên giường, cúi người sờ lên đầu của nàng. Về sau nhất định phải cẩn thận một chút, đừng có lại bị thương. Hắn đem bao bên ngoài giả bộ mở ra đem sâu róm để tại Tuân Nhạc Nhạc bên người đại ca nhìn ngươi gần nhất giống như ưa thích cái này nhan sắc lông của ngươi sâu lông còn không có cái này nhan sắc hôm nay cơm tối lúc ta liền rút sạch đi mua một cái thích không tuân nhạc nhạc dùng sức gật đầu không cần tại ý những người khác nói lời phải nhớ kỹ ngươi là nhà chúng ta bảo bối chúng ta chỉ hy vọng ngươi vui vẻ ba ba cùng ta còn có rộn ràng nhưng cố gắng công tác kiếm tiền chính là vì cho ngươi cùng mụ mụ đều vô cùng cao hứng qua mỗi một ngày. Ngươi muốn phải không vui vẻ mà nói, cố gắng của chúng ta thật giống như không có như vậy có có ý nghĩa. Tuân nhạt nhạt vẫn là gật đầu. Cảm ơn đại ca, ta biết rõ đấy. Tuân ý nhiên nặng nề mà sờ soạn nàng một chút đầu. Ngốc nhạt nhạt. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, những ngày này nghe lời một điểm sớm chút dưỡng tốt tổn thương. Đại ca đi ra ngoài rồi, ngủ ngon ngủ ngon. Tuân Nhạc Nhạc đã từng gặp một mình một cái tủ treo quần áo ở bên trong để những cái kia lông nhung món đồ chơi, tất cả lớn nhỏ, đủ loại, cũng tất cả đều là tử vong ba bỉ phấn. Nàng bất động những cái kia, không phải là bởi vì nhan sắc, mà là không hiểu cảm thấy đó là độc thuộc tại nguyên lai like Tuân Nhạc Nhạc âu yếm món đồ chơi, nàng không nên đi động. Thế nhưng là hiện tại nàng cũng nhận được hơn nữa đại ca chú ý tới nàng gần nhất tại chậm rãi đổi một ít mặt khác nhan sắc quần áo xứng sức cùng bao bao và vân vân, hắn nói nàng gần nhất ưa thích xanh nhạt sắc. Tuân nhạc nhạc tại trên giường cuồn cuộn vài vòng, bởi vì muốn tránh đi cánh tay trái luôn không lớn sản khoái. Nàng lấy điện thoại di động ra hoán đổi, nhà giàu mới nổi thiếu nữ, tài khoản, cái này tài khoản bởi vì luôn luôn rút thưởng tặng đồ có lúc đánh cho tiền và vân vân, phấn ti đã rất khả quan. Nàng lại phát một cái mới hơi bát nhà giàu mới nổi thiếu nữ đã chiếm được nằm mộng cũng muốn không đến trân bảo vui vẻ e rằng dùng phục thêm đơn giản thô bạo rút một người truyền lại nhanh vui vẻ tâm tình một tiểu lúc sau phát ở bên trong rút tuân nhạt nhạt nhà giàu mới nổi hơi bắt một nửa nội dung là rút thưởng còn có một nửa là đơn giản thô bạo show tư tính đổi người hoa thức mắng chửi người chưa bao giờ kinh sợ bởi vậy một bộ phận phấn ti là vì rút thưởng đến cũng có một phần là bị nàng chính diện vừa thái độ vòng phấn chú ý cái này bộ phận người tại bình luận ở bên trong gọi nàng, pháo cỡ nhỏ thiếu nữ. Chỉ cần nàng show bình xịt tư tính đổi người hơi bác hạ, bình luận tất cả đều là đồng loạt, pháo cỡ nhỏ cầu ra mắng chửi người dạy trình. Tuân Nhạc Nhạc đối với cái này cũng rất đắc ý. Tuy rằng bởi vậy đưa tới bình xịt thêm nữa, nhưng là ai tại hồ đâu. Tuân Nhạc Nhạc phát xong rút thưởng bác, thói quen lại đi mở ra tư tin nàng cái này hơi bác không có chú ý mấy người người xa lạ tư trong thư có rất nhiều là phấn ti gửi tới rất nhiều cũng rất thú vị cũng rất ấm lòng còn có đem nàng làm hốc cây thổ lộ hết tâm tình của mình cùng gặp phải sự tình tuân nhạc nhạc sẽ không bị mặt trái cùng phun người tư tính ảnh hưởng tâm tình cho nên có rảnh sẽ mở ra tư tính đến xem mặt trái tâm tình không cách nào ảnh hưởng đến nàng nhưng là nhanh vui vẻ cùng ôn hòa là có thể nha nàng xem trong chốc lát rút mấy cái hồi phục thoáng một phát nhìn xem thời gian không sai biệt lắm lại thuần thuộc địa hoán đổi, đông ngô quận chúa, biệt hiệu, tiểu hào, lại cho áo trắng vượt sông, phát một cái tư tính đi qua. Này, ta lại đây rồi. Có cái gì quan tại đông ngô lịch sử sách ra cứu tịch đề cử A, hy vọng đại lão có thể đề cử không cần quá cho tối nghĩa khó hiểu quy a à quy ta sợ quá buồn tẻ sẽ đọc không đi vào. Phát xong tuân nhạc nhạc chầm chầm vào tư tính đối thoại khung, bắt đầu tưởng tượng có một ngày Khương Mộ Bạch đã biết cái này số là nàng cái kia lúc hắn đã đối với chính mình có hảo cảm, có thể hay không nho nhỏ sám hối mình một chút đã từng đối với nàng lãnh đạm như vậy. Đền bù thoáng một phát. Len Ken, hơi tinh tinh tức âm thanh lần nữa vang lên. Tuân nhạc nhạc mở ra vừa nhìn, là Trần Tử Nghiêm phát tới. Ngươi còn không có mở miệng lại để cho củ gừng hỗ trợ. Hay là hắn cự tuyệt ngươi rồi? Ngày mai sẽ chủ nhật rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đám bọn họ làm tác nghiệp? ngươi chân bị thương không tốt đi ra ngoài làm sao bây giờ? Tuân nhạc nhạc nghĩ nghĩ, tại đèn xanh đèn đỏ bầy ở bên trong phát trần tử nghiêm tin tức Strensetso. Triệu tiểu vũ a a a, cậu vui vẻ quả nhiên đáng tin cậy. Cái này đều có người chủ động phải giúp chúng ta làm tác nghiệp, cảm động. Kim vạn lục, cậu vui vẻ ngươi bị thương. Tại sao vậy? Không thể động cái kia ngày thứ hai có phải hay không có thể không đi đi học. Ngoạ tàu khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế đây là ngươi mới nghĩ ra được trốn học phương pháp a tự mình một người trốn học không mang theo tỉ muội cùng một chỗ quá không có suy nghĩ đi à nha tuân nhạc nhạc này làm sao nghe nói chính mình bị thương phản ứng đầu tiên cũng là nàng vì trốn học trang học ra hình tượng xâm nhập lòng người a có trời mới biết nàng ngày hôm qua thì thật sự hạ quyết tâm về sau phải học tập thật giỏi đó a Lý Linh Lan, ta nói các ngươi, hiểu hay không trảo trọng điểm A, có người muốn giúp chúng ta làm tác nghiệp, cậu vui vẻ không có biện pháp đi. Cậu vui vẻ ngươi đem đối phương phương thức liên lạc cho chúng ta, hoặc là đem chúng ta phương thức liên lạc cho hắn. Ngươi không thể đi chúng ta đi A, ngươi không cần đi học có thể không giao bài tập, chúng ta muốn giao đó A, ngươi cũng không biết họ tiếu có bao nhiêu hung tuân nhạt nhạt, xem nàng lớn lên văn văn tỉnh tỉnh còn rất đẹp mắt. Đến cùng như thế nào giữ tận, nàng đánh qua chúng ta a, à, cái tin tức này đưa tới ba tỷ muội liên tiếp dấu chấm than, khiếp sợ, đi theo còn phát một. Đống lớn lạnh run biểu lộ bao. Đánh qua chúng ta a, à, ngươi biết giống như ý hàng tại bên ngoài danh xưng là cái gì không? Giống như bá chủ. Như thế nào hung? Ngươi gặp qua nàng đánh nhau lúc bộ dạng a, trường học chúng ta cấp 3 nam sinh đều sợ nàng ngươi có biết hay không? cậu vui vẻ ngươi mất trí nhớ rồi tuân nhạt nhạt. đi a à, xem cái này mấy cái phản ứng nàng cũng biết trường học bá uy áp có bao nhiêu lần nữa tại các nàng trong nội tâm đều là địa vị gì nàng không nói thêm gì nữa lặng yên trở về trần tử nghiêm tin tức bảo ngày mai nàng mặc khác ba cái tiểu tạo thành thành viên liên hệ hắn cùng đi làm tác nghiệp sau đó cho bọn hắn giúp nhau đề cử hơi tính danh thiếp làm xong bài tập sự tình Đèn xanh đèn đỏ tổ ba người lại tại bầy ở bên trong truy vấn Tuân Nhạc Nhạc đến cùng làm sao làm tổn thương. Tuân Nhạc Nhạc trả lời một câu, cổ thượng an quạt, đưa tới càng là vô cùng vô tận truy vấn. Nàng phiền, liền hỏi một câu, tóc vàng ngươi vì sao gọi Kim Vạn Lục A, cái tên này thật là kỳ quái. Kim Vạn Lục, mặt khác hai cái tiểu đồng bọn không khách khí chút nào phát một chuỗi ha ha ha. Kim Vạn Lục, không phải có một đại tài chủ gọi thẩm vạn ba A, anh ta gọi Kim Vạn Ba. Đến phiên ta liền, cái này Tôn Nhạc Nhạc cũng nhịn không được nữa ha ha ha. Nói sang chuyện khác thành công, bày ở bên trong bắt đầu trò chuyện nổi lên mọi người danh tự cùng tên hiệu tồn tại. Bỗng nhiên có một hảo hữu xin tiến đến, đối phương tên gọi băng cùng hỏa chi ca, Tôn nhạc, nhạc Nhạc nhìn một chút tăng thêm hảo hữu kèm theo tin tức ghi chính là khí viện đồng học. Nàng không có suy nghĩ nhiều liền thuận tay chọn đồng ý không ngờ đối phương đi lên chính là đơn giản thô bạo một câu băng cùng hỏa chi ca tuân nhạc nhạc đêm hôm đó trong trường diễn đàn nam thần thiếp là ngươi tại hồi phục không sai a à, tuân nhạc nhạc đối phương căn bản bất đồng nàng trả lời theo sát lấy liền lại phát một cái làm sao ngươi biết khương mộ bạch đinh đinh rất đại tuân nhạc nhạc ngoạ tàu khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế vị bạn học này mạch suy nghĩ rất xảo trá a à bọn hắn đều nói hai người các ngươi tại nói yêu thương cho nên ngươi biết, điều này sao có thể. Ngươi nói, đây không phải là thật đúng hay không? Khương mộ bạch làm sao có thể thấy được ngươi? Tuân nhạc nhạc ổn được một số. Ngươi không phải ta ký viện đồng học A, à, đối phương. Ngươi điệu bộ này, chẳng lẽ không phải Thái Bình Dương cảnh sát? Đối phương không thuận theo không buông tha, ngươi nói ngươi nói ngươi nói, ngươi dựa vào cái gì biết rõ Khương Mộ Bạch cực lớn lại tốt. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 Chương 28 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Băng cùng hỏa chi ca tới tới lui lui chính là một câu. Tôn nhạc nhạc nói cái gì nàng đều bỏ mặt. Về sau tôn nhạc nhạc cũng học nàng. Băng cùng hỏa chi ca, ngươi đến tột cùng là làm sao mà biết được có phải hay không nói mò? Tuân nhạc nhạc sửa lại cái hơi tính tên là ăn cơm ngủ tiêu tiêu vui vẻ. Ăn cơm ngủ tiêu tiêu vui vẻ, ngươi là ai? Mắt mớ gì tới ngươi? Hai người liền phục chế cái tin này giúp nhau phát hơn 10 lượt, trong lúc tuân nhạc nhạc còn có thể đi bày bên trong nhờ một chút, bởi vì ba người kia tăng thêm trần tử nghiêm hảo hữu bắt đầu nói lên bài tập sự tình. Tuân nhạc nhạc nhìn xem thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị đi hơi bắt rút thưởng đi nằm ngủ biết, nàng tiện tay liền chọn xóa bỏ hảo hữu. Trước khi ngủ còn nhận được nhị ca tuân hy nhiên hơi tính tin tức quan tâm thương thế của nàng thế nào. Tối hôm đó tuân nhạt Nhạc trong mộng bị ấm áp ánh mặt trời cùng đầy trời kẹo đường chim hết, đi tới chỗ nào thò đầu ra có thể thè lưỡi ra liếm một ngụm, miệng đầy đều là điềm điềm hương vị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mẹ của nàng liền tiến vào trong phòng đến muốn giúp đỡ đi nhà nhỏ về đúc xê rửa mặt. Tuân Nhạc nhạt nóng nảy, thiếu chút nữa tại chỗ đến trước lộn mèo chứng minh chính mình hành động tự nhiên mẹ ta thật không có sự tình vốn chính là vết thương nhỏ khẩu một đêm đi qua một chút cũng không đau đi đường thật sự không có vấn đề cánh tay ta sẽ chú ý không đi dùng sức người đứa nhỏ này trước kia không có như vậy thẹn thùng a hiện tại là thế nào rồi tuân nhạc nhạc dùng sức nhi lắc đầu ta trưởng thành a lớn như vậy người còn lại để cho mụ mụ hỗ trợ đi nhà nhỏ về đúc xê rửa mặt rất khó vì tình. Ngươi thật sự không có vấn đề. Thật sự thật sự, ta sẽ cẩn thận cánh tay. Tuân nhạc nhạc nói xong thật sự ăn mặc dép lê tại phủ lên lông dài thảm trước giường nhảy thoáng một phát. Sau đó đã bị Ngụy Thục Phân vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái, quán trách nói. Nhạc nhạc ngươi cẩn thận một chút, còn có tổn thương đâu. Đã xong mẹ biết rõ ngươi chân không đau, Ta đây đã đi xuống lầu đi. Lại cùng tiểu phan cùng một chỗ làm cho vài món thức ăn. Ngươi không phải từ tiểu liền ưa thích mẹ dùng địa nồi làm củ cải trắng ninh mặn cháo a, Mụ mụ sáng sớm hôm nay liền đứng lên làm cho ngươi rồi. Đợi lát nữa ngươi rửa mặt tốt rồi xuống lầu có thể ăn. Tuân nhạt nhạt dùng sức nhi gật đầu. Hảo hảo hảo. Nhà nàng bởi vì là nông thôn đưa đến đấy. Tuân Đại Hải cùng ngụy Thục Phân cũng đã quen rồi địa nồi làm đồ ăn bởi vậy lúc trước lắp đặt thiết bị lúc chuyên môn cùng nhà thiết kế nói ra yêu cầu, trong phòng bếp nổi lên một cái nho nhỏ địa nồi. Tại nhà cao tầng ngõ cái này xác thực rất không thuận tiện, nhưng là nồi và bếp muốn đốt củi chính là một cái vấn đề lớn. Bất quá có tiền những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Tuân đại hải xe là 7 tòa xe thương vụ, không gian khá lớn, trong nhà củi lửa bổ lấy bọn hắn trở về lúc sẽ theo quê quán xăm một ít trở về, vật lẫn lộn thời gian luôn luôn mấy bao tải dự trữ lấy theo lúc có thể dùng bất quá tuân nhạc nhạc tam huynh muội đến thành phố lâu rồi chủ yếu là tuân nhạc nhạc nàng tại trường học ăn cơm nhiều một chút dần dần thói quen gas lò cùng điện cơm nồi làm được đồ ăn tuân đại hải hai khẩu tử tự nhiên cũng liền theo hài tử đơn giản không thế nào vận dụng địa nồi tuân nhạc nhạc kỳ thật căn bản cũng không biết rõ địa nồi làm được củ cải trắng mặn cháo là cái gì hương vị nghe thấy Ngụy Thục Phân nói như vậy, trong nội tâm nàng liền tràn đầy chờ mong. Nhanh chóng rửa mặt đã xong chạy xuống lầu, trên bàn cơm đã xếp đặt không ít đồ ăn, hoặc nhìn tự khiến người rất có muốn ăn. Người trong nhà đều tại nhà hàng cùng phòng bếp tầm đó bận rộn, chỉ mặc một kiện bánh đậu sắc đồ hàng len áo tuân úy nhiên cũng tại hỗ trợ. Nhìn thấy tuân nhạc nhạc hắn liền đối với nàng cười. Nhạc nhạc ngươi chuẩn bị cho tốt. Miệng vết thương còn đau không? mau tới đây ngồi, lập tức có thể ăn cơm. Tuân nhạc nhạc đi qua ngồi xuống. Phan A Di bưng một chậu súp đi ra. Đây là đậu nành chân heo súp, nhạc nhạc chân cùng xương cốt đều bị thương, muốn ăn cái gì bổ cái gì, gần nhất A Di thường xuyên cho ngươi nồi đại cốt súp uống, sớm chút tốt. Trắng sữa tô mì thượng bay xanh biếc trắng noãn hành thái, vô cùng xinh đẹp. Phan A Di một bên cầm thìa cho tuân nhạc nhạc thịnh súp, vừa nói nhạc nhạc không thương nổi tiếng đồ ăn, ta sẽ không có để, đến nhạc nhạc, uống trước một chén canh, cháu lập tức tới, đúng rồi, mẹ của ngươi còn chuyên môn cho ngươi sắc thuốc cây ngô bánh, nàng nói ngươi từ nhỏ liền thích ăn cái này, sắc thuốc được vàng ống ánh vàng ống ánh, vừa vặn rất tốt nhìn. Nói xong Ngụy Thục Phân liền bưng một cái xinh đẹp tiểu đằng cái giỏ đi ra, bên trong bày biện mấy cái vàng ống ánh hiện ra bóng loáng cây ngô bánh cái này lúc trích nội dung chính là tại chúng ta trong thôn còn muốn ăn thứ này cũng ăn không đến. ở đâu ra non cây ngô a? À, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể thừa dịp trong đất cây ngô không có trưởng lão làm lưỡng hồi. vẫn là thành phố lớn tốt, cái gì đều có thể mua được. loại này cây ngô bánh là đem non cây ngô lột bỏ đến nghiền nát tăng thêm một chút mặt trắng cùng đường trắng mật ong quấy sau tạo thành trưởng thành lớn cỡ bàn tay bánh bột ngô, sau đó để tại lau dầu địa trong nồi sắc thuốc đi ra. Cô vàng tầm đó lộ ra non nớt vàng óng ánh tràn đầy cây ngô điềm điềm mùi thơm ngát chẳng qua là nhìn xem đều bị người muốn ăn tăng nhiều tuân nhạc nhạc trước kia căn bản không có nếm qua cái này nếm thử một miếng về sau nàng liền đã yêu một hơi ăn hết ba cái bánh bột ngô một trận điểm tâm ăn xong nàng khó được ăn quá no thật là đồ ăn đều đầy đã đến cổ họng nhi cái loại này chống đỡ cảm giác đứng lên tùy tiện thấp thoáng một phát đầu ăn thứ đồ vật đều muốn tràn ra tới nàng ngồi liệt tại trên mặt ghế bất động thản nhiên tiếp nhận mọi người cười nhạo nàng nhớ lại thoáng một phát lần thứ nhất ăn quá no đến theo lúc đều có thể nhổ ra hình như là làm chủ bá bắt được đệ nhất bút tiền lúc cái kia lúc thật sự thật cao hứng chưa từng có thoáng cái kiếm được như vậy nhiều tiền hơn nữa về sau còn có thể lợi nhuận thêm nữa uống quá nhiều đồ uống tăng thêm ăn lẩu bất tri bất giác liền ăn quá no cuối cùng thực tại chống khó chịu ăn hết kiện vị tiêu thực mảnh lại đi trong nhà vệ sinh nhổ ra mới tốt một điểm. Lần thứ hai ăn quá no, là nàng đã có thuộc tại phòng ốc của mình, tại mình mua tiểu trong phòng chiêu đãi bằng hữu lúc. Trong đời cũng liền cái này hai lần. Hiện tại đã có lần thứ ba. Tuân Đại Hải ngồi tại một bên gọi điện thoại, vừa nói một bên hướng Tuân Nhạc Nhạc bên này xem, nói chuyện điện thoại xong liền đi tới đây. Nhạc Nhạc, ăn quá no khó chịu a, à, đến cha viện ngươi cùng đi dưới lầu đi một chút, tiêu tiêu thực. Tại bên ngoài tảng bộ lúc còn gặp Phan A Di nhường cái hắc si, nàng ăn không tiêu, hơn nửa chân trái có thương tích, hành tẩu tầm đó không tự chủ sẽ đem lần nữa tâm để tại chân phải, kia chỉ ngu xuẩn cậu rõ ràng còn nhớ rõ nàng, trông thấy nàng hưng phấn mà lè lưỡi nhào lên chỉ hướng trên người nàng nhảy. Tuân nhạc nhạc thiếu chút nữa cho Phúc được ngồi tại địa thường, may mắn có ba nàng tại bên cạnh viện. Nàng không bao giờ nửa nói mình có thể làm, không cho ba ba đỡ mà nói đi lần này đã đi hơn một cái tiểu lúc tuân nhạc nhạc phát hiện ba ba tuy rằng không thế nào tại bên này trong nhà ở nhưng rõ ràng nhận thức trong khu cư xá không ít hàng xóm các nàng cái kia đơn nguyên đều là một bậc thang một hộ tuân nhạc nhạc đã đến nửa cái nguyệt lâu ở bên trong một cái hàng xóm đều gặp duy nhất quen thuộc mấy cái nữ hài vẫn là cùng phan a di cùng một chỗ nhảy quảng trường vũ lúc biết chỉ biết là cùng một cái cư xá căn bản không biết cụ thể là cái nào đơn nguyên tuân nhạc, nhạc không nói gì nhưng tuân đại hải nhìn ra nàng nhiều, liền đưa ra phải về nhà đi. Khuê nữ A, ngươi thích lời nói về sau mỗi tuần đều bị mẹ của ngươi cho làm, đừng có lại ngốc nút nít đem mình chống đỡ khó chịu A, tuân nhạt nhạt nhẹ gật đầu. Về đến nhà, nàng liền bận rộn, vội vàng tiếp hơi tính điện thoại cùng quay về hơi tính tin tức. Gọi điện thoại phát tin tức đều là đến quan tâm nàng tuân nhạc nhạc nghe nói ngươi bị thương xin phép nghỉ ngày mai không đi trường học a nghiêm trọng a cần nghỉ ngơi bao lâu mới có thể tốt làm sao làm thuận tiện chúng ta đi nhà của ngươi nhìn xem ngươi sao tuân nhạc nhạc chưa bao giờ biết mình nhân duyên rõ ràng tốt như vậy cũng không có thiếu trước tiên là thêm hảo hữu sau đó mới một trận quan tâm đây này những người này đều là làm sao mà biết được ngày hôm qua không phải chủ nhật a Trần Tử Nghiêm cùng Khương Mộ Bạch đều là cấp 3 cùng các nàng bất đồng cấp, hơn nữa cũng không giống là miệng rộng người A. Tuân nhạc nhạc tất cả đều lừa gạt tới. Bất quá ngẫu nhiên cũng có mấy cái lừa gạt không qua, khả năng theo đèn xanh đèn đỏ nào biết cái gì, tuân nhạc nhạc không có biện pháp liền hàm hàm hồ hồ nói bị thương nguyên nhân. Vốn đang các loại quan tâm đối phương nghe xong liền phát tới một chuỗi ha ha ha, cuối cùng trả lại một câu đừng giả vờ bức, trang bức, gặp xét đánh, nhanh vui vẻ nguồn suối cố gắng lên sông vịt tuân nhạc nhạc đây là bạn học cùng lớp đâu bị thương làm gì cũng không thuận tiện hơn nữa trong nhà ba cái đại nhân nhìn xem nàng làm gì đều có người ngăn đón không cho tuân nhạc nhạc cuối cùng đi kể chuyện trong phòng mở ra thật đúng là tìm được một quyển tam quốc diễn nghĩa mở ra vừa nhìn lại là thể văn ngôn phiên bản nàng miễn cưỡng nhìn vài trang căn bản xem không đi vào nàng có chút không thể tin được của ta lão thiên Nga, không phải nói người qua 30 không học nghệ A, à, ta đây mới 18 A. Tuổi thanh xuân ít, làm sao lại xem không đi vào sách. Nàng kiên trì tiếp tục xem trong chốc lát, chợt nghe đến tuân đại hải tại dưới lầu hô. Nhạc nhạc, đến bồi ba mẹ cùng một chỗ xem tam quốc A, à, tuân nhạc nhạc còn chưa đi đến trong phòng khách, chỉ nghe thấy quen thuộc âm vui vẻ âm thanh. Cuồng cuộn trường gian đông nước trôi, bọc nước đào tận anh hùng đảo mắt giấy tráng phim bắt đầu, để đúng là triệu tử long dốc trường bản 7 tiếng 7 ra cứu chủ cái kia một tụ tập. Bắt đầu là Lưu bị khóc quay đầu muốn đem A đấu ném đi, bị các loại khuyên can ngăn lại. Tuân Đại Hải Lưu huyền đức lòng này cơ cẩu Sẽ khóc sẽ khóc Ngươi cho rằng ngươi là điêu thuyền Đừng quên ngươi là lưu tai to, dày rơm lưu Tuân nhạc nhạc Tiếp theo là truy binh đi đến Cái này bản triệu vân bạch mã ngân thương anh dũng vô địch, tuân nhạc nhạt thấy nhiệt huyết sôi trào, sau đó, tuân đại hải lắc đầu thở dài. Phí lớn như vậy nhiệt tình liền cứu được cái A đấu, ai? Hiện tại đem thằng này ném đi về sau tỉnh nhiều ít sự tình, nói không chừng thục hán cũng sẽ không vong. Đón lấy trương phi trưởng phản đầu cầu một tiếng trống uy chấn tào tháo tam quân tướng sĩ, trực tiếp đem một cái trong đó lá gan dọa phá ngã xuống đất bỏ mình tuân đại hải cái kia khí a à, trương phi lại không có làm khuếch đại âm thanh loa lão đầu nhi này con chuột lá gan a à, có tâm tạng bệnh cao huyết áp cũng đừng có trên chiến trường nữa à cái này chết tiệt không phải chết vô ích khẳng định không có tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh tuân nhạc nhạc ba ba thường xuyên thượng đứng a à, cái này nhã rảnh dục vọng nàng vốn nghĩ kỹ đẹp mắt xem tivi kịch kết quả không bị khống chế địa mà bắt đầu cùng tuân đại hải cùng một chỗ nhã rảnh đứng lên ngụy thục phân liền tại một bên nhìn xem hai cha con nàng cười vốn cho rằng hôm nay muốn như vậy đi qua đâu tuân đại hải tiếp điện thoại liền kêu phan a di trong chốc lát có hai vị khách nhân muốn tới ngươi chuẩn bị một chút nước trà tuân nhạc nhạc hiếu kỳ ai a à, ngươi trang thúc thúc trong chốc lát mang theo nhi tử cùng một chỗ tới đây chính là chúng ta đầu tuần tại làng du lịch gặp phải cái kia tuân nhạc nhạc gật gật đầu trang khải mang theo nhi tử trang mực đến thăm đến còn dẫn theo không ít lễ vật trang mực là một cùng tuân nhạc nhạc không sai biệt lắm đại nam sinh đeo một bộ kính mắt nhất cử nhất động đang lúc đều có loại cổ đại thư sinh phong độ của người trí thức rất nhận người ưa thích ngồi xuống đến ngụy thục phân cùng phan a di liền lôi kéo hắn không tha các loại khoa trương còn muốn kéo lên tuân nhạc nhạt cùng một chỗ khoa trương hắn. Trang Khải vẫn là lần trước gặp mặt cái kia hình tượng, mang một cái đại quan đầu ngồi tại trên ghế salon cùng tuân đại hải nói chuyện phím. Tuân nhạc nhạt phân thần nghe xong một lỗ tai, Trang Khải. Lão đệ A, à, cái này trên đầu không có gật đầu phát thực tại không được A, à, cho dù là chỉ ngốc cái đỉnh đầu cũng được cho chừa chút cũng tốt A, à, như vậy đi tại ở nông thôn địa phương thật sự là sinh ra không ít phiền toái đến, hai ngày trước ta đi một cái trong thôn làm ít chuyện nhi lấy người hỏi đường đối phương vẽ mặt cảnh giác hỏi ta có phải hay không mới từ trong lao thả ra tuân đại hải thấu hiểu rất rõ gật đầu đồng ý cũng không phải là cho nên ta mang tóc giả a đại ca ngươi tại sao không có mang ta đối cái kia đồ vật không thích ứng đeo liền đau đầu cũng định chế hàng đặt theo yêu cầu qua mua đắt tiền nhất vẫn chưa được ai Ngươi có cái gì nước gội đầu vẫn là cái kia cái gì sinh sôi dịch đề cử A, mới ra chính là cái kia gần nước gội đầu. Tuân Đại Hải liên tục khoát tay. Không nên không nên, cái kia một điểm dùng đều không có, cái gì kia bá vương phòng cởi, khương vương, sư vương, ta đều dùng qua, đều không được. Đầu trọc trang khải. Ai? Tóc giả Tuân Đại Hải. Ai? Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 Chương 29 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bên kia hai cái đại nhân chính tại chỗ đó trao đổi quan tại trị liệu rụng tóc các loại thủ pháp, trao đổi các loại nước gội đầu sử dụng tâm đắc. Tuân Đại Hải còn nói nổi lên gần nhất nhi tử mang về cái kia la sinh sôi cái mũ cùng sinh sôi sơ, thành công cho Trang Khải bán đi một lớp an lợi, Hắn quay đầu khiến cho trang mực giúp hắn đi website game hạ đơn đặt hàng. Trang mực chính tại độc cấp 3 cũng hoàn toàn chính xác giống như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy, thành tích ưu tú, nhu thuận khách khí hiểu lễ phép, hữu vấn tất đáp. Tuân Nhạc Nhạc mụ mụ cùng Phan A Di đều rất ưa thích hắn, đuổi theo hạch hỏi. Tuân Nhạc Nhạc ngồi tại một bên đương nhiên cũng đi theo nghe xong. Nhà cái tựa hồ lúc trước đều là tại địa phương khác việc buôn bán chủ yếu là vật liệu gỗ sinh ý thêm lấy một ít cái khác, chạy khắp nơi đến chạy tới. Gần nhất chuẩn bị làm điểm khác mới đến S thành phố, trang mực cũng theo nguyên lai trường học chuyển trường đến tới bên này. Đúng dịp, hắn thành tích tốt, trải qua cuộc thi gie vào tuân nhạc nhạc khí viện đường cái đối diện thành thị. Ngụy Thục Phân nghe xong đứa nhỏ này tiến vào thành thị lập tức lại là một trận khích lệ. Cấp 3 còn đi theo khắp nơi chuyển trường, đổi lão sư đổi đồng học thay đổi hoàn toàn lạ lẫm học tập hoàn cảnh thành tích cũng có thể không bị ảnh hưởng, thật sự là lợi hại. Bất quá nàng khoa trương về khoa trương, một câu đều không có nhắc tới nhà mình hài tử thành tích. May mắn hôm nay tới chỉ có Trang Khải hai cha con, Trang Khải vội vàng cùng Tuân Đại Hải nói chuyện phím hồi lâu trao đổi hộ phát tâm đắc, Trang Mực Mụ Mụ chưa cùng lấy đến. Bằng không thì dựa theo cái này lúc sáo lộ, đường theo động tác võ thuật, nên đến phiên trang mực mụ mụ đến nghe ngóng một phen tuân nhạc nhạc học tập tình huống dù sao lưỡng hài tử không sai biệt lắm đại tại tất cả mọi người xem ra giai đoạn này hài tử cũng chỉ có thể hỏi một chút học tập tuân nhạc nhạc ngồi tại một bên nghe mụ mụ khích lệ đối tại cái này tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập so sánh tổ cũng rất bình tĩnh ngồi tại trên bàn cơm cùng nhau ăn cơm lúc ngụy thục phân đến cùng còn không có nhịn xuống tại khoa trương trang mực lúc thuận miệng nói một câu hai chúng ta ra về sau ở lại gần, có thể nhiều đi vòng một chút. Trang đại ca nhà của ngươi trang mực thành tích học tập tốt, trường học cũng rời nhạt nhạt trường học gần, nàng nếu về sau học tập thượng gặp được vấn đề gì còn có thể cùng trang mực thỉnh giáo đâu. Tuân đại hải lập tức liền nhíu mày một cái đầu. Ngụy Thục Phân nói xong cũng kịp phản ứng chính mình không nên trích phần trăm tích chuyện, nhìn Tuân nhạc nhạc liếc, phát hiện nàng vùi đầu ăn cơm ăn rất ngon lành, giống như căn bản không có nghe thấy liếc lại hơi chút yên tâm một điểm. Trang Khải đại khái là nhìn ra cái gì, liền vui vẻ ha ha nói. Kỳ thật chúng ta như vậy gia đình đi, hoàn toàn không cần hài tử khảo thi thật tốt khảo thi cái gì hàng hiệu đại học đi ra tìm công việc tốt lợi nhuận rất cao tiền lương cái gì, liền xem bọn hắn chính mình a à, chỉ cần hài tử chớ đi đường nghiêng, thích làm gì thì làm là được. Chúng ta những thứ này lão vất vả khổ cực kiếm tiền, không phải là vì hài tử về sau không giống chúng ta khổ cực như vậy đi nhà của chúng ta trang mực là chính bản thân hắn ưa thích học tập yêu học ta cùng mẹ hắn cũng chưa từng có đốc xúc qua hắn lời này đã chiếm được tuân đại hải mãnh liệt đồng ý hắn liên tiếp gật đầu đại ca lời này nói đúng ta thích nghe hơn nữa lão đại nhà ta lão nhị đều rất tiền đồ được rồi cho dù hai người bọn họ cũng không trở về kế thừa của ta mỏ về sau chúng ta khẳng định cũng là sẽ càng đến càng tốt vậy còn không nên ép lấy hài tử đi sớm về tối học tập khảo thi hảo đại học làm gì tuân nhạc nhạc ngơ ngác một chút trang khải đi theo lại hỏi cái kia tuần lão đệ nhà các ngươi nhạc nhạc về sau là ý định tiễn đưa nàng xuất ngoại đi mở rộng tầm mắt những cái khi châu âu quốc gia cùng quốc gia chúng ta phong tục nhân tình hoàn toàn khác nhau xã hội cũng không giống nhau tốt nữ hài tử dài hơn điểm kiến thức tầm mắt rộng rãi là chuyện tốt Tuân Đại Hải cùng Ngụy Thục Phân lần này cùng một chỗ lắc đầu. Không không không, ra ngoại quốc làm gì? Phiêu dương qua hải, đi bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây, sinh bệnh hoặc là xảy ra chút gì ngoài ý muốn chúng ta đều chiếu cố không đến, ta có thể không nỡ bỏ nhạt nhạt đi ăn những khổ kia đầu. Ta đều nghe ngóng, ngoại quốc tốt một chút đại học đều là tốt tiếng không tốt ra, muốn bắt chứng nhận tốt nghiệp xuống được khổ công phu đọc sách, những hài tử kia đi ra ngoài vì học tập loay hoay liền hảo hảo ngủ thời gian đều không có, quá cực khổ, quả thực so tại trong nhà còn vất vả. Đoạn trước thời gian cái kia cái gì Đại Minh Tinh tại nước ngoài sinh ra bệnh, nhân đô thành cái dạng gì bác sĩ còn không cho trị, cuối cùng vẫn là về nước đến trị. Vậy hay là Đại Minh Tinh chung quanh đi theo một đống lớn người, nếu chúng ta nhạt nhạt tại bên ngoài sinh ra bệnh trách bạn a, đúng đúng đúng, chúng ta không đi Mang lên đầy đủ tiền đi ra ngoài đi dạo du lịch còn có thể, đi bên ngoài lên đại học là khẳng định không được. Cái này đến phiên trang khải ngẫn người. Cái chi nhạt nhạt về sau liền tại thành phố bên này lên đại học. Tuân Đại Hải gật gật đầu, nói đến phi thường tự nhiên. ân tốt nhất là thi đậu thị lý đại học, tốt nghiệp phải đi ca ca của nàng trong công ty tùy tiện tìm công việc gì đuổi thời gian là được rồi, không có công tác áp lực, muốn đi thì đi còn có thể thường xuyên về trong nhà đầu cùng chúng ta. Chờ ta cùng nàng mẹ làm bất động, khiến cho khuê nữ mang theo hai chúng ta cùng một chỗ khắp nơi du lịch. Hắn nói xong nhìn thoáng qua Tuân Nhạc Nhạc nhạc. Nhạc ngươi cứ nói đi. Tuân Nhạc Nhạc vẫn không nói gì, liền chứng kiến Trang Khải trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Vậy các ngươi gia Nhạc Nhạc cái này không học đại học cũng có thể dựa theo ngươi cho an bài đường đi a, à. Tuân Đại Hải gật đầu đúng vậy a à, cho nên nhạc nhạc ngươi không cần có áp lực có thể đọc liền đọc không thể đọc chúng ta coi như xong không học đại học a à, trang khải có chút giật mình nhìn thoáng qua tuân nhạc nhạc mấy cái đại nhân vừa ăn vừa nói chuyện trang mực cùng tuân nhạc nhạc là trên bàn duy hai hai cái tiểu bối lần lượt ngồi tại cùng một chỗ hắn nghiêng đầu thấp giọng hỏi ngươi không có ý định học đại học tốt nghiệp trung học liền tại trong nhà chơi tuy rằng ngữ khí của hắn không có bất kỳ khác thường chỉ là đơn thuần tò mò vấn đề nhưng tuân nhạc nhạc vẫn là tạp thoáng một phát nàng lắc đầu không có ta sẽ thi đại học ba ta là sợ ta vất vả không muốn cho ta áp lực trang mực gật gật đầu nhìn ra được ba mẹ ngươi đều đặc biệt yêu ngươi có như vậy cưng chiều hài tử đối hài tử không có chút nào như yêu cầu gia trưởng, tuân nhạc nhạc không có trưởng lệch ra thật đúng là rất kỳ diệu một sự kiện. Thẩm mỹ hiếm thấy và vân vân đều là không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ. Tuân nhạc nhạc cảm thấy đây quả thực là ngọt mật gánh nặng. Ăn xong cơm tối tiễn đưa trang khải hai cha con ly khai, tuân đại hải nhiệt tình địa liên tục nói có rảnh lại đến, hắn cơ bản cuối tuần cùng đoạn ngày nghỉ đều tại trong nhà. Trang Khải liền nhìn xem đứng tại cửa ra vào tiễn đưa bọn họ tuân nhạc nhạc, do dự một chút. Tuần lão đệ, ngươi đừng trách ta xen vào việc của người khác a, à, hiện tại xã hội này, nữ hài tử dài hơn điểm kiến thức học thêm chút tri thức không có chỗ xấu, ngươi vẫn là mới hảo hảo cân nhắc thoáng một phát, lại để cho Nhạc Nhạc tốt xấu đọc cái đại học, cho dù là trường đại học cũng tốt. Tuân Đại Hải gật đầu. "Ân, ta biết rõ. Đại ca ngươi cũng là vì nhà của chúng ta Nhạc Nhạc tốt, cảm ơn đại ca." rõ ràng cho thấy không có để tại trong lòng. Tuân nhạc nhạc liền dự liệu được mình muốn học tập tốt kế hoạch có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, nhưng là khi nàng thật sự hành động lúc, không nghĩ tới tao ngộ cái thứ nhất khó khăn rõ ràng đến từ chính mình tiểu đồng bọn. Buổi tối ngủ lúc, nàng tại bầy ở bên trong hỏi thăm một chút chính mình lớp học học tập tình huống. Lúc ấy liền một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Triệu tiểu vũ, cậu vui vẻ ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Ai học giỏi cùng chúng ta có quan hệ gì a? À? Kim vạn lục, ngươi bị trộm nít. Qua ngươi thứ hai cũng bắt đầu xin phép nghỉ không thượng khóa, còn quan tâm học tập. Mà ngay cả không biết cái gì lúc thêm vào trần tử nghiêm đều đi theo phát một cái tin tức. Tiểu học mọi ngươi đây là muốn làm gì vậy? Học tập tốt mỗi ngày hướng lên. Tẩy tâm lột xác một lần nữa làm người. Hắn chẳng qua là chứng kiến bày ở bên trong mấy người đều rất khiếp sợ, thuận miệng trêu chọc một câu mà thôi không nghĩ tới tuân nhạc nhạc thật đúng là hồi phục. Tam hảo học sinh tuân nhạc nhạc, ân, ta đây vài ngày suy tư một chút, cảm thấy nhân sinh không thể như vậy không hề truy cầu, làm mễ trùng, ăn rồi chờ chết, không có ý gì. Hơn nữa ta nghĩ trở thành ba ba mụ mụ kiêu ngạo. Để cho bọn họ nhắc tới ta trên mặt có quan. Ta muốn cố gắng thi đậu đại. Trần Tử Nghiêm, tốt. Có chí khí. Cố gắng lên. Lý Linh Lan, cậu vui vẻ ngươi tỉnh. Nếu như bị uy hiếp ngươi liền nháy mắt mấy cái kim vạn lục, trời ạ à nói nhiều. Cậu vui vẻ thật sự muốn phản bội chúng ta tổ bốn người, cũng không mặt mắt sáng hồng hồng nhạt bắt đầu, ta biết ngay, nàng thay đổi. Không bao giờ. Nữa là của chúng ta phấn hồng thổ miết. Triệu Tiểu Vũ, cậu vui vẻ ngươi đây là bị cái gì kích thích. Thanh tỉnh một điểm A, chúng ta đều cấp 2, trường cấp 2 trường cấp 3 cũng không có học tập. Muốn biết đại. Ta đề nghị ngươi hiện tại liền nhắm mắt lại ngủ nằm mơ so sánh có khả năng thực hiện. Kim Vạn Lục, không cần nói như vậy, chúng ta muốn cổ vũ cậu vui vẻ, làm cho nàng ba ba chốt đại quyên hai tòa nhà lầu dạy học đi, nàng muốn đi đọc đại cũng không phải không có khả năng. Tam Hảo học sinh tuôn nhạt nhạt, các ngươi có ý tứ gì? Là tỷ muội ta mới hỏi các ngươi, không nói ta đi hỏi người khác. Tiểu Hoàng mau lúc này mới trả lời một câu chính đề. Ngươi rất nghiêm túc a, à, vậy được, chúng ta sáu lớp hồi hồi cuộc thi niên cấp đếm ngược, ngươi không thấy đi học lúc lão sư cũng không đốc xúc chúng ta chăm chú nghe giảng a, à, lớp chúng ta sẽ không có một cái niên cấp tốt 100 đệ tử, chủ nhiệm lớp nói tất cả, nàng đối với chúng ta yêu cầu chỉ có một, không cần đánh nhau nháo sự bị toàn trường thông báo phê bình, không cần gây sự. Nàng mỗi ngày trọng điểm chú ý đối tượng chính là trường học bá tiêu ý hàng. Ngươi muốn khảo đích đại. Lớp chúng ta mỗi lần cuộc thi tổng thành tích tại 300 phân tả hữu, ép đại phân số 9 người trên mạng lục soát thoáng một phát, chúng ta hiện tại tổng thành tích trở mình gấp đôi không phải bản địa hộ khẩu đều lục không thường, bản địa hộ khẩu cũng không có gì hy vọng. Tuân nhạc nhạc. Nghe là có điểm không có khả năng. Ta đây có phải hay không không có khả năng kéo học tập tiểu tổ cùng một chỗ tiến bộ. Lúc này đã chiếm được bầy ở bên trong trước đó chưa từng có thống nhất trả lời, không có khả năng bọn hắn còn dơ một ví dụ. Ta lớp học tập ủy viên vương tư Mỹ ngươi biết a à, nàng lớp này cán bộ đều bận rộn truy tinh đâu, động một chút lại xin phép nghỉ không đến đi học tuân nhạc nhạc. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, vậy các ngươi biết có cái gì đáng tin cậy trường luyện thi? Hoặc là kim bài thầy dạy kèm tại nhà A, lại đạt được đều nhịp trả lời, không biết. Chúng ta chỉ biết là nơi đó có đáng tin cậy mã trận, nơi đó có an toàn quán bar, ở đâu bàn bơi A so sánh thú vị kim bài thầy dạy kèm tại nhà dạy bi a tính toán a trượt băng điện cạnh thiên tài vua trò chơi người tuân nhạc nhạc quấy rầy cáo từ nàng vết thương ở chân cùng trái cánh tay tổn thương đã xin nghỉ thứ hai cũng không cần đi học tại trong nhà thực tại nhàm chán cùng phụ thân cùng một chỗ xem tam quốc diễn nghĩa cũng nhìn không được lão bị hắn mang cùng một chỗ nhịn không được nhã rảnh Nàng đã nói khởi muốn mời thầy giáo dạy kèm tại gia tại trong nhà giúp nàng học bổ túc sự tình, hoặc là đi tốt trường luyện thi cũng được. Tuân Đại Hải, nhạt nhạc ngươi làm sao vậy? Đi lên sờ lên trán của nàng, không có phát sốt a, Ngụy Thục Phân phản ứng đầu tiên là tự trách. Nhạt nhạc ngươi còn thụ lấy tổn thương đâu? Mẹ ngày hôm qua chính là thuận miệng vừa nói, không nghĩ muốn ngươi thành tích thật tốt ý tứ, thật sự. Mặc kệ Tuân Nhạc Nhạc giải thích thế nào là mình muốn học, bọn hắn đều không tin, nếu như không phải là vì kiếm tiền nuôi sống gia đình, ai sẽ thích khắc khổ học tập đâu? Quê nữ nếu là có thiên phú mà nói, không cần cố sức có thể khảo thi không sai, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có khảo thi hảo quá a. À. Hai vợ chồng vây quanh Tuân Nhạc Nhạc tận tình khuyên bảo các loại khuyên giải an ổn, còn lần nữa nói mình tuyệt đối không có cho Tuân Nhạc Nhạc áp lực ý tứ, không có trông cậy vào nàng học tập tốt cuối cùng ngụy thuộc phân liền chỉ hy vọng nhạt nhạc đừng xông đại họa trái pháp luật phạm tội muốn học hiện tại một ít bọn nhỏ không hôn chủ nghĩa hoặc là tìm nữ hài tử nói yêu thương cái gì tìm cái gì kia sói con cẩu tiểu sửa cẩu nàng đều có thể tiếp nhận nói như vậy nói hết ra tuân nhạt nhạt, nàng xem xem ba mẹ biểu lộ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm ba ba mụ mụ các ngươi nói thực ra a à, ta chuẩn bị tâm lý thật tốt ta là không phải được cái gì bệnh bất trị không mấy năm tốt sống. Vẫn có cái gì tiên thiên tính bệnh tim không thể vất vả mệt nhọc, bằng không thì dễ dàng tráng niên mất sớm. Cốt nghiệp cấp 3 hấp xe chở phân bạo tạc nổ tung nàng tại chỗ qua đời đó là tiểu thuyết nội dung cốt truyện, ba mẹ không có khả năng biết rõ A, à, được côn vớt bằng TTV trên Slack. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30 chương 30. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tuân nhạc nhạc bị ba mẹ như vậy thực cho là mình mắc phải tuyệt chứng gì cái gì được rồi, dù sao chính là nhất định sống không lâu cái loại này. Không nghĩ tới quay đầu đã bị yêu cầu, vì 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 đem điềm xấu mà nói cho nhổ ra. Nàng liền không nhịn được hỏi, cái kia rốt cuộc là vì cái gì a? À? Nàng tưởng hảo hảo học tập mỗi ngày hướng lên cũng không được sao chẳng lẽ phải mỗi ngày không có việc gì ngày từng ngày cá ướp muối giống nhau không lý tưởng ba ba mụ mụ mới thỏa mãn. Nhìn ra tuân nhạc nhạc lần này là thật sự quyết định, rất khó cải biến về sau, tuân đại hải cùng ngụy thuộc phân hai vợ chồng trao đổi mấy cái ánh mắt, thở dài một hơi, cuối cùng tại quyết định nói ra sự thật. Sau đó, nàng đã nghe được một cái ưu thương, hoang đường, quả thực làm cho người không thể tin được câu chuyện. Tấn Giang trong tiểu thuyết đều có rất ít như vậy ghi. Nghe nói tuân nhạc nhạc qua một tuổi tròn sinh nhật lúc chọn đồ vật đoán tương lai bắt một quyển sách. Cái kia lúc tuần gia còn không có phát đạt, mỏ còn không có mở lên đến, nàng bắt quyển sách, tuân đại hải cùng Ngụy Thục Phân đều thật cao hứng. Chạng vạn tối lúc tuân đại hải ôm nàng đi ra ngoài đưa cho hài tử qua tuổi tròn khách nhân, đối phương trong miệng nói xong các tường lời nói, tỏ vẻ nhạc nhạc chọn đồ vật đoán tương lai đều trảo sách, về sau khẳng định đọc sách tốt, có thể thi đậu thanh hoa bắc đại và vân vân. Tuân Đại Hải vẽ mặt tươi cười đi theo liên tục gật đầu, trở về lúc ôm tiểu nữ nhi vô cùng cao hứng nói ta nữ nhi bảo bối về sau khẳng định có đại tiền đồ, cho ta khảo thi cái thành phố trạng nguyên tỉnh trạng nguyên trở về. Sau đó tuân nhạc nhạc không biết vì cái gì khóc lên, dỗ dành không ngừng, hắn sẽ dùng bình lúc dỗ dành nàng lúc thường dùng thủ đoạn, đem con ném ra, đến, không trung đón thêm ở. Bình thường như vậy hai ba lần, tiểu nhạc vui vẻ tự cũng không khóc tuân đại hải rất ưa thích thân cận tiểu nữ nhi dỗ dành nàng cao hứng không biết chơi đùa bao nhiêu lần cái này trò chơi nhỏ rồi đã sớm thuận buồn xuôi gió không nghĩ tới lần này ra ngoài ý muốn tuân nhạc nhạc bị vứt lên đến về sau không có tiếp được trực tiếp cho văn ra bên cạnh chính là người một nhà che phòng ở làm cho vôi chồng chất hài tử một đầu đâm vào vôi trong đống may mùa đông ăn mặc dày cái kia vôi để tại chỗ đó thời gian lâu rồi tính tẩy rửa không có mạnh như vậy nhưng tuân nhạc nhạc cũng bị đưa vào bệnh viện làm triệt để kiểm tra cùng tẩy trừ chuyện này nhưng làm tuân đại hải cùng ngụy thục phân làm cho sợ hãi bất quá bọn hắn cũng không có quá tại ý chỉ cho là là một ngoài ý muốn mà thôi kế tiếp là 6 tuổi đến trường lúc hình như là tuân nhạc nhạc chính mình tại trong trường học bị kích thích trở về lớn tiếng nói mình về sau phải học tập thật giỏi về sau muốn khảo thi thanh hoa bắc đại còn hỏi ba ba ưa thích thanh hoa vẫn là bắc đại hôm sau nàng cùng trong thôn hài tử cùng đi bên ngoài giả lấy chơi tại trên sườn núi ăn nhiều trên núi một loại màu đỏ tím quả dại trong thôn gọi bà bà nương tử nhi tên khoa học gọi thương lục đồ vật tự trung độc về nhà mà bắt đầu nôn mửa nhổ ra cả đêm thiếu chút nữa đem tuân đại hải hồ chết cùng nàng cùng nhau hài tử có bảy tám cái tất cả mọi người không có việc gì rất nhỏ nôn quẹ mà thôi hết lần này tới lần khác liền nàng nghiêm trọng như vậy về sau tuân nhạc nhạc tốt rồi những người lớn hỏi nàng cùng mặt khác mấy người hài tử mới phát hiện bởi vì nàng tay nhanh nhất chiếm cứ cái kia khỏa thương lục dài trái cây tối đa nàng một người ăn hết người khác nhiều cái cộng lại nhiều như vậy cái này hai chuyện chính giữa cách thời gian so sánh lâu tuân đại hải còn không có cho liên hệ tới lần thứ ba là tại lại cách không đến một năm thời gian đó là một năm mùa đông rơi xuống rất đại tuyết bên ngoài tuyết động đều quá gối che dày như vậy Tiểu hài tử nghịch ngợm gây sự không chịu ngồi yên, hơn nữa tuyền sơn thôn khó được chứng kiến dày như vậy tuyết, tất cả mọi người rất hưng phấn, bọn còn không sợ lạnh tại bên ngoài thấp nơi điên chơi. Cùng tiểu đồng bọn ném tuyết tuân nhạt nhạt một cước dẫm tại tuyết thượng, trực tiếp tiến vào cả thôn đào được sâu nhất một cái khoai lang trong hầm. Rơi vào trước khi đi tay nàng bộ chơi tuyết làm cho ướt, bị đại ca tuân úy nghiêng kéo về trong nhà đi hơ cho khô lúc ấy cả nhà đại nhân đều vây quanh chậu thang tại sưởi ấm, quên ai nói một câu cái gì, nàng đã nói nàng về sau khẳng định cũng muốn khảo thi thanh hoa bắc đại. Đi ra ngoài không bao lâu người liền mất khoai lang trong hầm. Xui xẻo nhất là không có người phát hiện, bọn chạy tới chạy lui cãi nhau ầm ĩ cũng không có phát giác thiếu đi cá nhân. Cuối cùng vẫn là tuần gia người phát hiện tuân nhạc nhạc thật lâu không có trở về sưởi ấm đi ra ngoài tìm mới tìm được nàng đằng sau liên tiếp còn có qua mấy lần những chuyện tương tự dù sao tuân đại hải cùng ngụy thuộc phân hai khẩu tử là thật bị sợ sợ nghe thấy thanh hoa bắc đại học tập cốt liền phản xạ có điều kiện sợ tới mức khẽ run rẩy sợ tuân nhạt nhạt vừa muốn ra ngoài ý muốn trước kia đều là tại trong thôn còn dễ nói ngoài ý muốn không tính nghiêm trọng cũng còn có vãn hồi chỗ trống xe này nước mã long trong thành thị ra chút gì đó tai nạn xe cổ các loại ngoài ý muốn vậy thì thật là hối hận cũng không kịp. Ngụy Thục Phân nhìn tuân nhạt nhạt trong chốc lát bỗng nhiên còn muốn đi lên. Ngươi cái này cánh tay chân bị thương, không phải là bởi vì muốn đi ra ngoài làm tác nghiệp A, à, nếu không làm bài tập nói không chừng cũng sẽ không ra việc này. Tuân Đại Hải đi theo liền hỏi. Ngươi đi ra ngoài làm tác nghiệp lúc trước có phải hay không cùng với nói ngươi phải học tập thật giỏi. Sau đó bất đồng con gái trả lời, liền khiến cho sức lực gật đầu nhất định là không sai chính là cái này học tập vấn đề sau đó hai người lại bắt đầu khích lệ nhạc nhạc a học tập thật sự quá nguy hiểm ba mẹ thực tại là sợ a ngươi xem chúng ta lại không thiếu ngươi học đại học đi ra tìm công việc tốt kiếm điểm này tiền chúng ta cho ngươi mở tài khoản hàng năm đều tiết kiệm tiền đi vào cam đoan cho dù về sau chúng ta không tại ngươi rồi cũng sẽ không bị đói Hai người ca ca cũng đều hội chiếu cố ngươi. Thật không có tất yếu vì tiền bốc lên lớn như vậy mạo hiểm, ngươi nói ngươi muốn là có cái vạn nhất, gọi ba mẹ làm sao bây giờ a, à, Tuân nhạc nhạc. Thiệt hay giả? Nói được như vậy mơ hồ, nguyên chủ có thể sống lớn như vậy thật không dễ dàng a, à, có thể nói là trải qua 9981 khó khăn. Bất quá giảng đạo lý, ba ba mụ mụ không cần phải biên như vậy lời nói dối lừa gạt nàng a. À nhìn ra tuân nhạc nhạc do dự tuân đại hải cùng ngụy thục phân lại là một hồi mãnh liệt khích lệ tuân nhạc nhạc nghe được đều có điểm tâm chua được 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 ta đã biết ba ba mụ mụ không học được không học được hai khẩu tử lúc này mới thở dài một hơi tuân đại hải cao hứng được trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho tuân nhạc nhạc hơi tính vòng vo một số tiền lớn nhạc nhạc đừng lo lắng ba ba có tiền có thể nuôi dưỡng ngươi cả đời tuân nhạc nhạc Cảm ơn ba ba. Chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày đều muốn học tập tốt, lại là muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Nàng cả người đều có điểm mê muội. Trực Đáo đã ăn cơm trưa trở về phòng chuẩn bị buổi trưa bằng không ai có thể đính đến ở cái này một đống lớn viên đạn bọc đường oanh tạc a. Coi như là nàng cũng phải rơi vào tay giặc. Tuân Nhạc Nhạc lắc đầu, nàng hiện tại xin phép nghỉ tại gia, hơn nữa ba mẹ mỗi ngày đều tại bên cạnh nàng một lúc hồi lâu cũng không có thể làm cái gì không có chuyện gì liền nhìn lên kể chuyện phòng vừa mua trở về một đống lớn sách rất nhanh liền nhìn mê mẩn tuân đại hải cùng ngụy thục vân cũng yên lòng lại đợi hai ngày hắn cho mời nghỉ bệnh đến thời gian vốn hắn nếu gọi điện thoại tiếp tục xin nghỉ phép bị tuân nhạt nhạt ngăn cản cha các ngươi tại quê quán còn rất nhiều sự tình đâu không cần tại gia chiếu cố ta rồi ngươi xem ta chân đều tốt lưu loát một chút sự tình đều không có. Nàng tại chỗ nhảy nhảy lại nhảy nhót, ta tại trong nhà cũng rất nhàm chán a, à, muốn đi trong trường học cùng mấy cái tiểu tỷ muội cùng nhau chơi đùa, so sánh có ý tứ. Tóc vàng gần nhất chơi một cái tân thủ bơi rất có ý tứ, nàng nói dẫn ta cùng một chỗ, ta muốn cho nàng ở trước mặt tay bắt tay dạy ta. Cung Đại Hải xem nàng giống như thật sự đã quên muốn học tập sự tình, hơn nữa nàng vết thương ở chân cũng là thật sự không thành vấn đề mỗi ngày ổ tại trong nhà là rất khó chịu hơn nữa hắn quê quán mỏ thượng hoàn toàn chính xác rất nhiều sự tình chờ hắn trở về xử lý liền quyết định không hề cho tuân nhạc nhạc xin nghỉ tuân đại hải cùng ngụy thục phân gọi ngưu sư phó lái xe đưa trở về quê quán tuân nhạc nhạc ngày mai lại có thể tiếp tục đi trường học nàng cuối cùng thở dài một hơi tối hôm đó ngủ lúc bị phan a di gõ nàng cửa phòng ngủ trong tay nàng cầm lấy một quyển tên là lão bà phấn hiểu rõ thoáng một phát sách, bìa mặt đặc biệt đẹp mắt, đầy trời ánh sao bối cảnh đồ ở bên trong, rải rác vài nét bút vẽ ra một người tuổi còn trẻ tóc dài nữ hài ăn mặc tiểu lễ phục dày cao gót xinh đẹp bộ dáng. Tên sách bảy chữ trải qua tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, còn làm lập thể chữ xử lý, đặc biệt hấp con ngươi. Phan A Di ăn mặc đồ mặc ở nhà, đối tuân nhạc nhạc quơ quơ sách trong tay. Nhạc nhạc, Tiểu Ngụy nói ngươi gần nhất thích xem Tấn Giang ngôn tình tiểu thuyết, vừa hảo ta cũng ưa thích, chúng ta cùng một chỗ xem a. À, nàng một giây biến hưng phấn mặt. Ta đã nói với ngươi, cái này bản truy tinh tiểu thuyết là ta đám tiểu tỷ muội cho ta đề cử, ghi quá tốt nhìn. Tác giả quả thực là thần tiên ghi văn, ta xem một nửa cũng nhịn không được đi Tấn Giang cho đập phá lôi. Đáng tiếc nàng liền đã viết cuốn này sách, hạ quyển sách cũng không biết cái gì lúc khai mở ta đều cùng đám tiểu tỷ muội hẹn rồi đến lúc cùng đi đuổi. Ngươi muốn không nên nhìn xem. Cam đoan không hối hận. Ngươi có yêu mến Minh Tinh a, à, ta đã nói với ngươi, quyển sách này ở bên trong ghi truy tinh thiếu nữ thái chân thực rồi, ta mấy cái truy tinh tiểu tỷ muội thấy gào khóc gọi. Ngươi truy tinh mà nói khẳng định càng ưa thích quyển tiểu thuyết này. Tuân nhạt nhạt. Thất sách, ba mẹ rời đi, trong nhà còn có cái Phan A di đâu, a, à, còn có đại ca đâu nàng nghĩ đến ăn mặc một thân các quần áo vừa vặn âu phục tuân bí nghiêng cầm trong tay tấn gian ngôn tình tiểu thuyết cho mình an lợi bộ dáng nhịn không được sợ run cả người được côn vớt bằng ttv Translate. bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video